Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 2. Cô Lâm, Phương Nhiên, người thanh niên khẽ cười gật đầu với Lâm Hồng Ngạn và Hàn Phương Nhiên thay cho lời chào hỏi, còn Đinh Dũng thì bị hắn ta tự động bỏ qua. Thụy Phong, cháu cũng đến à? Sắc mặt Lâm Hồng Ngạn không tự nhiên lắm, người thanh niên đẹp trai này tên là Kỳ Thụy Phong, cũng đi ở rể. Nhưng khác với tên ở rể nghèo rất mồng tơi như Đinh Dũng, nhà họ Kỳ phía sau Kỳ Thụy Phong lại là gia đình nhiều đời làm quan chức. Năng lực của Kỳ Thụy Phong lại càng vượt trội, tuổi đời còn trẻ mà đã là cán bộ cốt cán cấp trưởng ban của Cục Quản lý Thành phố, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với không ít người kinh doanh bất động sản ở thành phố Kim Châu. Vâng, cô Lâm, cháu đi cùng Phượng Nhu, khoảng thời gian trước Phượng Nhu cũng mở công ty nội thất. Sau này chúng ta làm cùng trong một ngành, Phương Nhiên phải chiếu cố đến Phượng Nhu đấy. Kỳ Thụy Phong khẽ đưa mắt nhìn Hàn Phương Nhiên và khiêm tốn nói. Thụy Phong cứ đùa, Phương Nhiên làm gì có bản lĩnh đó, bây giờ nó còn không lo được cho công ty của mình kìa. Lâm Hồng Ngạn gượng cười, với thân phận của Kỳ Thụy Phong, sớm muộn gì công ty nội thất của lão Phượng Nhu cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vượt qua Hàn Phương Nhiên, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó phải nói là lão Phương Nhu chiếu cố Hàn Phương Nhiên mới đúng. Không lo được, Kỳ Thụy Phong ra vẻ ngạc nhiên, cô Lâm, cô đang nói đến chuyện của cậu Viên sao? Đúng vậy, buổi trưa hôm nay con bé Phương Nhiên này không hiểu chuyện, đắc tội với cậu Viên. Cô Lâm, thực ra với sự hiểu biết của cháu với cậu Viên, cậu ấy sẽ không so đo với Phương Nhiên đâu. Nhưng hành vi hôm nay của Đinh Dũng, đúng là có hơi lỗ mãng, làm cậu Viên mất mặt, Kỳ Thụy Phong nhấp một ngụm rượu, trong lời vừa nói ra dường như có ý tứ gì đó. Vậy Thụy Phong, ý của cháu là, Lâm Hồng Ngạn hỏi với vẻ thăm dò, Kỳ Thụy Phong và Viên Thiếu Khang là bạn, nghe lời nói của Kỳ Thụy Phong, hình như chuyện này vẫn có thể cứu vãn được. Cô Lâm, không giấu gì cô, buổi chiều cháu nghe cậu Viên nói là chỉ cần tối nay Đinh Dũng chịu quỳ trước mặt cậu ấy, tự tát mình vài cái trước mặt mọi người thì cậu ấy sẽ bỏ qua cho nhà cô. Kỳ Thụy Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi nghe xong sắc mặt của Lâm Hồng Ngạn khác hẳn, phải quỳ xuống tự tát trước mặt nhiều người. Đây là muốn dìm Đinh Dũng không ngóc đầu lên nổi. Không được, Hàn Phương Nhiên lạnh lùng mở lời, Viên Thiếu Khang làm như vậy không khác gì giết chết Đinh Dũng. Đinh Dũng cũng cười khẩy trong lòng, từ giây phút gặp Kỳ Thụy Phong, anh đã cảm thấy người này không có ý tốt. Bây giờ xem ra Kỳ Thụy Phong là người chuyển lời giúp Viên Thiếu Khang rồi. Bảo anh quỳ trước Viên Thiếu Khang, vậy Viên Thiếu Khang phải có cái mạng để nhận trước đã. Cô Lâm! Vậy cháu cũng không có cách nào khác. Cậu Viên nói rồi, chuyện làm ăn của nhà họ Hàn và thể diện của Đinh Dũng, mọi người chỉ có thể chọn một trong hai, Kỳ Thụy Phong bình thản nói, trong mắt hắn ta, Viên Thiếu Khang đã rất nhân từ rồi. Nếu hắn ta là Viên Thiếu Khang, bị tên ở rể như Đinh Dũng đánh, hắn ta chắc chắn sẽ khiến Đinh Dũng sống không bằng chết. Lâm Hồng Ngạn thở dài một hơi, bà ta đã không biết phải nói gì nữa. Cùng là đi ở rể như nhau. Nhìn Kỳ Thụy Phong nhà người ta xem, không chỉ khiến vợ kiếm được một khoản tiền lớn, còn là anh em với người giàu có như Viên Thiếu Khang. Nhìn lại Đinh Dũng ở rể nhà bà ta, không những không giúp được gì cho Hàn Phương Nhiên, giờ lại còn làm liên lụy đến con bé. Khoảng cách giữa người với người sao lại lớn như vậy? Đinh Dũng, chúng ta đều ở rể, xét theo khía cạnh nào đó, chúng ta cùng là một kiểu người. Theo tôi thì anh vẫn nên cúi đầu quỳ trước mặt cậu Viên một lúc. Thể diện ấy mà, nói quan trọng là quan trọng, nói không quan trọng là không quan trọng, nhưng so với tính mạng thì nó không là gì cả, anh nói xem có đúng không, Kỳ Thụy Phong cười giả lả nhìn Đinh Dũng. Anh đang uy hiếp tôi đấy à, Đinh Dũng để ly rượu lên trên mặt bàn và thản nhiên hỏi. Không dám, không dám, anh là người dám đánh cậu Viên, sao tôi dám uy hiếp anh chứ, Kỳ Thụy Phong lắc đầu và mỉa mai nói. Anh ta đã gặp kẻ không sợ chết. Nhưng chưa gặp ai không sợ chết như Đinh Dũng, chẳng lẽ thằng vô dụng này thật sự coi mình là một nhân vật có máu mặt? Không dám thì ngậm cái miệng chó của anh lại, nếu không tôi không ngại cho anh nếm trải việc trưa nay chủ nhân của anh trải qua đâu, Đinh Dũng cười khẩy một tiếng, Viên Thiếu Khang còn chưa làm gì anh, ấy vậy mà con chó này lại đi uy hiếp anh trước. Sắc mặt của Kỳ Thụy Phong thay đổi, hắn ta thấy Đinh Dũng không giống như đang nói đùa. Có khi cái thằng điên này thật sự đánh hắn ta một trận trước mặt nhiều người thế này cũng nên, như vậy thì hắn ta sẽ mất hết thể diện. Được, hy vọng lát nữa đấu thầu, người anh em Đinh Dũng vẫn mạnh miệng như giờ, Kỳ Thụy Phong tự ép mình phải nuốt cục tức trong lòng xuống và nói. Không cần anh phải lo,
Đinh Dũng hờ hững nói. Hừ, Kỳ Thụy Phong hừ một tiếng rồi đứng dậy đưa Lã Phượng Nhu rời khỏi đây. Đinh Dũng, cậu còn chê cậu hại Phương Nhiên vẫn chưa đủ phải không? Có phải hôm nay cậu muốn đắc tội với tất cả mọi người ở đây cậu mới vui không? Lâm Hồng Ngạn gằn giọng trách móc. Bà ta phát hiện ra Đinh Dũng thật sự là một kẻ gây chuyện, đi đến đâu là gây chuyện đến đó. Vừa mới đắc tội với Viên Thiếu Khang, giờ lại đắc tội với Kỳ Thụy Phong. Bây giờ Lâm Hồng Ngạn rất hối hận, bà ta không nên đưa Đinh Dũng đến đây. Đinh Dũng không nói gì mà chỉ nhấp một ngụm rượu vang. Lúc này người dẫn chương trình bước lên sân khấu, lễ mở thầu chính thức bắt đầu. Các nhà kinh doanh bất động sản lần lượt bước lên sân khấu, đưa ra yêu cầu với công ty nội thất, khâu này gọi là chào giá thầu. Nhưng điều khiến tất cả đều bất ngờ đó là nhân vật chính trong lễ mở thầu này không phải bất động sản Âu Hào đi đầu ngành bất động sản ở Kim Châu, mà là một công ty tên là Bất Động Sản Đỉnh Kim mới sát nhập. Sau khi sát nhập ba công ty bất động sản trị giá mấy tỷ, Bất Động Sản Đỉnh Kim nhảy vọt lên trở thành công ty bất động sản lớn nhất thành phố Kim Châu, sức ảnh hưởng của Bất Động Sản Âu Hào lập tức bị hạn chế. Nghe nói Bất Động Sản Đỉnh Kim là tài sản của nhà họ Kim ở Giang Nam. Cái gì? Nhà họ Kim ở Giang Nam, chính là nhà họ Kim cực kỳ giàu có đứng đầu khu vực phía nam sông Trường Giang ư? Vớ vẩn, còn ai vào đây nữa, ngoài nhà họ Kim thì còn có ai có thể lấy được hơn chục tỷ để thu mua ba công ty trong một buổi chiều chứ? Nhà họ Kim đến Kim Châu làm gì? Theo lý mà nói bất động sản ở Kim Châu không có nhiều tiềm lực đầu tư. Ai mà biết được, chắc tại ông Kim có nhiều tiền quá ấy mà. Lời bàn tán của mấy người này khiến mắt của rất nhiều ông chủ của các công ty nội thất dưới khán đài rực sáng. Việc Bất Động Sản Đỉnh Kim tiến quân vào Kim Châu cũng là chuyện tốt với rất nhiều công ty nội thất ở đây. Nếu họ có thể nhân cơ hội này xây dựng mối quan hệ với Bất Động Sản Đỉnh Kim, thì ít nhất có thể khiến giá trị con người họ tăng lên 2, 3 lần. Lâm Hồng Ngạn cũng bắt đầu suy nghĩ. Khác với những gia tộc nhỏ sống trong những vùng đất nhỏ bé như nhà họ Hàn, nhà họ Kim ở Giang Nam là gia tộc giàu có hàng đầu khắp Hoa Hạ. Ở Giang Nam, thế lực của nhà họ Kim cực kỳ vững chắc, rắc rối phức tạp, tham gia cả ba giới quân sự, chính trị, kinh doanh, có thể nói là họ đã đạt đến mức một tay che trời. Bây giờ nhà họ Kim đến Kim Châu phát triển, nếu có thể nhân cơ hội này xây dựng quan hệ với nhà họ Kim, làm ăn với nhà họ Kim, như vậy thì mẹ con Lâm Hồng Ngạn sẽ được gia chủ nhà họ Hàn coi trọng. Cũng có thể nắm được nhiều quyền lên tiếng hơn ở nhà họ Hàn. Chỉ trong chớp mắt mà Lâm Hồng Ngạn đã nghĩ được rất nhiều thứ, nhưng ngay sau đó Hàn Phương Nhiên đã lập tức dội cho bà ta một gáo nước lạnh. Mẹ, không được đâu, giống như là biết được mẹ mình đang nghĩ gì, Hàn Phương Nhiên cười khổ lắc đầu và nói, bây giờ Bất Động Sản Đỉnh Kim là công ty bất động sản lớn nhất Kim Châu, cho dù bọn họ muốn tìm người hợp tác thì cũng sẽ tìm mấy công ty nội thất lớn mà không phải công ty bé như chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ đến nữa, không có cơ hội đâu. Em không thử làm sao biết được là không có cơ hội, lúc này đột nhiên Đinh Dũng nói xen vào một câu. Ở đây chỉ có mình anh biết sốt cuộc công ty bất động sản Đỉnh Kim đó là như thế nào. Anh đã bỏ ra hơn 10 tỷ để nuôi sống công ty nội thất nho nhỏ của Hàn Phương Nhiên. Ai mà nghĩ được việc sắp xong rồi nhưng Hàn Phương Nhiên lại chủ động từ bỏ, chuyện này làm Đinh Dũng không biết nói gì. Đúng vậy, con gái. Con thử đi, biết đâu lại được thì sao? Lâm Hồng Ngạn cũng có vẻ hơi không cam tâm. Để, con thử xem sao. Hàn Phương Nhiên do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tiếp xúc với Bất Động Sản Đỉnh Kim một chút, còn về việc có thành công hay không, chỉ có thể nghe theo ý trời. Sau khi rất nhiều công ty bất động sản kết thúc khâu đặt giá thầu, đến lượt các công ty nội thất lên trên bục bỏ thầu. Bất Động Sản Âu Hào vốn là công ty được săn đón nhiều nhất. Vì sự xuất hiện của con ngựa ô là Bất Động Sản Đỉnh Kim nên đã bị các công ty nội thất lạnh nhạt hơn nhiều. Ba công ty nội thất lớn nhất thành phố Kim Châu những năm trước đều chọn Bất Động Sản Âu Hào, nhưng lần này bọn họ đều chọn Bất Động Sản Đỉnh Kim. Là một người kinh doanh, bọn họ hiểu rất rõ, nhà họ Kim ở Giang Nam có nghĩa là gì. Chỉ cần có thể hợp tác với nhà họ Kim, cho dù bị lỗ họ cũng bằng lòng. Thứ tự của khâu bỏ thầu cũng rất được coi trọng. Khi các công ty nội thất lớn có kinh nghiệm bỏ thầu xong mới có thể đến lượt công ty nội thất nhỏ. Đương nhiên công ty nội thất của Hàn Phương Nhiên là một trong những công ty bỏ thầu cuối cùng. Khi cô ấy lên trên bục, không ít ông chủ của các công ty nội thất dưới bục đều lộ ra nụ cười mỉa mai. Đắc tội với Viên Thiếu Khang còn dám lên bỏ thầu.
Lúc này Hàn Phương Nhiên lại không nghĩ nhiều như vậy, việc đã đến mức này, cô cũng chỉ có thể nghe theo ý trời thôi. Cô không cần cân nhắc đến mấy công ty bất động sản ở thành phố Kim Châu, nếu chọn những công ty này cũng chỉ tự rước nhục vào thân thôi. Tia hy vọng duy nhất chính là bất động sản đỉnh kim đến từ nơi khác, nhưng hy vọng này cũng rất nhỏ nhoi. Hàn Phương Nhiên cho hồ sơ dự thầu vào trong tủ của bất động sản đỉnh kim sau đó đi xuống dưới bục. Nhìn thấy cảnh này, những người ở dưới bục lập tức xôn xao. Tôi không nhìn nhầm chứ. Hàn Phương Nhiên thế mà lại bỏ thầu vào bất động sản đỉnh kim. Cô ta điên rồi. Bất động sản đỉnh kim sao có thể chọn cái công ty vớ vẩn đó của cô ta được. Thì đó. Mặt dày không sợ bị người ta chê cười luôn. Đây cũng là kết cục cho kẻ đắc tội cậu Viên. Bây giờ đi vào đường cùng thì cũng đáng đời. Vẻ mặt Đinh Dũng lạnh lùng, người khác xì xào anh cũng nghe được nhưng lười tranh luận với đám người vô công rồi nghề ấy. Bởi vì rất nhanh thôi. Bất động sản đỉnh kim sẽ dùng hành động thực tế nói cho họ biết, thế nào là ngu. Hàn Phương Nhiên thẫn thờ, chưa đi được mấy bước đã bị Kỳ Thụy Phong gọi giật lại. Cô Hàn, đợi một chút. Cậu Viên có việc tìm cô. Việc gì? Hàn Phương Nhiên lạnh lùng nhìn Kỳ Thụy Phong. Cậu Viên muốn mời cô uống một ly, bàn chuyện với cô, Kỳ Thụy Phong cười mỉm. Bảo anh ta cút. Tôi không có hứng, Hàn Phương Nhiên ghê tởm nói. Sao cô Hàn không đợi tôi nói nốt? Cậu Viên đã bảo rồi, chỉ cần cô Hàn uống với cậu ấy một ly, chuyện hồi trưa, cậu ấy sẽ coi như chưa từng xảy ra. Người anh em Đinh Dũng cũng không cần quỳ với cậu ấy. Công ty Tú Thủy của cô sau này vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với bất động sản Âu Hào. Hàn Phương Nhiên nhăn mặt, sao tự nhiên Viên Thiếu Khang lại tốt như thế? Hàn Phương Nhiên vẫn không nói gì, Kỳ Thụy Phong cười lạnh, tiếp tục nói, cậu Viên còn nói là, nếu cô Hàn không nể mặt thì cậu ấy sẽ đánh gãy chân Đinh Dũng, khiến Đinh Dũng ngồi xe lăn cả đời. Mặt Hàn Phương Nhiên tái nhợt. Uy hiếp trắng trợn. Hàn Phương Nhiên hơi hoảng loạn, cho dù cô biết đây là lời uy hiếp nhưng cô cũng không dám đánh cược. Với thế lực của Viên Thiếu Khang, đừng nói là đánh gãy chân Đinh Dũng, cho dù là lấy mạng Đinh Dũng thì cô cũng chẳng làm gì được anh ta. Cô Hàn cứ nghĩ cho kỹ. Uống một ly cùng cậu Viên hay là để Đinh Dũng què quặt, Kỳ Thụy Phong đùa cợt. Tôi uống, Hàn Phương Nhiên hít một hơi, ngẩng đầu nói. Coi như cô thức thời, Kỳ Thụy Phong cũng thở phào. Viên Thiếu Khang bảo hắn ta cho dù thế nào cũng phải dẫn được người tới. Vốn dĩ hắn ta định là nếu Hàn Phương Nhiên không đồng ý thì sẽ bắt luôn cô tới đó. Kỳ Thụy Phong dẫn Hàn Phương Nhiên tới phòng Tổng thống. Cửa mở ra, Viên Thiếu Khang cười mỉm chào đón. Phương Nhiên, em lại đây. Có chuyện gì anh nói luôn đi, Hàn Phương Nhiên lạnh lùng liếc Viên Thiếu Khang. Viên Thiếu Khang hơi tức giận, con điếm này, bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn giả vờ với ông. Nhưng Viên Thiếu Khang bình tĩnh lại rất nhanh. Khóe miệng nở nụ cười gian xảo, ánh mắt đầy vẻ dâm tà, cười nói cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ là muốn xin lỗi em, chuyện hồi trưa là do anh quá sốc nổi, không chú ý tới cảm xúc của em. Xin lỗi thì không cần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau này anh đừng tìm tôi nữa là được, Hàn Phương Nhiên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng không thèm nhìn hắn ta. Thấy vẻ lạnh lùng của Hàn Phương Nhiên, Viên Thiếu Khang đảo mắt, nhưng nghĩ tới sự chuẩn bị của mình, lòng hắn ta lại trộn rộn, vội vàng giả vờ tình cảm mà bất đắc dĩ nói, Phương Nhiên, em không cho anh cơ hội thật sao? Chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em. Hàn Phương Nhiên nhíu mày, nét mặt không vui, Viên Thiếu Khang, bây giờ tôi là phụ nữ đã có chồng. Mong anh tự trọng. Phụ nữ có chồng, mặt Viên Thiếu Khang hiện rõ vẻ tàn ác. Ha, ha, mong anh tự trọng, Viên Thiếu Khang lắc đầu, rót ly rượu đưa cho Hàn Phương Nhiên, thở dài rồi nói, Phương Nhiên, xin lỗi em. Chuyện trước đó là do anh làm việc theo cảm xúc, anh mời em một ly, chuyện đã qua coi như xí xóa. Sau này anh sẽ không tới quấy rầy em và Đinh Dũng nữa. Nói xong mặt Viên Thiếu Khang tỏ ra đau khổ, dường như đã tuyệt vọng, ánh mắt buồn rầu nâng ly rượu lên, cầm chặt rồi ngửa cổ một ngụm uống cạn. Hàn Phương Nhiên do dự một lúc, thấy Viên Thiếu Khang không giống đang giả vờ nên cũng mềm lòng, cầm ly rượu nhấp một ngụm. Hy vọng anh nhớ những gì anh đã nói hôm nay, nói xong, Hàn Phương Nhiên đặt ly rượu xuống bàn, lạnh lùng nhìn Viên Thiếu Khang rồi đi ra phía cửa. Phương Nhiên, thấy Hàn Phương Nhiên định đi,
Viên Thiếu Khang vội đứng lên gọi. Nghe thấy tiếng Viên Thiếu Khang, Hàn Phương Nhiên cau mày, bất mãn quay đầu lại hỏi, xin hỏi anh Viên còn có chuyện gì nữa? Viên Thiếu Khang nổi giận chạy tới, định phủi sạch quan hệ với mình à? Ngay cả cách xưng hô cũng sửa thành anh Viên. Mẹ kiếp, sao tác dụng của thuốc chậm thế? Viên Thiếu Khang chửi thầm trong bụng, ngoài mặt thì vẫn cười đắng chát, giả vờ như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Lát sau, lúc Hàn Phương Nhiên đang định nói thì thấy xây sầm mặt mày, người Liêu Siêu vội dựa vào tường, vừa sửng sốt vừa phẫn nộ nhìn Viên Thiếu Khang. Vẻ mặt sầu khổ bi đát của Viên Thiếu Khang dần chuyển sang hung tợn. Hắn ta nhìn Hàn Phương Nhiên chằm chằm, ánh mắt dâm tà không hề che giấu. Lúc này Viên Thiếu Khang như một con thú hoang mất hết lý trí, từng bước tiến tới con mồi ngon mắt. Viên Thiếu Khang, đồ khốn nạn, thoáng chốc, Hàn Phương Nhiên hiểu ra vừa nãy tất cả chỉ là cái bẫy của Viên Thiếu Khang. Thấy ánh mắt như thú hoang của hắn ta, Hàn Phương Nhiên hoảng hốt, vội vã chạy ra ngoài cửa. Nhưng lúc này, người cô mềm nhũn, không lấy đâu ra sức mà chạy, vừa mới đi được vài bước đã bị Viên Thiếu Khang ôm lấy từ đằng sau. Viên Thiếu Khang, bỏ tôi ra, anh định làm gì? Hàn Phương Nhiên hoảng hốt tột độ, định rằng co nhưng lại không có tí sức lực nào. Làm gì? Vẻ mặt Viên Thiếu Khang dữ tợn, cười dê gào lên, đương nhiên là thịt mày rồi. Con điếm, con giả vờ thanh cao với ông đây, còn muốn ông đây tôn trọng à? Bây giờ ông đây sẽ tôn trọng mày nhé. Đừng chạm vào tôi, khốn nạn, Hàn Phương Nhiên muốn vùng vẫy nhưng Viên Thiếu Khang đã bỏ thuốc vào rượu, lúc này người cô mềm nhũn, căn bản không có chút sức nào. Viên Thiếu Khang ôm chặt Hàn Phương Nhiên như con thú, thô bạo quăng cô lên giường. Con điếm, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết ông hơn thằng Đinh Dũng vô dụng kia ở đâu. Viên Thiếu Khang liếm môi, hắn ta thèm khát Hàn Phương Nhiên 7 năm liền nhưng Hàn Phương Nhiên lại như một tảng băng lạnh lùng, không cho hắn ta một cơ hội tiếp cận. Nhưng hôm nay, Hàn Phương Nhiên lại uống thuốc bán ở chợ đen. Thứ thuốc này Viên Thiếu Khang đã từng tận mắt chứng kiến tác dụng của nó. Cho dù là phụ nữ thế nào thì sau khi uống vào đều sẽ nghe lời người khác, hành động đáng xấu hổ gì cũng sẽ làm. Viên Thiếu Khang thở dốc, chuẩn bị sẵn máy quay chĩa thẳng vào Hàn Phương Nhiên. Lúc này, Hàn Phương Nhiên nằm trên giường mặc một bộ váy hở lưng màu đen gợi cảm, để lộ làn da trắng ngần, dưới tác dụng của thuốc. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Phương Nhiên đỏ bừng, cả người nóng như lửa đốt. Đôi chân dài miên man dường như cũng mất kiểm soát. Tất cả đều kích thích đôi mắt đỏ ngầu của Viên Thiếu Khang. Vừa nghĩ tới sẽ được chơi đùa đôi chân này, Viên Thiếu Khang cảm thấy dạo dực hơn hẳn. Đừng qua đây, đừng chạm vào tôi, á, Hàn Phương Nhiên bất lực vùng vẫy nhưng cơ thể không nghe lời lại làm động tác đáng xấu hổ. Trong lòng cô bỗng hiện lên bóng dáng của Đinh Dũng. Mắt Hàn Phương Nhiên đẫm lệ. Liệu anh ta có tới không? Con điếm, vẫn đang nghĩ tới thằng vô dụng đó à? Ngày mai ông sẽ cho nó biết. Đêm nay, khà khà, Viên Thiếu Khang cười vào mặt Hàn Phương Nhiên, ánh mắt dâm đãng nhìn một lượt, nuốt một ngụm nước miếng. Phương Nhiên sao còn chưa về nữa? Lúc này, trong sảnh hội nghị, Đinh Dũng bất giác cho mày lo lắng, chuẩn bị đến lúc công bố kết quả rồi nhưng Hàn Phương Nhiên vẫn còn chưa xuất hiện. Chắc là đi vệ sinh rồi, Lâm Hồng Ngạn khá bàng quan, giờ bà ta cũng không còn ôm hy vọng gì với kết quả nữa rồi, cảm thấy Hàn Phương Nhiên có ở đây hay không cũng không quan trọng. Đi vệ sinh mà lâu vậy sao? Trong lòng Đinh Dũng cảm thấy bất an. Mẹ ngồi trước đi, con đi tìm thử xem, Đinh Dũng đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy như đã có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi rời khỏi sảnh hội nghị, Đinh Dũng hỏi đến mấy nhân viên phục vụ gặp trên đường nhưng cũng không hỏi được gì cả. Lúc này, một người đàn ông mặc vest đen nhìn có vẻ giống quản lý ở sảnh chính từ phía đối diện đi đến. Xin chào, xin hỏi anh có gặp một người phụ nữ mặc đầm dạ hội màu đen không? Đinh Dũng hơi sốt ruột, Hàn Phương Nhiên không phải là người đi mà không báo tiếng nào, vậy nên chắc chắn bây giờ xảy ra chuyện gì đó rồi. Đầm dạ hội màu đen, gương mặt người đàn ông mặc vest đen thoáng qua vẻ nghi ngại. Rồi lại vội vã lắc đầu nói, không gặp. Anh chắc chắn chứ, giọng Đinh Dũng lạnh lùng hẳn. Thưa quý khách, tôi thật sự chưa từng gặp, ánh mắt người đàn ông mặc vest đen hơi hoảng loạn, nói xong thì chuẩn bị quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, một đôi tay to bóp chặt lấy cổ anh ta. Cho anh thời gian 3 giây, nói, hoặc chết. Người đàn ông mặc vest đen chỉ cảm thấy một luồng sát khí khủng khiếp lạnh như băng phả vào mặt, hai chân rời khỏi mặt đất.
nửa người trên nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 19. Nhìn thấy người xe qua lại như kiến cỏ ở bên dưới, da đầu người đàn ông mặc vest đen lập tức tê dần, anh ta không hề nghi ngờ người đàn ông này sẽ giết mình. Xin tha mạng, tôi nói. Cô ấy ở trong phòng tổng thống 888, đứng trước cái chết, người đàn ông mặc vest đen không dám giấu giếm chút gì. Phòng tổng thống 888, Đinh Dũng siết chặt nắm tay, đấm một phát làm tên đàn ông mặc vest đen ngã sóng xoài, trong mắt tràn đầy ý muốn giết người lạnh băng, cho dù là ai, dám động vào người phụ nữ của ông đây đều phải chết. Nhìn bóng lưng hệt như tử thần rời đi, người đàn ông mặc vest đen lồm cồm bò dậy rồi điên cuồng chạy về hướng sảnh lớn. Không đến một phút, Đinh Dũng đã chạy đến tầng 8. Kỳ Thụy Phong đang ngồi vắt chéo chân uống trà ngoài hành lang, xung quanh có bốn tên khỏe mạnh mặc áo ba lỗ đen, canh chừng cửa phòng không chớp mắt. Kỳ, Thụy, Phong, mày đưa Phương Nhiên đi đâu rồi? Đinh Dũng híp mắt nhìn về hướng Kỳ Thụy Phong, nói từng chữ một. Úi giời, còn tưởng là ai, thì ra là thằng ở rể vô dụng nhà họ Hàn đây mà, nhìn thấy Đinh Dũng, khóe miệng Kỳ Thụy Phong hơi nhếch lên. Trong mắt toàn là vẻ khinh bỉ. Ta liếc nhìn cửa phòng một cái, vẻ mặt đột nhiên lộ ra nụ cười dâm đãng, quái gở nói, mày đang nói cô vợ xinh đẹp của mày à? Chậc, cậu Viên và vợ mày có vài chuyện cần làm, mày có muốn học hỏi không? Ha, ha, ha. Nghe được câu nói của Kỳ Thụy Phong, Đinh Dũng siết chặt nắm đấm, máu điên trong người lập tức nổi lên, sát khí lạnh băng từ trong ánh mắt bắn ra, nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm đi kha khá. Mày muốn chết à, Đinh Dũng nghiến răng dặn ra mấy từ này. Tao sợ quá đi, Kỳ Thụy Phong ra vẻ sợ sệt, nhìn Đinh Dũng cười khẩy một tiếng, vẻ mặt càng thêm khinh bỉ, lạnh lùng nói, trói tên đó lại cho tôi, đưa đến phòng cậu Viên. Không cho mấy tên cao to mặc đồ đen cơ hội ra tay, Đinh Dũng đạp một phát khiến Kỳ Thụy Phong ngã lăn quay. Chúng mày còn ngơ ra làm gì, còn không xông lên cho tao, Kỳ Thụy Phong bị Đinh Dũng đá một phát nằm trên đất. Mặt bỗng chốc xuất hiện vẻ sợ hãi, chỉ thẳng vào Đinh Dũng mà hét lên. Mà trong phòng lúc này, Hàn Phương Nhiên đang nằm mềm nhũn trên giường, cảm giác cả người như đang ngồi trên bàn trông. Cô cắn chặt môi dưới, trên gương mặt xinh đẹp toàn là nước mắt, nội tâm muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Thiếu Khang từ từ đưa bàn tay dơ bẩn vào bên trong váy của mình. Hàn Phương Nhiên tuyệt vọng vô cùng. Vừa nghĩ đến tấm thân trong trắng đã bảo vệ hơn 20 năm nay sắp bị hủy trong tay loại người cặn bã như Viên Thiếu Khang, cảm giác đúng là sống không bằng chết. Đinh Dũng, sao anh còn chưa đến, anh mau đến đây cứu tôi đi. Hàn Phương Nhiên chưa bao giờ mong mỏi bóng dáng Đinh Dũng xuất hiện trước mặt mình như lúc này. Nhưng cô cũng biết, Đinh Dũng chắc chắn không thể đến được rồi. Sao vậy, vẫn còn nhớ đến tên vô dụng đó à? Viên Thiếu Khang vốn đang say mê ngắm nhìn cơ thể mê hồn ngực tấn công mông phòng thủ đầy tinh tế của Hàn Phương Nhiên, đột nhiên nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hàn Phương Nhiên, trong lòng không khỏi tức giận, đến giờ mà con điếm này vẫn còn nhớ đến thằng vô dụng đó. Hừ, thằng vô dụng đó đến cũng tốt, cho nó nhìn xem vợ mình nằm dưới cơ thể tao mà hưởng thụ như thế nào, trong ánh mắt Viên Thiếu Khang lóe lên sự hung tợn như một con dã thú, nhếch miệng cười to rồi xé bộ đầm dạ hội màu đen của Hàn Phương Nhiên ra. Làm lộ ra da thịt trắng nõn hơi ửng hồng. Đồ khốn, dừng tay lại ngay, Hàn Phương Nhiên tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc mà cơ thể trở nên mẫn cảm vô cùng, bị Viên Thiếu Khang chạm vào thì lập tức run rẩy. Rầm. Lúc này, cửa phòng phát ra một âm thanh vang dội, kèm với tiếng rên thê lương thảm thiết và tiếng chửi rủa. Đinh Dũng đứng trước cửa phòng, nhìn Kỳ Thụy Phong đang đứng ngay cửa run lẩy bẩy, lạnh lùng nói, mở cửa. Phía sau Đinh Dũng, mấy tên to khỏe nằm lê lết ngổn ngang trên đất, tên nào cũng mặt mày sưng tấy kêu rên thảm thiết, không một tên nào dám bỏ dậy. Tôi không có chìa khóa. Rầm, chưa kịp đợi Kỳ Thụy Phong nói xong, Đinh Dũng đạp thẳng một cước vào bụng hắn ta, một lực tác động cực lớn trong nháy mắt làm cho Kỳ Thụy Phong trợn tròn mắt, cơ thể tông thẳng vào cửa phòng, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Khốn kiếp! Các người làm gì ở bên ngoài thế, trong phòng truyền ra một âm thanh gào giống. Nghe được giọng nói của Viên Thiếu Khang, nét mặt Đinh Dũng chợt thay đổi, anh đá Kỳ Thụy Phong sang một bên, sau đó đạp mạnh cửa phòng. Rầm một tiếng, cửa phòng bị Đinh Dũng đạp mở tung, đập mạnh vào khung cửa. Âm thanh vang dội đột nhiên xuất hiện dọa Viên Thiếu Khang hú hồn chim én, nhưng sau khi nhìn thấy Đinh Dũng, Viên Thiếu Khang bình tĩnh lại.
Hắn ta nhìn Đinh Dũng cười gần một tiếng, nói anh Đinh, tôi và vợ anh còn chút chuyện phải làm, chỉ bằng anh qua bên kia ngồi đợi trước đi. Muốn chết à, vẻ mặt Đinh Dũng lạnh như băng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Hàn Phương Nhiên quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường, anh liền nổi cơn tam bành, xông tới đạp thẳng một cước vào miệng Viên Thiếu Khang. Viên Thiếu Khang kêu thảm thiết, cả cơ thể do không khống chế được nên bay thẳng lên, còn chưa kịp đáp đất thì trong miệng đã văng ra mấy cái răng cửa còn dính cả máu. Người đâu, xử đẹp nó cho tao, Viên Thiếu Khang che miệng lại, lầu bầu quát, mẹ mày thằng nhãi dám đánh tao, bố tao còn chưa đánh tao bao giờ đánh tao đâu. Mày chết chắc rồi. Đinh Dũng siết chặt nắm đấm, cởi áo khoác ngoài đắp lên người Hàn Phương Nhiên, dịu dàng nói, bà xã, xin lỗi em. Anh báo thủ giúp em, Đinh Dũng vuốt ve mái tóc của Hàn Phương Nhiên, quay về hướng Viên Thiếu Khang đang nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói. Cẩn thận chút, ánh mắt Hàn Phương Nhiên mơ mơ màng màng, cô ấy cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ tỉnh táo, khóe mắt còn vương lệ mà gật đầu. Trong ánh mắt lạnh lẽo của Đinh Dũng tràn đầy sát khí, nếu như không phải đã đồng ý với người nào đó trong vòng 300 năm không sát sinh, anh chắc chắn sẽ không tha cho Viên Thiếu Khang. Nhưng mà... tội chết có thể miễn, nhưng, nghĩ đến đây, đôi mắt Đinh Dũng hơi híp lại, bước thẳng về phía trước, đá một cước vào người Viên Thiếu Khang, làm hắn ta bay thẳng ra ngoài, đập thật mạnh vào vách tường. À, người đâu mau đến đây, Viên Thiếu Khang cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã lộn tùng phèo lên rồi, chỉ có thể nằm dưới đất kêu gào cầu cứu. Đinh Dũng, mau dừng tay, lúc này, Kỳ Thụy Phong xông thẳng đến. Đinh Dũng quay phát đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn vào Kỳ Thụy Phong. Lập tức khiến Kỳ Thụy Phong như rơi vào hầm băng, bóng người nào đó vốn đang xông lên bỗng nhiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lập tức thay đổi vẻ mặt. Mày muốn chết à, Đinh Dũng híp mắt, toàn thân đều là sát khí bừng bừng, lạnh lùng nói. Cổ họng Kỳ Thụy Phong hơi cử động, hắn nuốt nước bọt cái ực. Khoảnh khắc vừa nãy dường như hắn ta đã vào đến địa ngục, nơi nào cũng chất đầy thi thể và tràn ngập máu tươi. Nhưng nghĩ đến thân phận của Viên Thiếu Khang. Hắn ta bất chấp nhắm mắt nói, Đinh Dũng, mày dừng tay lại, mày biết cậu ấy. Đinh Dũng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Kỳ Thụy Phong, mà xách Viên Thiếu Khang lên, ép sát vào tường, dùng nắm đấm tàn nhẫn đấm vào mặt Viên Thiếu Khang, Viên Thiếu Khang bị đánh bay thẳng ra ngoài. Một đấm này khiến mặt Viên Thiếu Khang lõm vào luôn. Một đấm này là vì Phương Nhiên, Đinh Dũng chậm rãi tiến lại gần, nhấc chân lên dẫm vào mặt Viên Thiếu Khang, lòng bàn chân di nhẹ. Viên Thiếu Khang bỗng chốc gào thét thảm thiết. Viên Thiếu Khang bị Đinh Dũng giẫm dưới chân, hai mắt đỏ ngầu, tiếng gào thét phẫn nộ vang lên từ trong cổ họng, là cậu chủ của bất động sản Âu Hào, bình thường hắn ta luôn là kẻ ở trên cao được người ta xu nịnh, hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ bị người ta giẫm dưới chân như rác, tùy ý sỉ nhục. Nỗi nhục khiến Viên Thiếu Khang gần như sắp hôn mê. Thấy Viên Thiếu Khang sắp bị Đinh Dũng đánh chết, Kỳ Thụy Phong chỉ có thể gắng gượng hét lên, Đinh Dũng, tao bảo mày dừng tay, mày nghe thấy chưa? Bảo ông dừng tay, mày là cái thá gì? Đinh Dũng ngẩng phát đầu lên, sát khí quanh người tỏa ra ngùn ngụt. Sát khí ngập trời ập đến chỗ Kỳ Thụy Phong, bịch, 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 Kỳ Thụy Phong không khống chế được bản thân liên tục lùi lại ba bước, sau đó gương mặt ngập vẻ hoảng sợ, thằng vô dụng Đinh Dũng này, sao lại có sát khí khủng khiếp thế này? Yết hầu Kỳ Thụy Phong trượt lên xuống, hoảng loạn không thôi. Nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói, Đinh Dũng, mày làm việc chẳng lẽ không nghĩ đến hậu quả sao? Cậu Viên là con trai duy nhất của ông chủ Viên, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì ông chủ Viên chắc chắn sẽ khiến cả nhà họ Hàn chúng mày chôn cùng cậu ấy. Kỳ Thụy Phong giờ chỉ có thế hy vọng Đinh Dũng sẽ kiêng dè tiếng tăm của Viên Thiên Hàng, dù sao người bản địa ở Kim Châu đều biết, Viên Thiên Hàng hồi trẻ làm gì để lập nghiệp. Viên Thiên Hàng, ông ta là cái thá gì? Đinh Dũng cười khẩy, sống hơn 5.000 năm. Uy hiếp là thứ anh không sợ nhất. Đinh Dũng, chẳng lẽ mày không biết, ông chủ Viên còn một thân phận khác sao? Ông ấy là tam đương gia của hội Hắc Mã làm gì thì chắc mày biết rõ, mày có lẽ có thể ngăn được sự trả thù của ông chủ Viên nhưng sự trả thù của hội Hắc Mã, chắc chắn mày không chống lại được. Thấy Viên Thiên Hàng không dọa được Đinh Dũng, Kỳ Thụy Phong cố giả vờ bình tĩnh, lại đưa hội Hắc Mã ra, hội Hắc Mã là bang hội xã hội đen lớn nhất Kim Châu, nghe đồn. Hội Hắc Mã có hơn 3.000 thành viên, mấy nhân vật cốt cán của bang hội đều là người tàn nhẫn có tiếng trên giang hồ, đến cả Viên Thiên Hàng đến hội Hắc Mã cũng chỉ có thể đứng thứ ba. Người bình thường nghe thấy ba chữ hội Hắc Mã thì đa phần đều sẽ sợ đến mức giã rời chân tay.
Nhưng Kỳ Thụy Phong không biết Đinh Dũng không phải người bình thường. Kỳ Thụy Phong, hôm nay mày đưa ông trời ra đây cũng không cứu được bọn mày đâu, Đinh Dũng cười khẩy nói, thực ra lúc ở sảnh hội nghị, anh đã nhìn Kỳ Thụy Phong không vừa mắt, lúc ấy không tìm được cơ hội ra tay, giờ Kỳ Thụy Phong tự mình giơ mặt ra, thì anh phải nể mặt Kỳ Thụy Phong chứ. Còn về hội Hắc Mã, nếu dám đến tìm anh thì Đinh Dũng cũng không ngại biến hội Hắc Mã thành hội Tử Mã. Mau vào trong cứu cậu viên, đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó có người quát khẽ một tiếng. Đinh Dũng hơi cau mày, không ngờ mới đó đã có người đến, anh nhìn Hàn Phương Nhiên đang nằm trên giường, suy nghĩ một lúc, nhanh chân đến chỗ cửa phòng, không thể để người khác thấy tình trạng này của Hàn Phương Nhiên, nếu không một khi truyền ra ngoài thì Hàn Phương Nhiên sẽ mang tiếng xấu mất. Lúc này, 7, 8 bảo vệ vội vàng chạy đến, đúng lúc chạm mặt với Đinh Dũng đến cửa phòng. Một bảo vệ đứng đầu ngay lập tức quát khẽ cậu viên đâu. Đừng nói chỉ mấy bảo vệ các anh, kể cả ông trời có đến cũng đừng hòng dẫn hắn ta đi. Đinh Dũng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn đội trưởng đội bảo vệ, lạnh nhạt nói, không muốn chết, thì cút cho tôi. Cậu, đội trưởng đội bảo vệ bình thường làm gì bị mắng như vậy bao giờ, hắn ta không còn mặt mũi nào cả. Đang định mở miệng phẫn nộ thì đột nhiên trong phòng vang lên tiếng kêu cứu, mau cứu tôi, bắt thằng khốn này cho tôi. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Viên Thiếu Khang, đội trưởng bảo vệ kia biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, đột nhiên hắn ta giơ tay ra như đại bàng xòe móng tóm cổ Đinh Dũng, đồng thời hét to cậu Viên đừng sốt ruột, chúng tôi bắt thằng danh này đây. Thấy đội trưởng bảo vệ ra tay, mắt Đinh Dũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, không ngờ tên đội trưởng bảo vệ này lại biết võ, nhưng ưng chảo công luyện chưa được 3 phần này căn bản không phải là đối thủ của Đinh Dũng, Đinh Dũng chỉ hơi nghiêng người, đã tránh thoát được ưng chảo. Cùng lúc đó đó một bàn tay tóm chặt lấy ưng chảo, vặn mạnh. Á, đội trưởng bảo vệ vừa nãy còn hung ác bỗng nhiên trợn trừng mắt, chán toát mồ hôi hột, hắn nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Đinh Dũng hất mạnh một cái, sau đó cổ tay hắn có cảm giác đau đớn dữ dội. Những bảo vệ khác thấy đội trưởng đánh nhau với Đinh Dũng, đương nhiên không dám đứng chơi, cùng nhau xông lên, Đinh Dũng thấy thế chỉ cười khẩy một tiếng, những người bình thường này còn chưa từng luyện võ. Một người hay một nhóm người với anh mà nói chẳng khác gì mấy. Lúc sau, Đinh Dũng đạp một phát lên cổ đội trưởng, đá hắn bay ra xa, đập mạnh vào tường hành lang của căn phòng, sau đó anh giận dữ ra tay, mỗi cú đấm, cái đá đều như ăn sâu vào thịt, chỉ thoáng cái, trong ánh mắt bàng hoàng của đội trưởng đội bảo vệ, anh đã nhẹ nhàng hạ gục 7, 8 bảo vệ. Tôi nói lại một lần nữa, không muốn chết thì cút ngay, Đinh Dũng nheo mắt nhìn đội trưởng bảo vệ một cái. Sau đó xoay người bước vào căn phòng, vừa vào cửa cơ thể bỗng chốc khựng lại, không quay đầu lạnh nhạt nói tôi không muốn chuyện hôm nay bị đồn ra ngoài, nếu không. Đừng trách tôi ác. Sau khi nghe Đinh Dũng nói, đội trưởng đội bảo vệ như được đại xá, vội vàng bò dậy, dẫn 7, 8 tên bảo vệ bị đánh cho mặt mũi bầm dập rời khỏi tầng 8 như chạy trốn. Anh đừng lại đây, Kỳ Thụy Phong chứng kiến cả quá trình rõ ràng bị dọa hết hồn rồi, thấy Đinh Dũng về thì bất giác nuốt nước miếng. Lát nữa sẽ xử lý bọn mày, Đinh Dũng lạnh lùng hừ một tiếng, đạp Kỳ Thụy Phong ngã lăn quay, rồi lại đá mạnh thêm mấy cái, thế mới xả được giận, sau đó anh đi đến chỗ Hàn Phương Nhiên. Ông xã, anh vừa cúi người định bế Hàn Phương Nhiên lên thì lại bị cơ thể mềm mại, gợi cảm cuốn lấy, ánh mắt Hàn Phương Nhiên mơ màng, gương mặt ửng hồng, cánh môi đỏ mọng quyến rũ hơi run rẩy, phát ra âm thanh mê người. Bà xã. Em sao thế, Đinh Dũng ôm lấy vòng eo thon thả của Hàn Phương Nhiên, lúc trước anh không để ý, giờ xem ra Hàn Phương Nhiên rõ ràng đã bị chuốc thuốc. Hích, hích, em, xin lỗi anh, Đinh Dũng không hỏi còn đỡ, vừa hỏi Hàn Phương Nhiên đã đâm sầm vào lòng anh khóc nức nở. Đinh Dũng vội vàng vỗ lưng Hàn Phương Nhiên, dịu dàng an ủi, là anh có lỗi với em, anh đến muộn rồi, anh không bảo vệ em tốt, là anh sai. Đinh Dũng còn muốn nói nữa. Nhưng đôi môi đỏ mỏng ấm áp đã sáp lại, hôn lên môi anh. Ông xã, em muốn, Hàn Phương Nhiên ôm chặt Đinh Dũng, cuốn lấy Đinh Dũng như bệnh tuộc. Đặt Hàn Phương Nhiên lên giường, Đinh Dũng hít sâu một hơi rồi điểm vài huyệt vị của Hàn Phương Nhiên, sau đó bắt đầu xoa bóp giải độc. Tuy dược tính của thuốc Hàn Thiếu Khang bỏ rất mạnh nhưng trước mặt bậc thầy y đạo như Đinh Dũng thì chẳng đáng là gì. Chưa cần đến 5 phút thì mặt Hàn Phương Nhiên đã hết ửng đỏ, trở lại bình thường. Hàn Phương Nhiên dần dần mở mắt ra, lúc nhìn thấy Đinh Dũng ngồi trước giường thì đôi mắt xinh đẹp của cô ấy bỗng đỏ ửng lên.
Cô thật sự không thể tưởng tượng được nếu hôm nay không có Đinh Dũng thì mình sẽ trở thành bộ dạng nào. Với tính cách của cô ấy, nếu thật sự bị Viên Thiếu Khang quay lại loại video kia thì cô ấy chắc chắn sẽ nhảy lầu tự sát. Hu, hu, Đinh Dũng, em sợ lắm, Hàn Phương Nhiên ôm chặt lấy Đinh Dũng, gương mặt giàn giụa nước mắt. Dù sao thì cô cũng chỉ là một người con gái, dù bình thường cô tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì lúc thật sự gặp phải nguy hiểm, cô vẫn biết sợ hãi, vẫn hy vọng có một bờ vai để tựa vào. Đinh Dũng trước đây chưa từng cho cô ấy cảm giác có thể dựa dẫm. Nhưng không biết từ lúc nào, Đinh Dũng của bây giờ lại cho cô ấy cảm giác rất an toàn. Thậm chí Hàn Phương Nhiên không biết từ khi nào mình lại có cảm giác an toàn này nữa. Đừng sợ, đều qua cả rồi, Đinh Dũng vỗ bả vai Hàn Phương Nhiên rồi an ủi. Nếu hôm nay anh đến chậm chỉ một phút thì tất cả mọi thứ đều không thể xoay chuyển được. Lúc đó, anh tuyệt đối sẽ giết cả nhà họ Viên. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Phương Nhiên phớt đỏ. Vừa nãy tuy bị Viên Thiếu Khang bỏ thuốc nhưng cô ấy vẫn còn sót lại chút ý thức. Cô ấy nhớ mang máng dường như mình chủ động bám lấy người Đinh Dũng, hôn anh còn đòi làm chuyện kia với anh nữa. May mắn là Đinh Dũng đã từ chối cô ấy, nếu không giờ đây chắc cô ấy đã xấu hổ đến muốn chết rồi. Bà xã, rời khỏi đây trước đã nhé, Đinh Dũng cười nói, ở sảnh chắc sắp công bố kết quả đấu thầu rồi, anh vẫn còn muốn tặng một niềm vui bất ngờ cho Hàn Phương Nhiên. Giọng Hàn Phương Nhiên thỏ thẻ, bây giờ thậm chí cô ấy còn không đủ can đảm để nhìn thẳng Đinh Dũng nữa. Bà xã, em ra ngoài trước đi, anh làm chút việc. Đinh Dũng liếc mắt nhìn Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong nằm dưới sàn như hai con chó chết thì trong mắt hiện lên một tia tàn độc. Hàn Phương Nhiên gật đầu rồi dịu giọng nói, đừng làm quá nha. Không phải cô ấy lo cho Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong mà cô ấy sợ Đinh Dũng không khống chế được lực lúc ra tay. Sau này lại bị hai nhà họ Viên và Kỳ điên cuồng trả thù. Yên tâm, Đinh Dũng cười khẽ, anh không thiếu cách đối phó với hai tên này. Sau khi Hàn Phương Nhiên ra khỏi cửa, sắc mặt Đinh Dũng lạnh đi trong nháy mắt. Ban ngày, anh đã tha cho Viên Thiếu Khang một lần nhưng anh ta không biết cảm kích, đúng là người hiền bị người ta ức hiếp. Lần này, Đinh Dũng nhất định phải cho Viên Thiếu Khang chịu đủ khổ sở, phải khiến anh ta sau này thấy anh thì phải đi đường vòng tránh mặt. Sau đó, Đinh Dũng nhìn thấy bình thuốc trong suốt trên bàn. Anh cười khẩy rồi cầm bình thuốc lên, đổ hết nước thuốc màu hồng nhạt vào ly rượu rồi anh bóp miệng Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong, đổ rượu thuốc vào miệng bọn họ. Người bình thường dùng 1 ml thôi là đã không khống chế được bản thân rồi. Mà Đinh Dũng cho Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong dùng đến 9 ml. Còn về việc có hậu quả gì thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Đinh Dũng rồi. Lúc Hàn Phương Nhiên xuất hiện ở sảnh hội nghị thì ánh mắt của rất nhiều người trong sảnh trở nên rất kỳ quái, mấy ông bà chủ của những công ty trang trí nội thất lúc trước giễu cợt Hàn Phương Nhiên thì còn lúng túng hơn, không dám nhìn cô ấy lấy một cái. Cô Hàn, chúc mừng nhé! Cô Hàn, chúc mừng nhé! Cô Hàn, hôm nào phải khao đấy nhé! Cũng có vài người mặt dày đến chào hỏi. Hàn Phương Nhiên ngơ ngác, sao đám người này lại chúc mừng mình thế? Lúc này, cô ấy không hề nghĩ mình là người trúng thầu, vì cô nhìn thấy ba công ty nội thất lớn nhất ở Kim Châu đều bỏ thầu bất động sản đỉnh Kim, thế nên cô ấy hoàn toàn không nghĩ mình sẽ trúng thầu. Đinh Dũng thì lại biết vì sao đám người này chúc mừng Hàn Phương Nhiên. Nhưng bây giờ anh sẽ không nói ra. Anh dẫn Hàn Phương Nhiên đi tới trước vài bước thì phát hiện Lâm Hồng Ngạn ngồi ngây ngốc một mình trên ghế, sắc mặt ngỡ ngàng. Mẹ, mẹ sao thế, thấy Lâm Hồng Ngạn như vậy. Đầu óc Hàn Phương Nhiên càng mơ hồ hơn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trúng rồi, ha, ha, con gái ngoan, con trúng rồi, nhìn thấy Hàn Phương Nhiên, gương mặt Lâm Hồng Ngạn bỗng chốc toát ra vẻ rực rỡ chói mắt. Trúng gì à, lẽ nào, bấy giờ, Hàn Phương Nhiên mới lờ mờ đoán ra nhưng lại cảm thấy không thể tin được. Đúng vậy, con gái, chúng ta trúng rồi, giá thầu duy nhất của bất động sản đỉnh Kim là của chúng ta. Lâm Hồng Ngạn phấn khởi nắm lấy tay Hàn Phương Nhiên. Vừa nãy lúc bất động sản đỉnh Kim tuyên bố kết quả nói chỉ chọn một trong số mười mấy công ty dự thầu, lúc đó bà ấy đã không còn ôm hy vọng gì nữa vì tú thủy của nhà bà ấy không thể bì với bất kỳ công ty nào trong số mười mấy công ty kia. Nhưng sau đó cái tên được người phụ trách bất động sản Kim đỉnh gọi lại là Hàn Phương Nhiên, công ty tú thủy. Ngay lúc đó, Lâm Hồng Ngạn đơ người thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm nữa. Mãi cho đến khi những người ngồi cạnh chúc mừng thì bà ấy mới hoàn hồn, thật sự công ty tú thủy đã trúng thầu rồi.
vì quá kích động nên Lâm Hồng Ngạn còn chẳng nhìn thấy được tay con gái mình đang được Đinh Dũng nắm. Mẹ, sao bất động sản đỉnh kim lại chọn chúng ta, Hàn Phương Nhiên vẫn không thể nào tin được điều này là thật, thậm chí còn ngỡ mình đang nằm mơ. Lâm Hồng Ngạn lắc đầu nói, mẹ cũng không biết, kệ đi, chúng ta trúng thầu rồi, chúng ta móc nối được quan hệ với nhà họ Kim rồi, sau này chắc chắn ông nội con sẽ càng xem trọng con hơn rồi. Nhà họ Hàn là một gia tộc lớn, nhưng nhánh của mẹ con họ là nhánh bị khinh thường nhất, sản nghiệp của gia tộc dường như chẳng liên quan gì đến bọn họ, thậm chí bọn họ còn không có tư cách để tham gia hội nghị gia tộc nữa. Nhưng Lâm Hồng Ngạn tin rằng nếu chuyện hợp tác với nhà họ Kim lần này truyền tới bên gia tộc thì trong gia tộc sẽ có một phen chấn động, sau này nhánh của mẹ con họ sẽ có được nhiều tài nguyên hơn, Hàn Phương Nhiên cũng có thể nhờ bước tiến này để thu hút được sự chú ý của gia chủ Hàn Quang Lâm. Hàn Phương Nhiên mừng rỡ nhìn Đinh Dũng, bây giờ cô ấy cảm thấy rất may mắn vì lúc nãy đã nghe lời Đinh Dũng bỏ thầu bất động sản đỉnh kim, nếu không cơ hội trời ban này lại bị cô ấy lãng phí mất rồi. Thật ra điều Hàn Phương Nhiên không biết đó là cho dù cô ấy không bỏ thầu bất động sản đỉnh kim thì phía đỉnh kim cũng sẽ nghĩ cách để hợp tác với cô ấy, nếu không, Kim Tiểu Lục không biết phải ăn nói với Đinh Dũng thế nào. Bấy giờ, trong đám người vọng lên tiếng hô hoán kinh ngạc, Đinh Dũng quay đầu nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy liền màu lam nhạt, thân hình cao mảnh khảnh, mặt mũi thanh tú lanh lợi đi về phía mình. Khí chất của cô gái xinh đẹp rất nổi bật, giữa lông mày toát ra phong thái tự tin. Cô ấy vừa xuất hiện thì các tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng cũng phải cảm thấy tự ti không bằng, hệt như gà rừng gặp phượng hoàng vậy. Cô gái xinh đẹp khí chất bước tới trước mặt Đinh Dũng rồi liếc nhìn anh, sau đó nhìn sang Hàn Phương Nhiên. Xin chào cô Hàn, tôi tên là Kim Tư Kỳ, Kim Tư Kỳ giơ bàn tay nhỏ trắng mịn ra, đôi môi nở nụ cười xinh đẹp mê người. Xin chào Chủ tịch Kim, tôi là Hàn Phương Nhiên, Hàn Phương Nhiên cũng mỉm cười bắt tay. Đã đoán được người đẹp khí thế ngút trời trước mặt chính là người của nhà họ Kim ở Giang Nam. Đinh Dũng khá hứng thú quan sát Kim Tư Kỳ, đây chính là con cháu của Kim Tiểu Lục sao? Sắc phóc không tệ, không thua kém Hàn Phương Nhiên là bao. Đối diện với ánh mắt quan sát không hề kiêng dè của Đinh Dũng, Kim Tư Kỳ hoàn toàn không tức giận mà lại cười hỏi, cô Hàn, vị này là... Chủ tịch Kim, anh ấy là Đinh Dũng, là chồng tôi, Hàn Phương Nhiên giới thiệu rất tự nhiên. Chào cô, Đinh Dũng vừa cười vừa giơ tay ra. Chào anh, Kim Tư Kỳ cũng cười khẽ rồi đưa tay ra bắt. Thật ra cô ấy đã biết thân phận của Đinh Dũng rồi nhưng vẫn cố tình hỏi chỉ là vì muốn thăm dò thử có phải Đinh Dũng có liên quan đến người khiến ông nội thất lễ hay không. Nhưng biểu hiện của Đinh Dũng rất bình thường, không nhìn thấy sơ hở gì cả. Còn đây là Lâm Hồng Ngạn, mẹ tôi, Hàn Phương Nhiên lại khoác tay Lâm Hồng Ngạn giới thiệu. Xin chào cô Lâm, Chủ tịch Kim. Chào cháu, Lâm Hồng Ngạn thấy vừa mừng vừa sợ, Hàn Phương Nhiên không biết chút gì về thân phận của Kim Tư Kỳ nhưng bà ấy thì biết rõ. Kim Tư Kỳ tuổi tác xấp xỉ Hàn Phương Nhiên nhưng địa vị của Kim Tư Kỳ thì con gái của mình không bì được, cho dù Hàn Quang Lâm gặp Kim Tư Kỳ cũng không dám nhìn thẳng nữa là. Từ đó có thể thấy được nhà họ Kim ở Giang Nam lớn mạnh nhường nào. Kim Tư Kỳ và Hàn Phương Nhiên thân thiết nói chuyện, điều này khiến cho những người ở trong sảnh đều ghen ghét đố kỵ. Ai cũng không ngờ được, một tiếng đồng hồ trước, công ty Tú Thủy còn đang mấp mé bờ vực phá sản mà một tiếng đồng hồ sau lại gặp được cơ hội tốt đến thế. Trở thành đối tác hợp tác duy nhất của bất động sản đỉnh kim. Điều này có nghĩa là trong nửa năm tới, chỉ cần công ty Tú Thủy không mắc sai lầm gì thì quy mô sẽ mở rộng ít nhất 5 lần. Hàn Phương Nhiên cũng sẽ nhân cơ hội này, một bước trở thành bà chủ của công ty nội thất hàng đầu tại thành phố Kim Châu. Kim Tư Kỳ và Hàn Phương Nhiên đang bàn bạc chuyện hợp tác. Đinh Dũng cũng không rảnh, sau khi lên mạng tra số điện thoại của các tòa soạn, công ty truyền thông lớn ở Kim Châu, anh lần lượt gọi cho từng nơi một, nói cho bọn họ biết phòng Tổng thống 888 ở khách sạn Kim Châu chuẩn bị có điều bất ngờ. Chưa đầy nửa tiếng sau, rất nhiều phóng viên lao đến khách sạn Kim Châu cứ như cá mập ngửi thấy mùi máu. Không ít phóng viên vốn chẳng mong chờ gì vào cú điện thoại nặc danh. Nghĩ rằng xã hội bây giờ cũng lắm kẻ trêu ghẹo. Nhưng sau khi bọn họ xông vào phòng 888 thì đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A, miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Bọn họ không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung cảnh tượng trước mắt. Lát sau, đã có người nhận ra một người trong đó, là Viên Thiếu Khang cậu chủ của bất động sản Âu Hào. Sắc mặt mấy thợ săn ảnh hưng phấn,
Hồng Hào, đây là nhân vật đình đám của thành phố Kim Châu đấy. Người thừa kế duy nhất của tỷ phú. Nhưng bình thường, Viên Thiếu Khang vẫn luôn tỏ ra chính trực, là bạch mã hoàng tử hoàn hảo nhất trong mắt hàng ngàn thiếu nữ ở Kim Châu. Nhưng, biết người biết mặt mà không biết lòng. Ai mà ngờ được, giữa ban ngày ban mặt, Viên Thiếu Khang lại làm ra chuyện này ở trong khách sạn. Làm loại chuyện này thì cũng thôi, người kia lại còn là đàn ông. Đám phóng viên tưởng tượng, nếu như tin tức này mà truyền ra, không biết trái tim của hàng ngàn thiếu nữ Kim Châu sẽ tan nát thế nào. Tách! Không biết ai là người đầu tiên nhấc máy ảnh lên, bật đèn flash, chụp ngay biểu cảm vừa đau khổ vừa sung sướng của Viên Thiếu Khang. Tiếp đó cứ như là hiệu ứng domino. Tất cả phóng viên đều cầm máy ảnh, nháy liên tục, Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong nằm chồng lên nhau bị bao vây trong một vầng ánh sáng chói lóa. Lúc này, Đinh Dũng vẫn chưa biết mấy cuộc gọi của mình đã gây nên một cơn chấn động thành phố Kim Châu. Khách sạn Kim Châu đã bị phóng viên bao vây không còn kẽ hở. Nhưng Đinh Dũng khi ấy đã đưa Hàn Phương Nhiên về nhà rồi. Sau khi tắm tát xong, Đinh Dũng quay về phòng của mình. Đang chuẩn bị ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Đinh Dũng mở cửa ra, thấy Hàn Phương Nhiên đang đứng ngoài cửa. Cô mặc một bộ đồ ngủ vải lưới màu đen, ôm sát thân hình nóng bỏng, đặc biệt là phía trước đầy đặn như muốn bung khỏi lớp áo ngủ. Có lẽ vì vừa mới tắm xong, gương mặt xinh đẹp không chút son phấn của Hàn Phương Nhiên hơi ửng hồng, trông giống như quả đào chín mọng ngọt nước, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Sao thế? Đinh Dũng tò mò hỏi. Buổi tối nếu không có việc gì, bình thường Hàn Phương Nhiên sẽ không tới tìm anh. Sao hôm nay lạ thế? Đèn phòng ngủ của em hỏng rồi, Hàn Phương Nhiên cố tỏ ra lạnh lùng nhưng không biết vì sao hôm nay chuyện này lại khó khăn với cô. Đèn hỏng à? Đinh Dũng nhíu mày. Ừ, giọng Hàn Phương Nhiên nhỏ như mũi kêu, hai tay xoắn vào nhau. Có gì ghê gớm đâu, đợi anh sửa cho em, Đinh Dũng sởi lời. Anh còn tưởng muộn thế này rồi Hàn Phương Nhiên gọi anh có việc gì, thì ra là đèn hỏng. Thấy Đinh Dũng chuẩn bị chạy sang phòng mình, Hàn Phương Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận. Sửa đèn phiền phức lắm, hay là hôm nay em ngủ ở phòng anh nhé, Hàn Phương Nhiên khẽ khàng nói, giọng nghe rất tự nhiên. Có gì đâu, anh sửa đèn giỏi lắm, lúc trước khi ở quê, đèn nhà ai hỏng đều gọi anh sửa. Em đợi đấy, cùng lắm là 3 phút anh sẽ sửa xong cho em. Đinh Dũng cười hì hì nói, vừa đi tới phòng Hàn Phương Nhiên. Không cần nữa, tự nhiên em không muốn sửa nữa, Hàn Phương Nhiên cắn răng, lạnh lùng nói. Nói xong thì đóng cửa rầm một tiếng. Đinh Dũng mờ mịt, cái cô này sao thế nhỉ? Không phải là bảo sửa đèn à, sao lại đi thế? Đêm đó Đinh Dũng ngủ say như chết. Nhưng đó lại là một đêm mất ngủ của cả Kim Châu. Ảnh của Viên Thiếu Khang được bình chọn là tin giật gần nhất năm, được các phương tiện truyền thông đại chúng thi nhau chia sẻ, bộ phận quan hệ công chúng của nhà họ Viên chạy ngược chạy xuôi cả đêm nhưng vẫn không ém được tin tức. Sóng trước chưa lặng thì một con sóng mới lại ập tới. Sau nửa đêm, lại có người đăng lên mạng một đoạn video, nhân vật chính trong video là Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong. Độ nóng của các trang thông tin, báo chí vẫn chưa hạ xuống. Các trang web video lớn lại một lần nữa bùng nổ. Thân phận của Kỳ Thụy Phong bị người ta điều tra ra ngay sau đó. Là nhân viên cốt cán của Cục Quản lý thành phố Kim Châu. Tuy không có nhiều chủ đề bàn tán như Viên Thiếu Khang nhưng cũng được coi là một người có máu mặt. Cùng lúc, hàng loạt phiên bản về mối tình bị ngăn cấm của hai người lan truyền khắp các trang mạng. Chỉ trong một đêm, danh tiếng của Viên Thiếu Khang không thua kém gì sao nổi tiếng hạng A. Cư dân mạng rảnh rỗi ngồi hóng chuyện được dịp vui vẻ không ngừng. Nhưng trụ sở chính của bất động sản Âu Hào, trong cao ốc Âu Hào thì lại mây đen giăng kín. Tất cả nhân viên đều câm lặng, lúc đi đường cũng không dám ngẩng đầu lên. Phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tầng cao nhất của tòa nhà. Choang! Lại một chén trà nữa bị Viên Thiên Hàng ném bay xuống đất. Đây đã là cái chén thứ 11 bị Viên Thiên Hàng đập vỡ trong sáng nay rồi. Mặt Viên Thiên Hàng tối sầm, thằng xúc sinh đấy đâu? Cậu Viên, đang ở trong bệnh viện, một nữ thư ký xinh đẹp đi tất da màu đen dè dặt đáp. Sao nó không chết luôn đi? Còn ở bệnh viện làm gì? Viên Thiên Hàng giận dữ giống lên. Tối qua, lúc ông ta đang cố gắng làm việc với cô thư ký mới tuyển thì có người gọi điện thoại tới, mang ảnh ra uy hiếp ông ta. Vì muốn dẹp yên chuyện, ông ta đã cho người nó 200.000.
Ai ngờ mới sáng ra, mấy bức ảnh quỷ quái kia có mặt khắp nơi. Điều khiến Viên Thiên Hằng nhục nhã nhất là ngay cả video cũng bị tung lên mạng. Cổ phiếu của công ty giảm bao nhiêu, Viên Thiên Hằng hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. 5,8%, nữ thư ký cẩn thận trả lời. Bao nhiêu, Viên Thiên Hằng không tin hỏi lại. 5,8%, nữ thư ký lại lặp lại. Trước mắt Viên Thiên Hằng tối sầm, suýt nữa ngất luôn ra đấy. 5,8% tức là hơn 260 triệu. Hơn 260 triệu tệ biến mất trong một đêm. Viên Thiên Hằng cảm giác tim mình đang nhỏ máu. Cho dù ông ta có nhiều tiền tới mức tiêu không hết thì cũng không chịu nổi cú sốc này. Đi tìm kẻ đứng đằng sau vụ này. Tôi nhất định phải diệt cả nhà nó, Viên Thiên Hằng rít qua từng kẽ răng. Chuyện đến nước này, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh là cái chắc. Điều duy nhất ông ta có thể làm là tìm ra kẻ đứng đằng sau và giết hắn. Đinh Dũng đang ngủ mơ mơ màng màng, thì bị Hàn Phương Nhiên đánh thức. Sau khi mở mắt, thì thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Phương Nhiên rất kỳ quái. Việc tối qua, là anh làm, Hàn Phương Nhiên hỏi. Việc tối qua, việc gì tối qua, Đinh Dũng giả vờ kinh ngạc, tưởng Hàn Phương Nhiên phát hiện việc về bất động sản đỉnh kim. Thì là việc Viên Thiếu Khang với Kỳ Thụy Phong đó, Hàn Phương Nhiên bực bội lườm Đinh Dũng một cái. À, việc đấy à, là anh làm, Đinh Dũng thoải mái thừa nhận, thấy phản ứng của Hàn Phương Nhiên, rõ ràng là mấy cuộc gọi hôm qua của anh đã phát huy tác dụng. Mặc dù đã đoán được là do Đinh Dũng làm, nhưng khi Đinh Dũng thừa nhận, Hàn Phương Nhiên vẫn vô cùng kinh ngạc, cô ấy hiểu rất rõ, việc này là cú sốc mang tính hủy diệt thế nào với Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong. Trước hôm qua, Viên Thiếu Khang còn là bạch mã hoàng tử của thành phố Kim Châu, là người tình trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ. Nhưng sau việc đó, Viên Thiếu Khang lại trở thành đại tử chỉ buồn nôn, đến cả công ty của Viên Thiên Hằng, cũng tổn thất 200-300 triệu nhân dân tệ trong một đêm. Mà tất cả chỉ là việc Đinh Dũng tùy tiện làm, tâm trạng Hàn Phương Nhiên rối rắm vô cùng, cô ấy không thể liên hệ Đinh Dũng vô dụng ngày trước và Đinh Dũng gian trá, thay đổi thất thường hiện tại lại với nhau. Sao thế, thấy Hàn Phương Nhiên hơi ngẩn ngơ, Đinh Dũng hỏi. Không, không sao, bố em đang ở phố đồ cổ, bố muốn anh đưa một bức thư pháp đến đó, Hàn Phương Nhiên nói xong thì giơ cái hộp dài bằng gỗ lim ở sau người ra. Đinh Dũng nhận chiếc hộp, đánh răng rửa mặt xong thì gọi xe đến phố đồ cổ. Sau khi xuống xe, từ chỗ xa tít tắp Đinh Dũng đã thấy bố vợ mình, Hàn Thành Sơn. Khác với sự độc đoán của Lâm Hồng Ngạn. Tính cách Hàn Thành Sơn rất hiền lành, ít khi tranh quyền đoạt lợi, một năm bốn mùa, phần lớn thời gian ông ấy đều ở ngoài, giao lưu với tranh chữ cổ. Tình yêu của ông ấy với tranh chữ cổ đã đạt tới cảnh giới si mê. Hôm nay Hàn Thành Sơn nhìn thấy một bức tranh chữ ở một con phố đồ cổ, muốn mua lại, nhưng tiền mang theo lại không đủ, nên định bán một bức tranh chữ ở nhà đi gom chút tiền. Bố, sau khi đến cửa một gian hàng có tên Tụ Bảo Các, Đinh Dũng lên tiếng gọi. Mang đồ đến chưa, Hàn Thành Sơn hỏi, thái độ với Đinh Dũng không xa cách cũng không gần gũi. Con mang đến rồi, Đinh Dũng đưa chiếc hộp gỗ lim cho Hàn Thành Sơn. Hàn Thành Sơn nhận chiếc hộp rồi lại mở ra xác nhận một lần, xong mới cầm tranh chữ vào Tụ Bảo Các. Đinh Dũng cũng đi vào theo, định nhìn hộ cho Hàn Thành Sơn, để bố vợ khỏi bị lừa. Ông chủ tôn, tranh chữ của Âu Dương Tu tôi mang đến rồi, ông xem, đáng giá bao nhiêu tiền. Hàn Thành Sơn lấy cuộn giấy đã ố vàng trong hộp gỗ lim ra, sau khi trải phẳng thì đặt trên bàn. Người được gọi là ông chủ tôn là một ông lão khoảng 60 tuổi, ông lão đeo một chiếc kính lão, để rear mép hình chữ bát, khi cười thì hai mắt híp tịt lại với nhau tạo thành một đường thẳng, trông có vẻ tinh tường nhạy bén của người làm ăn. Tôn Đại Phúc đẩy cái kính lão trên sống mũi, đặt bức tranh chữ của Hàn Thành Sơn dưới ánh đèn, bắt đầu thẩm định kỹ càng. Đinh Dũng bĩu môi. Nói thầm bản lĩnh của ông lão này rất bình thường, nhìn tranh chữ của Âu Dương Tu thôi mà lâu thế, trong mắt người trong ngành sành sỏi thì chữ viết của người nổi tiếng thế này chỉ cần 2-3 phút là có thể phân biệt được ngay. Mà Đinh Dũng với tư cách là một quái vật già nua đã sống hơn 5.000 năm thì có thể nói là bách khoa toàn thư về tranh chữ cổ, dù là loại tranh chữ cổ nào, anh đều có thể chỉ cần nhìn một cái là dám định thật giả được ngay. Một lúc lâu sau, Tôn Đại Phúc mới chậm rãi đứng dậy. Cười tít mắt nói, cậu Hàn, bức tranh chữ của thầy Âu là thật. Đương nhiên, Hàn Thành Sơn tôi chẳng bao giờ lấy đồ dởm ra lừa người, Hàn Thành Sơn tự hào nói,
ông ấy đã lăn lộn trong nghề đồ cổ hai mươi mấy năm, không kiếm được nhiều tiền nhưng lại kiếm được rất nhiều danh tiếng. Ha, ha, nếu vậy thì cậu Hàn, bức tranh chữ của thầy Âu này, tôi trả cậu 2 triệu, được không? Tôn Đại Phúc cười nói. 2 triệu. Đinh Dũng nheo mắt, lão già này trông có vẻ thông minh mà sao một bức tranh chữ thật của Âu Dương Tu lại trả Hàn Thành Sơn 2 triệu. Phải biết là, trên thị trường tranh chữ hẳn hoi, bút tích thật của Âu Dương Tu bán với giá 1 triệu rưỡi là cao rồi, nhưng Tôn Đại Phúc này lại trả luôn cho Hàn Thành Sơn 2 triệu, cao hơn giá thị trường 500.000, thế không hợp với bản tính trục lợi của thương nhân lắm. Ngay sau đó, Hàn Thành Sơn đã giải đáp cho nghi vấn của Đinh Dũng. Ha, ha, ông chủ Tôn hào phóng quá, Hàn Thành Sơn mặt mũi hồng hào, rõ ràng cũng không ngờ, Tôn Đại Phúc sẽ trả cho ông ấy giá cao vậy. Ông chủ Tôn đã hào phóng vậy thì Hàn Thành Sơn tôi cũng không thể để ông chủ Tôn chê cười được. Hàn Thành Sơn lấy luôn một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đập bộp lên bàn, ông chủ Tôn, trong cái thẻ này có 3 triệu, tính cả 2 triệu tranh chữ của Âu Dương Tu, tổng cộng là 5 triệu. 5 triệu, bức tranh chữ thật của thầy Nhan đó, tôi lấy. Ha, ha, cậu Hàn thẳng thắn quá, vậy tôi đi lấy đồ cho cậu Hàn. Thấy Tôn Đại Phúc cười tít mắt xoay người rời đi. Đinh Dũng chợt cau mày, anh hiểu tại sao Tôn Đại Phúc lại trả cho bố vợ mình nhiều hơn 500.000, thì ra là có âm mưu. Một lát sau, Tôn Đại Phúc lấy ra một cuộn tranh chữ được bọc kín mít. Cậu Hàn, đây là tranh chữ của thầy Nhan, tôi dốc hết sức bình sinh mới mang được về từ nước ngoài đấy. Sau khi anh mang về thì phải bảo quản cẩn thận nhé, Tôn Đại Phúc nheo mắt đặt cuộn chữ vào tay Hàn Thành Sơn. Ông chủ Tôn yên tâm, tranh chữ của thầy Nhan còn quý giá hơn cả con gái rượu của tôi. Tôi chắc chắn sẽ bảo quản thật kỹ, Hàn Thành Sơn lúc này đã cười như hoa nở, dùng 5 triệu mua chữ của Nhan Chân Khanh, còn vui hơn cả mộ tổ tiên bốc khói xanh. Bố, con có thể xem bức tranh chữ của thầy Nhan này không? Lúc này, Đinh Dũng đột nhiên cất tiếng. Cậu có hiểu tranh chữ đâu, nhìn gì mà nhìn, Hàn Thành Sơn nhìn Đinh Dũng một cái khinh thường, tỏ vẻ không muốn lắm. Đinh Dũng thở dài. Nếu anh không đoán sai thì tranh chữ mà Tôn Đại Phúc đưa cho Hàn Thành Sơn căn bản là giả, vì bút tích của Nhan Chân Khanh thật không thể mua với giá 5 triệu được, lại liên tưởng đến việc cố tình nâng giá tranh chữ Âu Dương Tu của Hàn Thành Sơn lúc nãy, Đinh Dũng càng bất an hơn. Cậu Hàn, người này là, Tôn Đại Phúc nhìn Đinh Dũng một cái, hỏi. Là con rể ở rể năm ngoái tôi tìm cho Phương Nhiên, Hàn Thành Sơn có vẻ không vui lắm, mặc dù bình thường ông rất ít về nhà họ Hàn, nhưng ông cũng biết. Danh tiếng của Đinh Dũng ở bên ngoài cũng không tốt đẹp gì, rất nhiều người nói là Hàn Thành Sơn ông mắt mù mới tìm một đứa con rể vô dụng như Đinh Dũng, nên ông ấy đương nhiên không muốn nhắc đến Đinh Dũng với người ngoài. Thì ra là chàng rể hiền, môi Tôn Đại Phúc thoáng qua vẻ khinh thường khó phát hiện, danh tiếng của Đinh Dũng, ông ta ít nhiều gì cũng đã từng nghe nói, là thằng vô dụng nổi tiếng thành phố Kim Châu. Không đúng, thằng vô dụng này tại sao đột nhiên lại muốn xem tranh chữ? Chẳng lẽ nó phát hiện cái gì? Tôn Đại Phúc đột nhiên sinh nghi. Nhưng chẳng mấy chốc, ông ta đã phủ định suy nghĩ của mình, bức tranh chữ Nhan Chân Khanh của ông ta là tìm Trương Bách Hào, bậc thầy làm giả nổi tiếng làm, đừng nói là Đinh Dũng, đến cả ông ta, nghiên cứu cả nửa tháng cũng không nhìn ra chỗ nào giả. Nghĩ đến giây, sự ngờ vực trong lòng Tôn Đại Phúc bị xóa sạch, ông ta cười nói, cậu Hàn, nếu chàng rể hiền đã muốn xem thì cho cậu ấy mở mang tầm mắt đi. Dù sao bút tích thật của thầy Nhan người bình thường cũng không có cơ hội thấy đâu. Đinh Dũng cười khẩy trong bụng, Tôn Đại Phúc này tự tin thật, tưởng ông đây là thằng gà mờ không biết gì thật à. Được rồi, ông chủ Tôn đã có lời thì cậu xem đi, nhưng cậu phải nhớ, chỉ được xem không được sờ, mặc dù không tình nguyện nhưng Tôn Đại Phúc đã nói thế rồi thì Hàn Thành Sơn cũng chỉ có thể lấy ra cho Đinh Dũng xem. Bố yên tâm, bố, con không sờ đâu, Đinh Dũng mỉm cười, nói. Hàn Thành Sơn cẩn thận từng ly từng tí đặt cuộn giấy lên bàn, từ tốn trải ra, nhưng ông ấy mới trải được một nửa, Đinh Dũng đã lắc đầu, phần còn lại không cần xem nữa. Mặc dù bắt chước rất cẩn thận, có hiểu biết sâu sắc với bút tích của Nhan Chân Khanh, nhưng vẫn không qua được mắt của Đinh Dũng dễ dàng nhìn ra, đó là giả. Bút tích thật của Nhan Chân Khanh thì nét chữ đầy đặn, ngay ngắn, phóng khoáng, khiến người nhìn có cảm giác choáng ngợp như tráng sĩ tay giơ nắm đấm uy nghiêm. Bức tranh này, tuy rằng bút tích cũng rất phóng khoáng, đầy đặn nhưng chỉ mô phỏng được hình thức bên ngoài của Nhan Chân Khanh, về cái hồn tranh đích thực thì còn kém xa. Đồ giả thế này, cùng lắm cũng chỉ đáng 200.000.
Bố, bút tích của thầy Nhan hình như hơi có vấn đề, Đinh Dũng đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Hàn Thành Sơn bị lừa, vì thế chỉ có thể nhắc khéo. Ai ngờ vừa nói xong, Tôn Đại Phúc còn chưa nói gì, Hàn Thành Sơn đã nổi giận, nói linh tinh. Đây là bút tích thật của thầy Nhan, đồ vô dụng như cậu thì biết cái gì. Vốn Tôn Đại Phúc đang lo sợ vì lời nói của Đinh Dũng, nhưng nhìn thấy phản ứng của Hàn Thành Sơn, ông ta như mở cờ trong bụng. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, có đồng đội như Hàn Thành Sơn, cho dù Đinh Dũng có phát hiện ra cái gì ông ta cũng chẳng cần lo. Đinh Dũng im bặt, dù gì mình cũng là con rể của Hàn Thành Sơn, nhưng bây giờ Hàn Thành Sơn lại tin người ngoài chứ không tin mình. Bố, bức tranh chữ này của Nhan Chân Khanh là thật hay giả, bố cứ nhìn bút tích. Cậu câm miệng cho tôi, Đinh Dũng còn đang định khuyên, nhưng Hàn Thành Sơn không nghe, ngắt lời anh nói, cậu có tài cán gì mà tôi không biết. Ở rể nhà tôi một năm, ngay cả một công việc hẳn hoi cậu cũng chẳng tìm được. Giờ cậu ở đây ra vẻ cái gì? Không sợ mất mặt à? Hàn Thành Sơn nói lời cay độc, trước mặt bao nhiêu người Đinh Dũng lại bảo bút tích này là giả. Thế chẳng phải là bảo Hàn Thành Sơn ông mắt mù, bỏ ra 5 triệu đi mua đồ giả. Anh Hàn bớt nóng, đừng chấp nhặt với con rể anh làm gì. Thanh niên bây giờ xem mấy chương trình giám định đồ cổ xong thì nghĩ là mình là chuyên gia giám định. Bọn họ không hiểu được nghề của tôi nó như thế nào, Tôn Đại Phúc giả tạo nói. Trông thì có vẻ như đang khuyên Hàn Thành Sơn, nhưng thực chất là đang mỉa mai Đinh Dũng. Điều này đương nhiên Đinh Dũng biết. Hừ, cái loại mất mặt. Còn không mau cút về đi, Hàn Thành Sơn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị về. Đinh Dũng bất lực thở dài, anh sẽ chẳng bao giờ lay tỉnh được một người giả vờ ngủ. Ông bố vợ này thật là vừa rốt nát lại vừa tự cho mình là đúng. Nhưng đằng này Đinh Dũng cũng chẳng làm gì được ông ta. Dù sao cũng không thể cho ông ta một trận giống như tên tóc đỏ kia được. Đang lúc Đinh Dũng chuẩn bị từ bỏ, ánh mắt lại quét qua một bức tranh chữ mà Tôn Đại Phúc bày ở góc. Mắt Đinh Dũng sáng rực lên. Dễ hiền, sao thế? Không phải nhìn thấy thứ gì giá trị rồi chứ? Tôn Đại Phúc vô cùng sắc bén, phát hiện ra Đinh Dũng không bình thường. Ông chủ Tôn, ông có thể cho tôi xem bức tranh chữ kia không? Đinh Dũng chỉ về cuộn tranh chữ vừa mới nhìn thấy lúc nãy. Cái này, Tôn Đại Phúc đi ra góc, cầm lấy bức tranh chữ Đinh Dũng chỉ, vẻ mặt nghi ngờ. Cái này ông ta mất 1.000 mua của một nông dân ở quê. Khi về lại chẳng thấy nó có giá trị gì, vì thế vứt bừa ở góc. Sao Đinh Dũng lại có hứng thú với bức tranh chữ này? Tuy rằng nghi ngờ nhưng Tôn Đại Phúc vẫn mang bức tranh chữ đó ra, phủi bụi rồi đưa cho Đinh Dũng. Bức tranh dài 3 thước, rộng 1 thước, loại giấy cũng là giấy tuyên bình thường. Ngoại trừ hơi ngả màu vàng ra thì nếu nhìn bên ngoài, chẳng thấy có chỗ nào quý hiếm. Còn về chữ thì lại càng bình thường, cảm giác giống như một đứa trẻ mới học thư pháp, viết loạn lên đó. Tôn Đại Phúc thật sự không biết vì sao Đinh Dũng lại có hứng thú với nó. Ông chủ, bức tranh chữ này bao nhiêu tiền? Đinh Dũng mỉm cười hỏi. Cái này chẳng đáng giá, vốn tôi định vứt đi rồi. Cậu thích thì tôi tặng cậu, coi như là làm chuyện tốt, Tôn Đại Phúc nói. Ông ta cũng chẳng muốn hỏi vì sao Đinh Dũng lại thích bức tranh ấy. Dù sao thì vừa mới kiếm được 5 triệu, cái thứ vớ vẩn này cho cậu ta cũng chẳng sao. Ông chủ Tôn cho không thật ư, Đinh Dũng cười như không cười. Sao thế, cậu sợ tôi hối hận à? Tôn Đại Phúc tôi làm ăn luôn coi trọng chữ tín. Cho dù bức tranh này có quý giá thật thì tôi cũng sẵn lòng tặng cho cậu, Tôn Đại Phúc hào phóng nói. Người không biết còn tưởng ông ta tặng đồ gì giá trị lắm. Vậy thì cảm ơn ông chủ Tôn, Đinh Dũng cất tranh cẩn thận, cười nói. Cậu lấy cái thứ vớ vẩn này làm gì, Hàn Thành Sơn gắt. Ông muốn đạp Đinh Dũng ra ngoài ngay và luôn, cái loại mất mặt, cứ như mấy người bán đồng nát ấy, đồ Tôn Đại Phúc người ta sắp vứt thì lại lấy. Bố, đây là đồ quý đó, Đinh Dũng cười bí hiểm. Quý con khỉ, nếu là đồ quý thật thì còn có thể đến lượt cậu chắc, Hàn Thành Sơn bĩu môi. Trong giới đồ cổ, đúng là thường có chuyện nhặt được món hời thế này. Nhưng đa số, người có thể nhặt được món hời đều là những người có bản lĩnh, hiểu biết đồ cổ. Còn giống như con rể ông, ngu ngơ, bảo đi nộp học phí cho người ta thì còn tạm được. Đinh Dũng lắc đầu, không giải thích, bức tranh chữ trong tay anh, cho anh 10 bức tranh chữ thật của Nhan Chân Khanh anh cũng không đổi. Ông Vương, Hàn Thành Sơn chuẩn bị đi thì lại nhìn thấy một người khiến ông không ngờ, đó là Vương Bồi Thành, hội trưởng hội thư pháp thành phố Kim Châu.
Vương Bồi Thành không chỉ là người có tiếng tăm trong giới thư pháp Kim Châu mà còn có kiến thức sâu rộng về đồ cổ. Ông ấy từng là khách mời đặc biệt của chương trình đi tìm bảo vật của đài truyền hình Trung ương, ngoài đời rất có tiếng tăm. Hàn Thành Sơn vô cùng vui mừng, Vương Bồi Thành là thần tượng mà ông ta nằm mơ cũng muốn gặp. Ông Vương, sao ông lại ở đây? Hàn Thành Sơn thân thiết chào hỏi. Vương Bồi Thành mặc đồ thời đường màu đen, nhìn rất hiền hậu, nhanh nhẹn, không chút giả nua. Thấy Hàn Thành Sơn chào hỏi mình, ông nhíu mày, hiển nhiên là không nhớ đã gặp Hàn Thành Sơn ở đâu rồi. Cậu là... Ông Vương, tôi là Hàn Thành Sơn. Tôi là người đã xin ông lời khuyên về, sổ giám định báu vật, ở bảo tàng. Tuy Vương Bồi Thành không có ấn tượng gì về mình nhưng Hàn Thành Sơn không hề ngược. Dù sao đây cũng không phải là một cụ già tầm thường, nói ông ấy là số một trong giới thư pháp Kim Châu cũng không quá. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Cậu là con trai của Hàn Tông Khôn phải không? Ông cụ vỗ đầu, nhớ ra. Vâng, vâng, trí nhớ của ông Vương tốt thật, Hàn Thành Sơn cười tươi rói. Đinh Dũng đỡ chán, không biết nên nói gì về ông bố vợ này của mình nữa. Thành Sơn này, cậu ở đây làm gì? Ông Vương, không giấu gì ông. Hôm nay ở đây có một bức tranh chữ bút tích thật của thầy Nhan, Hàn Thành Sơn nói rồi lấy bức tranh chữ trong tay ra, khoe khoang nói. Bút tích thật của thầy Nhan, Vương Bồi Thành phấn chấn hẳn lên. Vâng, ông Vương xem, Hàn Thành Sơn mỉm cười, mở bức tranh chữ ra. Vương Bồi Thành tập trung, nhìn không chớp mắt, từ từ nghiên cứu bức tranh. Trong cửa hàng, Tôn Đại Phúc nhìn bọn họ mà đổ mồ hôi. Thực ra từ lúc nhìn thấy Vương Bồi Thành, ông ta đã bất an rồi. Chỉ sợ Hàn Thành Sơn mang bức tranh ra cho Vương Bồi Thành xem, nhưng không ngờ, sợ cái gì là xảy ra cái đó. Hàn Thành Sơn mang ra cho ông ấy xem thật. Khác với kẻ ngu dốt như Đinh Dũng, lời của Vương Bồi Thành nói là vàng là ngọc trong giới đồ cổ. Một thứ đồ bình thường, chỉ cần Vương Bồi Thành nói đó là giả thì kể cả nó vốn dĩ là thật thì cũng sẽ là giả. Bây giờ Tôn Đại Phúc chỉ có thể cầu nguyện, Trương Bách Hào đủ giỏi, đồ gã làm giả có thể qua mắt được Vương Bồi Thành. Nhưng rõ ràng, Tôn Đại Phúc nghĩ nhiều rồi. Một phút sau... Vương Bồi Thành nhíu mày sau đó vỗ vai Hàn Thành Sơn, thân thiết nói, Thành Sơn à, e là lần này, cậu nhìn nhầm rồi. Cái gì, Hàn Thành Sơn bỗng chốc ngẩn ngơ, há to miệng, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, ý của Vương Bồi Thành là. Vương Bồi Thành lắc đầu, nói, đây không phải bút tích thật của thầy Nhan, là giả. Hàn Thành Sơn như bị sét đánh, sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Lúc nãy Đinh Dũng nói chữ này là giả. Ông ta định tát cho Đinh Dũng hai cái, cảm thấy Đinh Dũng đang nói linh tinh. Nhưng giờ, đến cả Vương Bồi Thành cũng nói như vậy, dù ông ta có ngốc cỡ nào thì cũng phải hiểu, mình bị Tôn Đại Phúc lừa rồi. Tôn Đại Phúc, ông là đồ gian thương, trả tôi 5 triệu, Hàn Thành Sơn giận run, cầm bức tranh giả trong tay định đi tìm Tôn Đại Phúc liều mạng. Đinh Dũng vội vàng ngăn lại, bố đừng quá khích. Mua bán văn vật cổ, quan trọng là đôi bên tình nguyện. Chỉ cần trả tiền rồi, ra khỏi cửa, thật hay giả cũng không liên quan gì đến người bán, mua chúng đồ giả, chỉ có thể trách mắt mình kém, không có bản lĩnh. Đừng nói Hàn Thành Sơn hôm nay chỉ lấy ra 5 triệu, kể cả ông ta có lấy ra 100 triệu, thì chỉ cần ra khỏi tụ bảo các, 100 triệu đó cũng không liên quan gì đến ông ta nữa. Cậu Hàn, cậu làm gì thế? Đồ là do cậu xin tôi bán cho cậu, giờ bị lừa lại trách tôi, tưởng Tôn Đại Phúc tôi dễ bắt nạt à? Tôn Đại Phúc nói rất cứng, lúc trước ông ta đã nói, ngành này vô cùng phức tạp, dù là anh em ruột với nhau cũng thường xuyên có tình trạng lừa đảo, chứ đừng nói đến mối quan hệ chỉ liên quan đến lợi ích như ông ta và Hàn Thành Sơn. Ông biết rõ chứ giả tại sao còn bán cho tôi, Hàn Thành Sơn tức đến mức thở hổn hển, 5 triệu, dù là ông ta thì cũng đau lòng. Hừ, Hàn Thành Sơn, chứ nếu là thật thì cậu có mua nổi với giá 5 triệu không? Nói trắng ra. Cậu cũng muốn chiếm hời từ Tôn Đại Phúc tôi, nhưng bản thân lại không có bản lĩnh thôi. Tôn Đại Phúc hừ lạnh một tiếng, nói, tranh chữ của Nhan Chân Khanh chân chính, giá thị trường khoảng 7 triệu, Hàn Thành Sơn không chịu động não thì trách ai được. Đinh Dũng thở dài, mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng Tôn Đại Phúc nói có lý thật, Hàn Thành Sơn nếu không tham lam thì e là cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Vương Bồi Thành đứng bên cạnh bặm môi, không nói gì cả. Mặc dù ông ấy rất có uy tín trong ngành này, nhưng đứng trước việc mua bán đôi bên tình nguyện, thì uy tín của ông ấy căn bản chẳng có tác dụng gì,
ông ấy nếu dựa vào đó để bắt nạt người khác, ép Tôn Đại Phúc trả tiền thì sẽ làm hỏng quy tắc của ngành. Quy tắc ngành, không phá được. Ông, Hàn Thành Sơn chỉ Tôn Đại Phúc, tức đến mức không nói nên lời. Bố, thôi, đừng giận nữa. Chẳng phải là một bức tranh chữ của Nhan Chân Khanh sao, về rồi con tìm cho bố cái tốt hơn. Đinh Dũng tiếp tục an ủi, dù sao cũng là bố vợ mình, Đinh Dũng cũng không thể trơ mắt nhìn Hàn Thành Sơn tức đến sinh bệnh. Cậu nói cái gì, tranh chữ của thầy Nhan cậu muốn là có được sao? Hàn Thành Sơn cảm giác tim mình đang chảy máu, tích lũy nửa đời của ông ta đều đổ vào đây hết rồi. Bố, con không có tranh chữ của thầy Nhan nhưng con có tranh chữ của thầy Vương, Đinh Dũng bất đắc dĩ nói. Tranh chữ của thầy Vương. Vừa nói ra lời này, người xung quanh đều nghẹt thở, không gian yên lặng. Người ra vào phố đồ cổ này chắc đều biết, tranh chữ của thầy Vương là gì. Đó là báu vật chân chính của giới thư pháp Hoa Hạ. Là tranh do Thánh thư pháp Vương Hy Chi để lại. Mỗi bức tranh đều có thể đấu giá với mức giá hàng trăm triệu, thậm chí có tiền cũng không mua được. Vì tranh chữ của Vương Hy Chi còn truyền lại đến nay không nhiều, mấy bức ít ỏi đó không phải ở trong bảo tàng quốc gia thì cũng ở trong nhà của giới siêu giàu Hoa Hạ. Nhưng người thanh niên này lại nói mình có. Trò đùa gì thế này? Lần này đến cả Vương Bồi Thành cũng không bình tĩnh nổi. Cậu này, cậu nói thật không? Vương Bồi Thành hỏi nghiêm túc. Ninh Dũng gật đầu, vốn anh muốn khiêm tốn một chút, đợi về nhà rồi nói tin này cho Hàn Thành Sơn, nhưng thấy bộ dạng Hàn Thành Sơn lúc này, Đinh Dũng buộc phải nói, mặc dù nói ra rồi e là sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Ở đâu, có thể cho tôi, xem một chút không? Giọng Vương Bồi Thành run rẩy, với người yêu thư pháp như mạng như ông ấy mà nói, tranh chữ của Thánh thư pháp Vương Hy Chi còn cám dỗ hơn cả Trường Sinh Bất Tử. Ở trong tay cháu, Đinh Dũng cuộn tranh cổ bám đầy bụi trong tay lên. Cậu đùa cái gì thế? Mặt Hàn Thành Sơn bỗng chốc lại tối sầm, vốn thấy dáng vẻ tự tin của Đinh Dũng. Ông ta còn tưởng Đinh Dũng có đồ thật cơ, nhưng giờ, Đinh Dũng lại mang món đồ lấy từ chỗ Tôn Đại Phúc ra lừa bịp ông ta. Tôn Đại Phúc cũng cười nhạo, cậu điên rồi à? Thứ trong tay cậu là đồ tôi mua với giá 1.000 tệ từ một ông nông dân dưới quê, tôi vừa mới tặng nó cho cậu, thoáng cái cậu đã nói đó là tranh chữ của thầy Vương, cậu coi người ở đây là đồ ngốc hết à? Tôn Đại Phúc vừa nói xong, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Đinh Dũng bỗng trở nên bất thiện. Ông chủ Tôn, ông không tin đây là tranh chữ của thầy Vương, Đinh Dũng trêu tức. Ha ha, Tôn Đại Phúc cười khinh thường, cái thứ đó của cậu nếu là tranh chữ của thầy Vương thì tôi tặng tụ bảo các cho cậu luôn. Mọi người xôn xao. Tôn Đại Phúc nói thế thì hơi quá rồi, ở con phố đồ cổ này, tụ bảo các của Tôn Đại Phúc, rõ ràng là cửa hàng tốt nhất, giá khởi điểm ít nhất cũng phải 100 triệu, Tôn Đại Phúc có gan nói thật. Nhưng Tôn Đại Phúc đã nói thế thì mọi người cũng hiểu. Tranh cổ trong tay Đinh Dũng, 99% là hàng giả rồi, nếu không, Tôn Đại Phúc sao dám to mồm thế chứ? Ông chủ Tôn nói đùa rồi, thế này đi, nếu đồ trong tay tôi là tranh chữ của thầy Vương thật, tôi cũng không cần cửa hàng của ông chủ Tôn, chỉ muốn ông chủ Tôn trả lại 5 triệu kia cho bố tôi là được, Đinh Dũng nheo mắt, cười nói. Thế nếu không phải thì sao, Tôn Đại Phúc cũng nheo mắt, thằng ở rể nhà họ Hàn này có tự tin thật hay là đầu óc không bình thường? Tôn Đại Phúc nghiêng về vế sau nhiều hơn. Nếu không phải, tôi sẽ cho thêm ông chủ Tôn 5 triệu, Đinh Dũng cũng rất lớn lối, người hóng hớt xung quanh đột nhiên hưng phấn hẳn, không ngờ, chỉ ra ngoài dạo phố thôi mà lại thấy màn cá cược đỉnh cao thế này. Cậu điên rồi, cậu lấy đâu ra 5 triệu, Hàn Thành Sơn tức đến mức phồng mang trợn mắt, thằng con rể không có tiền đồ này của mình bị mấy câu của người ta khích bác, đã mắc câu rồi, lấy một thứ đồ rách nát cá cược với người ta, tiền cược còn là 5 triệu. Hàn Thành Sơn cảm giác mình sắp tức đến mức nhồi máu cơ tim luôn rồi. Đinh Dũng không để ý Hàn Thành Sơn, chỉ nhìn Tôn Đại Phúc một cái, khiêu khích nói, ông chủ Tôn, ông dám không? Ha, ha, có gì mà không dám, Tôn Đại Phúc đẩy kính lão, trong lòng đã cười như được mùa, hôm nay đúng là ngày may mắn của mình, có đầu ngu ngốc Hàn Thành Sơn tặng cho ông ta 5 triệu trước, sau đó lại có thằng con rể của Hàn Thành Sơn, còn ngu ngốc hơn, cũng muốn tặng cho ông ta 5 triệu. Hai người này, không phải mấy đứa phá ra chi tử kiếp trước chuyển kiếp chứ, Tôn Đại Phúc vui vẻ nghĩ. Vậy được, vậy phiền mọi người làm chứng, Đinh Dũng chắp tay với mọi người xung quanh. Được, được, mau bắt đầu đi. Tôi cũng muốn xem bút tích của thầy Vương trông thế nào. Cậu cái đồ không ra gì,
có phải có thủ với nhà họ Hàn của tôi không? Hàn Thành Sơn đau đớn nói, hôm nay ông ta bị lừa mất 5 triệu, nếu Đinh Dũng sau đó cũng lại bị lừa 5 triệu, thì nhà họ Hàn chắc chắn sẽ là trò cười cho cả cái Kim Châu này. Thành Sơn, sao không tin anh bạn nhỏ một lần? Vương Bồi Thành cau mày nói, thực ra ông ấy nhìn cách đối nhân xử thế của Đinh Dũng, không giống như kiểu người thích chém gió, Đinh Dũng dám nói vậy thì hẳn là đã chắc chắn. Nhưng ông Vương, Hàn Thành Sơn còn định nói gì, nhưng thấy ánh mắt không vui của Vương Bồi Thành thì bỗng ngậm miệng. Đinh Dũng đưa tranh cổ ra, mở ra cho mọi người xem. Khi thấy rõ những chữ viết nguệch ngoạc như gà bới trên bức tranh, mọi người bắt đầu cười phá lên. Thằng nhóc này não bị úng nước à? Ha, ha, lại còn bảo tranh chữ của Vương Hy Chi, chữ này viết còn chẳng bằng học sinh tiểu học. Có lẽ người ta chỉ muốn cho ông chủ Tôn 5 triệu thôi. Đây là tranh chữ của thầy Vương mà cậu nói, Tôn Đại Phúc mỉa mai. Hàn Thành Sơn cúi đầu, chỉ thấy mất hết mặt mũi, hôm nay mặt mũi nhà họ Hàn coi như bị hai người họ làm mất sạch rồi. Tôi có nói đây là tranh chữ của thầy Vương à, Đinh Dũng nhìn Tôn Đại Phúc trêu tức. Đó không phải tranh chữ của thầy Vương, vậy tranh chữ của thầy Vương thật đâu? Cậu còn định biến ra à, Tôn Đại Phúc cười khẩy liên tục, đã đến nước này rồi mà thằng vô dụng này còn không chấp nhận kết quả. Đinh Dũng lắc đầu, chỉ cuộn tranh cổ trong tay, cười nói, đây chính là tranh chữ của thầy Vương. Nhóc con, cậu đùa bọn tôi à? Coi bọn tôi như khỉ, thích ăn đòn à? Có người qua đường tức giận xắn tay áo lên, rõ ràng đã không nhịn được nữa. Tôn Đại Phúc cũng đang tích một cơn giận, thằng vô dụng này rốt cuộc có ý gì? Mọi người đừng nóng, Đinh Dũng mỉm cười xòe tay ra ngăn mọi người, nói, thứ trong tay tôi, nói nó là tranh chữ của thầy Vương cũng được, nói không phải cũng được. Nói nó không phải tranh chữ của thầy Vương thì chắc mọi người đều đồng ý, vì như mọi người thấy, chữ trên tờ giấy này đúng là khiến người ta không khen nổi, thua xa nét chữ của thầy Vương. Vậy tại sao tôi lại nói nó là tranh chữ của thầy Vương? Đinh Dũng ngừng một lát, cố ý khiến mọi người tò mò. Tại sao, có người không nhịn được lên tiếng. Đinh Dũng nhìn người nói một cái, đưa cuộn tranh cổ đến trước mặt người đó, cười hỏi, anh nhìn giấy tuyên này đi, có khác với giấy tuyên bình thường không? Người đó sờ một lúc, khó hiểu nói, giấy này, hình như dày hơn giấy tuyên bình thường. Vừa nói xong đôi mắt của nhiều người trong đám đông sáng hẳn lên. Tôn Đại Phúc thì thót tim. Mình hình như đã bỏ qua cái gì đó rồi. Đinh Dũng gật đầu nói, giấy tuyên này đúng là có dày hơn giấy tuyên bình thường. Ý của cháu là, bút tích thật của thầy Vương, là ở bên dưới, Vương Bồi Thành nói ngay vào trọng điểm. Giấy tuyên ở trong tay Đinh Dũng có thể là do hai tờ giấy dính lại vào nhau, tạo thành hai tầng. Tờ bên trên là có người viết lung tung, còn bên dưới thì là bút tích của Vương Hy Chi. Vâng, Đinh Dũng khẽ gật đầu. Sao có thể? Đúng đó, theo lý mà nói, người xưa không thể nào có kỹ thuật cao siêu thế này được. Cho dù bên dưới có là tranh chữ thật, nhưng sao cậu biết được đó là bút tích của thầy Vương? Mọi người xôn xao bàn tán. Đúng vậy, chuyện này không thể nào tưởng tượng được, ai mà ngờ rằng người xưa lại có kỹ thuật cao siêu như thế, dính hai tờ giấy tuyên lại với nhau. Điều này khiến người nhìn không nhận ra chút dấu vết nào. Hơn nữa, bây giờ có một vấn đề. Đó là cho dù bên dưới có tranh chữ thật, thì làm sao Đinh Dũng khẳng định chắc chắn rằng đó là tranh chữ của Vương Hy Chi như thế? Dù sao vẫn cách một lớp giấy cơ mà. Thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Đinh Dũng chỉ cười mà không giải thích. Tôi tách lớp giấy đầu tiên ra cho mọi người xem trước nhé. Sau khi tách ra, mọi người sẽ biết ngay, bên dưới có phải bút tích của thầy Vương hay không. Cháu định tách thế nào, lúc này Vương Bồi Thành nói. Ông chỉ sợ Đinh Dũng không biết cách tách, bất cần làm hỏng mất bảo vật quý giá. Ông Vương yên tâm, cháu tự có cách của mình, Đinh Dũng trả lời chắc chắn. Cách tách loại giấy bột này đối với Đinh Dũng chỉ là chuyện nhỏ. Vậy được, dù sao cũng là đồ của Đinh Dũng, Vương Bồi Thành cũng không có quyền yêu cầu nhiều hơn. Vương Bồi Thành vốn tưởng Đinh Dũng sẽ dùng cách đặc biệt gì, ai ngờ Đinh Dũng bưng một chậu nước tới, thấy Đinh Dũng định nhúng bức tranh vào chậu nước. Vương Bồi Thành vội nói, cháu này, tranh chữ quý mà gặp nước thì sẽ biến dạng. Cháu cứ thế ngâm vào nước, thì không được đâu. Đinh Dũng tự tin cười đáp, ông Vương yên tâm, người để lại bức tranh chữ này, mực ông ấy dùng chắc chắn không phải mực thường. Ngay cả tranh dùng mực gì cháu cũng biết, Vương Bồi Thành nghi ngờ hỏi. Đinh Dũng này kỳ lạ thật,
Đầu tiên là khẳng định bên dưới là bút tích của Vương Hy Chi, sau đó lại bảo biết tranh chữ dùng mực gì. Có bốc phét cũng không ai bốc phét kiểu ấy. Ninh Dũng cười bí hiểm, thật ra anh không chỉ biết loại mực mà bức tranh chữ bên dưới sử dụng là loại nào, thậm chí anh còn biết bức tranh chữ đó nội dung là Hoàng Đình Kinh. Thấy Ninh Dũng chuẩn bị mang tranh ngâm vào nước, người đứng xem mỗi người mang một suy nghĩ. Nhưng trong đó, kẻ thấp thỏm nhất đương nhiên là Tôn Đại Phúc. Dù sao ông ta cũng đã đánh cược với Đinh Dũng 5 triệu. Hơn nữa bức tranh này cũng là do ông ta tặng Đinh Dũng. Nếu là bảo vật thật thì Tôn Đại Phúc muốn nhảy lầu tự tử luôn. 3 phút sau, Đinh Dũng lấy bức tranh cổ từ trong chậu nước ra. Sau đó điều kỳ diệu xuất hiện. Vừa nãy rõ ràng là một bức tranh cổ liền một khối, bây giờ lại xuất hiện thêm một kẽ hở mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Đinh Dũng vuốt góc bức tranh cổ, men theo mép kẽ hở, từ từ tách lớp giấy bột ra. Mọi người đều nín thở, nhìn Đinh Dũng chằm chằm không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ mất điều gì. Dẹt! Cuối cùng, lớp giấy bột bên ngoài đã hoàn toàn bị tách ra, lộ ra lớp giấy tuyên bên dưới. Vương Bồi Thành chạy đến đầu tiên, khi nhìn thấy từng hàng chữ rồng bay phượng múa, Vương Bồi Thành quên cả thở, mặt đỏ bừng lên. Những người khác cũng vây quanh, cho dù là người không hiểu gì về thư pháp thì lúc này cũng bị nét chữ sinh động chinh phục. Cho dù là cách biệt ngàn năm, phong cách độc đáo chỉ có thánh thư pháp Vương Hy Chi vẫn không hề bị phai mờ mà còn vô cùng tuyệt diệu. Lúc này, những người nhìn thấy tranh chữ ai cũng vô cùng choáng ngợp, chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủi của Vương Hy Chi cũng đủ để lại ấn tượng khó phai trong lòng người xem. Đời này không còn gì hối tiếc, không còn gì hối tiếc, Vương Bồi Thành xúc động, đôi mắt đỏ au. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng khi mình còn sống lại có thể một lần nữa nhìn thấy bảo vật như vậy. Đối với mỗi một người yêu thư pháp, Thánh thư pháp Vương Hy Chi là tượng đài phải ngưỡng mộ muôn đời. Tôi ra giá 10 triệu. Người anh em, cậu có thể bán bức thư pháp của thầy Vương cho tôi không? Một người to béo, mặt mày phúc hậu từ trong đám người đứng ra, xúc động hỏi. Hừ, mới có 10 triệu, ông đang sỉ nhục thầy Vương à? Chàng trai, tôi là Chu Khang, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đình, tôi sẵn sàng bỏ ra 20 triệu. Cậu có đồng ý không? Lại thêm một người đàn ông trung niên mặc com lê. Tay đeo đồng hồ Vacheron Constantin đứng ra nói. Nghe thấy người đàn ông trung niên nọ đứng ra xưng tên tuổi, đám đông lại một lần nữa xôn xao. Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đình là nhà đầu tư bất động sản lừng lẫy Kim Châu, tài sản lên tới bạc tỷ. Tôi ra giá 25 triệu. Chu Khang, đừng tranh với tôi. Lại thêm một đại gia lên tiếng. Nghe thấy từng con số với đơn vị là chục triệu, mắt Tôn Đại Phúc đỏ ngầu. Nếu như không có Đinh Dũng, bút tích của Vương Hy Chi bây giờ đã là của ông ta. Có thể nói, Đinh Dũng khiến ông ta mất trắng mấy chục triệu. Tôn Đại Phúc cảm thấy trái tim mình đang nhỏ máu. Người qua đường đứng xem vốn chỉ định đến hóng hớt, nhưng bây giờ bút tích của Vương Hy Chi lộ ra, tất cả đều mất bình tĩnh. Hơn thế, bây giờ không khí đang có xu hướng biến thành một phiên đấu giá. Mấy đại gia hàng đầu sắp ganh đua nhau rồi, thậm chí đã có người hét giá tới 40 triệu. Với tình hình lúc này, Đinh Dũng đã dự liệu rồi. Vì thế vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Người anh em, rốt của cậu có bán không thì cũng phải nói một câu chứ. Sau một hồi tranh nhau khô cả cổ, mấy người quay lại, phát hiện Đinh Dũng vẫn rất bình tĩnh, không có động tĩnh gì. Bọn họ chợt cảm thấy sốt ruột. Đồ này là của bố tôi. Có bán hay không là bố tôi quyết định. Đinh Dũng nhìn sang Hàn Thành Sơn bên cạnh rồi nói. Bố, Hàn Thành Sơn sững sờ chỉ vào mình. Rõ ràng ông ta không ngờ được Đinh Dũng lại đưa tranh cho mình. Phải biết rằng, đây không phải là một tờ giấy bình thường, mà là bút tích của Vương Hy Chi đáng giá mấy chục triệu. Não con rể của mình bị có vấn đề à? Đinh Dũng, con cho bố thật ư, vẻ mặt Hàn Thành Sơn không thể tin nổi hỏi. Đinh Dũng gật đầu, mỉm cười, bố, con không lừa bố. Lúc con và Phương Nhiên lấy nhau, con cũng chưa tặng xính lễ gì đàng hoàng. Bây giờ con tặng bút tích của Vương Hy Chi cho bố, coi như là xính lễ con cưới Phương Nhiên. Tất cả đều xôn xao, đám đông như bùng nổ. Lấy bút tích của Vương Hy Chi đáng giá mấy chục triệu làm xính lễ. Ông con rể đại gia nào thế? Lúc này, mấy ông bố có con gái chưa lấy chồng đều muốn hỏi xem Đinh Dũng có thiếu vợ không? Con rể ngoan, cảm ơn con, Hàn Thành Sơn xúc động không biết nói gì nữa. Bắt đầu từ hôm nay. Người nhà họ Hàn ai dám nói xấu Đinh Dũng thì ông ta sẽ là người đầu tiên phản đối. Bố,
chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo, Đinh Dũng cười tươi. Đồ mấy chục triệu, đối với Đinh Dũng cũng chẳng khác gì thứ mấy trăm. Chỉ cần ông vui thì anh cũng chẳng tiếc. Anh Hàn, tôi ra giá 50 triệu. Không bán, Hàn Thành Sơn kiên định nói. Đây là bút tích của Vương Hy Chi đó, có thể giữ lại làm bảo vật gia truyền. Người khác trả giá bao nhiêu ông cũng không bán. Ha, ha, Thành Sơn, thứ này đúng là không thể bán. Nếu như cậu bán, Tông Khôn sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà họ Hàn đấy. Ông Vương nói phải, Hàn Thành Sơn cười đáp. Thành Sơn, cậu có chàng rể ngoan đấy, Vương Bồi Thành nhìn Đinh Dũng cảm thán nói. Thì ra là vậy, anh bạn này đúng là có trí nhớ siêu phàm, kiến thức uyên bác, Vương Bồi Thành lại cảm thán một câu, lúc này ông ấy đã mơ hồ có tâm lý bái phục người thanh niên đang đứng trước mặt này, đã lâu rồi không gặp được một thanh niên giỏi như vậy. Ông Vương quá khen rồi, Đinh Dũng không hề tự cao tự đại mà nói. Ông chủ Tôn, Đinh Dũng bỗng nhiên chuyển tầm mắt về phía Tôn Đại Phúc, ý như không nói cũng hiểu. Tôn Đại Phúc nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cháu trai à, cháu đã có bút tích gốc của thầy Vương rồi, vậy chuyện 5 triệu cứ cho qua đi, Tôn Đại Phúc ngượng ngùng nói. Cho dù lúc này tâm trạng của ông ta còn khó chịu hơn cả bố ruột chết, nhưng là một thương nhân, bây giờ ông ta bắt buộc phải giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Nếu như có thể khuyên Đinh Dũng bỏ qua ý nghĩ về 5 triệu đó thì ông ta cũng không phải lỗ quá nặng, dù gì bút tích gốc của Vương Hy Chi nếu như không có Đinh Dũng thì rất có khả năng mãi mãi không bao giờ xuất hiện. Ông chủ Tôn, chuyện gì ra chuyện đó, bút tích của thầy Vương là do ông tặng cho tôi, nếu muốn trách thì trách ông có mắt như mù. Nhưng 5 triệu đó của bố tôi là chuyện chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi, tôi khuyên ông chủ Tôn hãy giao ra đi. Nếu không truyền ra ngoài, sau này còn ai đến chỗ ông chủ Tôn mua hàng nữa đây, Đinh Dũng nói không nặng không nhẹ. Anh đương nhiên có thể không cần 5 triệu đó, nhưng cái kiểu tiểu nhân đắc ý của Tôn Đại Phúc trước đó làm anh không ưa nổi. Không ưa thì phải báo thù, trước giờ Đinh Dũng vẫn nhỏ nhen vậy đó. Mặt mày Tôn Đại Phúc hết xanh rồi đỏ, hoàn toàn nảy sinh lòng hận thù với Đinh Dũng rồi. Nhưng bây giờ trước cửa tiệm nhiều người như vậy, trong đó có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố Kim Châu này. Ông ta cũng không dám làm ra chuyện gì trước mặt những người đó. Vậy nên chỉ do dự trong chốc lát, Tôn Đại Phúc cắn răng lấy cái thẻ ngân hàng lúc trước Hàn Thành Sơn đưa cho ông ta ra, và cả tranh chữ của Âu Dương Tu. Tiền, cậu cầm lấy đi, Tôn Đại Phúc đưa thẻ và tranh chữ của Âu Dương Tu cho Đinh Dũng, nghiến răng nói. Ý tứ uy hiếp trong lời nói người sáng suốt đều nghe ra được. Nhưng mà Đinh Dũng cũng chẳng thèm quan tâm, uy hiếp anh. Đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà. Bố giữ thẻ đi. Tranh chữ thì con sẽ mang về, Đinh Dũng đưa thẻ cho Hàn Thành Sơn. Nhưng ai ngờ được Hàn Thành Sơn còn không chạm vào, đẩy thẻ ngược lại về trong tay Đinh Dũng, cười nói Tiểu Dũng, cái thẻ này thật tình bố không dám nhận, con dùng tiền trong thẻ đi khám bệnh cho Tiểu Tuyết, mua quần áo cho bản thân. Dù gì thì bây giờ tiền trong thẻ đều là của con rồi. Hàn Thành Sơn bây giờ càng nhìn càng thấy thuận mắt. Luôn cảm thấy như mình đã nhặt được một món đồ quý. Tìm cách lấy được bút tích Vương Hy Chi cho ông ta đã đành, còn thay ông ta xả hết cục tức này, trả lại nguyên đai nguyên kiện sự sỉ nhục mà Tôn Đại Phúc mang đến cho ông ta. Sống hơn nửa đời người rồi, lần đầu tiên Hàn Thành Sơn cảm thấy dễ chịu như vậy. Bố, không được đâu. Sao lại không được, bố là bố con hay con là bố của bố? Số tiền này bắt buộc con phải nhận, không nhận bố sẽ bắt Phương Nhiên ly hôn với con. Đã nghe thấy chưa? Hàn Thành Sơn trừng mắt một cái, giở tác phong của một tên lưu manh lão luyện ra, Đinh Dũng cười không được khóc cũng không xong. Vậy được à? Tiểu Dũng, con về trước, tối nay bố phải đến nhà ông Vương, Hàn Thành Sơn tươi cười trở lại, vừa mới có được bút tích Vương Hy Chi, đương nhiên khó mà nhịn được rồi. Đinh Dũng gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Bồi Thành và Hàn Thành Sơn rời đi. Đợi sau khi Vương Bồi Thành và Hàn Thành Sơn rời khỏi. Đinh Dũng còn lượn lờ ở phố đồ cổ thêm một vòng, vì để khích người của Tôn Đại Phúc ra tay, anh còn cố ý đi loanh quanh một vòng ở mấy ngõ hẻm vắng vẻ. Kết quả là không biết làm sao mà hai người đi theo sau từ khi Đinh Dũng bước ra khỏi tụ bảo các lại đi vòng về. Với tình trạng hiện tại của Đinh Dũng, mặc dù vẫn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, nhưng hồn vía của anh mạnh đến nhường nào chứ, trong vòng chu vi 10 trượng 1 trượng 33,3 mét có bất cứ động tĩnh gì thì cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh. Những người này muốn âm thầm ra tay với anh thì chắc chắn chỉ có đường chết.
chỉ không biết rốt cuộc những người này đang âm mưu điều gì, âm thầm đi theo nhưng không hề ra tay. Xem như hai người mạng lớn, Đinh Dũng nhếch mép, gật đầu nhẹ, cảm nhận được hai người phía sau bỏ đi, anh nhíu mày, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rời khỏi phố đồ cổ. Nhưng mà Đinh Dũng vừa mới ra khỏi phố đồ cổ, sau lưng lại có thêm vài vị khách không mời mà theo sau. Một nhóm người cao to vạm vỡ mặc ba lỗ đen, trên người xăm rồng vẽ phượng nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng đang đi phía trước. Kẻ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ nham hiểm, nói, thằng nhãi này cuối cùng cũng ra rồi. Bắt nó đến đây, ánh mắt tên đầu chọc cầm đầu nham hiểm, nhìn qua là biết không phải thứ hiền lành gì. Hắn ra lệnh một tiếng, 7-8 gã đàn ông đằng sau lập tức xông về phía Đinh Dũng. Chỉ có điều mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Đinh Dũng, cảm nhận được 7-8 gã đàn ông ở phía sau, anh không khỏi nhíu mày, rốt cuộc là ai đang muốn đối phó mình? Là người của Tôn Đại Phúc, là Kỳ Thụy Phong hay là Viên Thiếu Khang? Cẩn thận nhớ lại, hình như anh có mâu thuẫn với cả ba người này. Nhưng Đinh Dũng cũng chẳng thèm nghĩ kỹ, cho dù ai muốn đối phó mình, dám có suy nghĩ không an phận với Đinh Dũng, anh không ngại xóa tên đối phương khỏi Kim Châu từ nay. Vù! Một cơn gió lao vút đến, một gã đàn ông khuôn mặt hung dữ, vóc người cường tráng vạm vỡ một mình xông lên trước, không thèm nói tiếng nào, vươn tay nắm chặt bả vai Đinh Dũng. Cơ thể Đinh Dũng vốn gầy yếu, nếu đổi lại là lúc trước bị gã đàn ông này siết chặt bả vai thì chắc chắn đã mất đi năng lực phản kháng. Nhưng Đinh Dũng của ngày hôm nay, không phải là tên ở rể trói gà không chặt, để mặc người ức hiếp như ngày trước. Gã đàn ông muốn đánh lén từ phía sau, nhưng lại không hề nghĩ đến việc mọi cử động của bọn họ đều trong tầm kiểm soát của Đinh Dũng. Nghĩ đến đây, Đinh Dũng nghiêng người tránh, ngay sau đó xoay người lại đá một phát lên ngực gã đàn ông. Bịch, gã đàn ông ước chừng cũng phải hơn 50 cân vậy mà lại bị Đinh Dũng đá một phát văng ra xa, vẽ một đường cong trên không, rơi xuống đất cái bịch. Nụ cười ác độc trong chốc lát biến thành vẻ mặt đau khổ. Anh hai, nhìn thấy anh hai bị đá một phát ngã lộn cù mèo trên mặt đất, những tên khác đều bị Đinh Dũng làm cho sợ hãi. Gã đàn ông được gọi là anh hai khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, ôm chặt ngực, trên mặt mang theo vẻ đau khổ, nghiến răng hét lên từng chữ một, thằng nhãi này có chút bản lĩnh, cùng xông lên, xử đẹp cái mạng chó của nó cho tao. Vâng, mọi người cùng xông lên. Mấy tên này bình thường ức hiếp người khác quen rồi, nhìn thấy anh hai bị đánh tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Với cả thằng nhãi trước mặt lại là người đại ca chỉ đích danh phải bắt về được, bọn họ liếc nhìn nhau rồi lập tức xông lên. Tự tìm đường chết, Đinh Dũng cười khẩy một tiếng, nhìn mấy tên đang xông qua, híp mắt một cái. Quá chậm. Vèo, không đợi mấy tên này xông đến, Đinh Dũng đã hóa thành một cái bóng chủ động xông lên, tiếng gió rít tát vào mặt, mấy gã đàn ông không kịp phản ứng, Đinh Dũng đã đến ngay trước mặt. Võ công trong thiên hạ duy nhất chỉ có tốc độ nhanh là không thể phá giải, tốc độ của Đinh Dũng nhanh như tia chớp. Tên cầm đầu trong nhóm đó là một gã đàn ông tóc dài. Tên này vốn đang mặt mày dữ tợn xông về phía trước, đột nhiên bị một trận gió to đập vào mặt, ngay sau đó trước mắt tối sầm, ánh sáng bị một nắm đấm nhìn có vẻ gầy yếu che lại, chiếu lên mặt hắn ta. Gã đàn ông tóc dài lộ ra vẻ sợ hãi, đang tính chạy trốn thì nắm đấm đã vung xuống, mạnh mẽ đấm thẳng lên mặt hắn. Răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng giòn giã, xương mũi của gã đàn ông tóc dài bị Đinh Dũng đánh gãy bằng một đấm, máu tươi chảy ra như vòi phun. Đinh Dũng không hề dừng lại, bóng người như ma quỷ di chuyển đến cạnh một người khác, lại đấm một cái, quật tên đó ngã thẳng xuống đất. Bịch, bịch, bịch. Một chuỗi âm thanh trầm đục vang vọng, không đến một phút, 7-8 gã đàn ông thân hình vạm vỡ đã bị Đinh Dũng hạ gục toàn bộ. Nhìn mấy tên nằm dài dưới đất kêu rên, trong mắt Đinh Dũng toàn là lạnh lẽo, đá đại một phát vào tên nào đó, nói, ai cử bọn mày đến. Là, ánh mắt tên đó đầy vẻ sợ hãi. Tựa như muốn cầu cứu đồng bọn. Thấy vậy Đinh Dũng nhíu mày một cái, túm lấy cổ áo của tên đó, trong mắt lóe lên một luồng sát khí khủng khiếp. 5.000 năm nay không biết anh đã giết bao nhiêu người, nếu như tên này hồ đồ ngu xuẩn, anh cũng không ngại giết thêm một mạng. Gã đàn ông đó bị luồng sát khí đó phả thẳng lên mặt, dường như bị lạc vào nơi đầy thi thể và biển máu, Đinh Dũng như ma quỷ tử bước ra âm ti địa ngục. Tên đó lập tức sợ đến tè ra quần. Hai chân run rẩy ướt hết cả quần, vội vàng hoảng sợ nói, tao nói. Là đại ca muốn bắt mày, đại ca bảo bọn tao bắt mày về. Đại ca của bọn mày là ai, nghe tên đó nói,
Đinh Dũng híp mắt hỏi. Lão Tứ, mày muốn chết hả? Nếu như để đại ca biết, đồng bọn của tên đó vừa muốn quát mắng, đột nhiên nhận ra một ánh mắt sắc lạnh mạnh mẽ quét qua, lời nói đến miệng rồi gắng gượng nuốt ngược vào. Tên đó đã sớm bị dọa cho vỡ mật, đâu còn dám giấu giếm che đậy gì, vội vã nói, đại ca là người của hội Hắc Mã. Hừ, thằng nhãi, đại ca tao là người của hội Hắc Mã, biết rồi thì còn không mau khoanh tay chịu trói, theo bọn tao về gặp đại ca. Nếu không thì mày có võ công cũng vô ích, gã đàn ông lúc nãy bị Đinh Dũng đánh gãy mũi ngọ nguậy bò dậy, dường như thân phận đại ca hội Hắc Mã cho hắn thêm lòng tin, hắn ôm bịt mũi hung dữ nói, tao nghĩ chắc mày có nghe đến hội Hắc Mã nhỉ. Nếu không muốn chết thì bây giờ dập đầu hai cái trước mặt tao, có thể tao sẽ nói tốt vài câu trước mặt đại ca, đến lúc đó. Ây da! Còn chưa đợi tên đó nói hết câu, Đinh Dũng đã nắm chặt bả vai rồi ngay sau đó cho một nắm đấm vào cái xương mũi bị lệch của hắn, đấm về vị trí ban đầu. Áu, đau chết tao rồi, tên đó ôm mũi, máu tươi chảy dọc ra theo kẽ hở ngón tay, rơi từng giọt tí tách xuống đất, dọa những tên khác sợ gần chết. Hội Hắc Mã, xem ra là Viên Thiếu Khang cử bọn mày đến đúng không? Đinh Dũng chắp tay sau lưng, ánh mắt tràn ngập sát khí híp lại, lạnh lùng nói, mấy đứa bọn mày đưa tao đi gặp chủ của bọn mày. Được. Được, đừng đánh nữa, tên bị dọa tè ra quần vội vàng giơ hai tay lên, hắn biết người mình không phải đối thủ của Đinh Dũng, thay vì ở đây bị đánh, thì chi bằng đưa Đinh Dũng về gặp đại ca của bọn chúng, vậy nên mặt hắn đầy sợ hãi nói, bên này, tao đưa mày đi, đừng đánh tao. Đinh Dũng đi theo mấy tên đó đến một con ngõ nhỏ vắng vẻ. Thấy đầu ngõ có hai chiếc xe sang đang đỗ, ánh mắt Đinh Dũng lóe lên, xem ra Viên Thiếu Khang cũng ở đây. Vừa hay thù cũ nợ mới cùng tính một lượt. Bên trong con ngõ nhỏ vắng vẻ không có lấy một bóng người, lại trông có vẻ âm u. Phía trước có một lối rẽ, một gã đàn ông tóc đen đang dựa vào góc tường hút thuốc. Khi trông thấy Đinh Dũng và vài tên đồng bọn, hắn mau chóng đứng dậy hét lên về phía góc ngoặt, đại ca, đội của anh hai đã tóm bọn tiểu tử đó về đây rồi. Mấy gã đàn ông vừa nghe thấy gã thanh niên tóc đen hét lên thì không khỏi nóng ran cả mặt. Đây đâu phải là bắt người về mà rõ ràng là bị người ta bắt về đây. Mặc dù bọn chúng có lòng nhắc nhở gã thanh niên tóc đen nhưng cứ nghĩ tới bên cạnh còn một sát tinh như thế này, bọn chúng lập tức xóa luôn suy nghĩ đó. Cảm nhận được sự yên tĩnh của vài người phía trước, Đinh Dũng cười với vẻ hài lòng. Nếu như mấy tên này dám có hành động gì khác thường thì anh sẽ lập tức ra tay. Cho dù làm như vậy có thể kinh động đến những người trong con ngõ nhỏ, nhưng cho dù kinh động tới bọn họ thì cũng có sao đâu. Rất nhanh chóng, Đinh Dũng đã theo mấy tên kia đi vào bên trong con hẻm nhỏ. Đây là một con ngõ cụt, chỉ có một hộ gia đình. Trên ổ khóa của nhà này còn rõ vết gì, rõ ràng đã lâu lắm rồi không ai sống ở đây. Đây chính là một nơi giết người lý tưởng. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng cười lạnh lùng nhìn vào bên trong con ngõ. Vừa hay anh nhìn thấy Viên Thiếu Khang đang đeo khẩu trang và đội mũ. Tên này quả nhiên ở đây. Viên Thiếu Khang đội chiếc mũ lưỡi chai, trên mặt hắn còn đeo khẩu trang. Nếu không phải Đinh Dũng đoán ra hắn ở đây từ trước thì chưa chắc đã nhận ra hắn được. Xem ra tên này từ sau khi lên bản tin thì đã bớt phách lối hơn hẳn. Đinh Dũng Viên Thiếu Khang đội chiếc mũ lưỡi chai nhìn thấy Đinh Dũng thì không nhịn nổi mà bật cười giảo hoạt. Hắn rít lên, mày hại tao thảm thật đấy. Lần này tao nhất định sẽ bắt mày nếm mùi thế nào là sống không bằng chết. Nói xong. Viên Thiếu Khang lập tức dẫn người đi về phía Đinh Dũng, chỉ là động tác của hắn có hơi lì lạ, hình như có chỗ nào đó cử động không được tự nhiên. Thấy động tác kỳ lạ đó của Viên Thiếu Khang, Đinh Dũng không nhịn được mà cười lạnh lùng. Trong lòng anh thầm nghĩ xem ra tối qua tên này vận động không ít, nếu không thì thời gian lâu như thế rồi mà đi đường cũng không tự nhiên như vậy được. Viên Thiếu Khang, không ngờ mày còn dám tìm tao, là vì lần trước mày chơi chưa đủ vui à, Đinh Dũng cười thành tiếng mỉa mai. Ánh mắt anh liếc nhìn sang gã thanh niên đứng bên Viên Thiếu Khang. Gã thanh niên mặc đồ đen, mặt mày tối sầm xì như than. Đôi mắt hắn trông rất hung tợn, gò má nhô cao, khi đi trông cái dáng người hết sức vững vàng, rõ ràng hắn có luyện võ. Thế nhưng Đinh Dũng chỉ nhìn là không thấy hứng thú gì rồi. Người của cái hội tên là hội Hắc Mã theo như Đinh Dũng thấy thì thực lực bọn chúng cũng chẳng khác gì với đội trưởng đội bảo vệ dùng ưng chảo công trước đó. Anh thậm chí còn chẳng muốn ra tay. Nghe Đinh Dũng nói vậy, mặt mày Viên Thiếu Khang khó chịu hơn hẳn.
Hắn tháo luôn khẩu trang trên mặt ra rồi hằn học lên tiếng, Đinh Dũng, loại bỏ đi. Mày cứ cười đi, tao xem mày cười được bao lâu. Đợi tao xử lý mày xong thì sẽ xử lý con điếm Hàn Phương Nhiên kia. Nói tới đây, mặt hắn rõ cái vẻ dâm đãng. Hắn cười dữ dằn, lần trước tao sờ nó một tí mà thấy sướng rơn người. Ha ha! Viên Thiếu Khang cố ý chọc tức Đinh Dũng vì chỉ có chọc tức Đinh Dũng và tóm lấy Đinh Dũng rồi giày vò anh một hồi thì hắn mới hả dạ. Không thể phủ nhận một điều rằng mày đã chọc tức tao thành công rồi đấy. Sắc mặt Đinh Dũng dần lạnh trở lại. Anh không quan tâm Viên Thiếu Khang tìm mình gây rắc rối, nhưng nếu như Viên Thiếu Khang dám đụng tới Hàn Phương Nhiên thì cho dù chỉ là uy hiếp anh cũng không ngại giết chết hắn ngay bây giờ. Ha ha, vậy thì đã sao? Không phải mày giống con chó đang đứng trước mặt tao sao? Viên Thiếu Khang đến trước mặt Đinh Dũng, hắn nghiến răng, nở nụ cười gian xảo rồi nói, chỉ bằng thế này, mày quỳ xuống trước mặt tao, gọi tao ba tiếng, ông, tao sẽ cho mày chết nhanh gọn thoải mái. Thế nào? Mày dám giết người, Đinh Dũng lặng một lúc. Xã hội bây giờ không giống như trước kia. Đừng nói là giết người, chỉ là trộm một món đồ gì đó thôi là cũng bị bắt ngồi tù rồi. Tên này lại dám giết người một cách trắng trợn. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Viên Thiếu Khang còn cho rằng Đinh Dũng sợ rồi. Hắn không nhịn được mà bật cười đắc ý. Hắn cứ thế cười rồi đột nhiên lại trầm xuống, lên tiếng nói, ở đây toàn là anh em của tao. Giết mày rồi đào cái hố chôn xác, cho dù cảnh sát có truy cứu thì sao biết được là tao làm. Thế nhưng mày yên tâm, tao sẽ không giết mày dễ dàng thế đâu. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết, tao sẽ cho mày mở to con mắt mà nhìn Hàn Phương Nhiên bị tao chơi thế nào. Nói tới đây, Viên Thiếu Khang lại không kiềm chế được mà cười phá lên. Đinh Dũng xoa xoa mũi. Anh cảm thấy tên này sau khi trải qua việc đó thì biến thành một kẻ không bình thường. Thế nhưng Đinh Dũng lại không nghĩ nhiều về việc này. Viên Thiếu Khang hết lần này tới lần khác lôi Hàn Phương Nhiên ra để uy hiếp anh nên đã khiến anh nổi lên dã tâm giết người. Mày nói không sai, đây quả thực là một nơi giết người lý tưởng. Nếu mày không đưa mấy người này đến đây thì đã tốt rồi. Đinh Dũng bật cười rồi nhìn gã thanh niên đứng bên Viên Thiếu Khang. Anh bỏ qua ý định giết Viên Thiếu Khang, nếu như giết người trước mặt bao nhiêu người thế này thì sẽ chuốc thêm phiền phức. Câu này Viên Thiếu Khang nghe xong thì lặng người. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn cho rằng Đinh Dũng sợ đàn em của mình nên lập tức phất tay cười lạnh lùng, mấy đứa mày tóm nó lại cho tao. Tao phải cho nó quỳ trước mặt tao. Nghe Viên Thiếu Khang nói vậy, mấy tên đàn em cảm thấy run rẩy. Bọn chúng không khỏi cười khổ trong lòng. Kẻ nào dám đụng đến sát tinh này chứ? Muốn đụng thì đi mà tự ra tay. Chúng mày còn ngây ra đấy làm gì? Còn không mau lên cho tao. Ngay sau đó, Viên Thiếu Khang không thấy ai có ý định ra tay thì hét lên giận dữ. Đúng lúc này, gã thanh niên đứng bên Viên Thiếu Khang đột nhiên biến sắc. Như thể ý thức ra được điều gì, hắn lập tức trả lời, Viên Thiếu ra lùi về sau. Mấy đứa chúng mày bắt nó cho tao. Hắn dứt lời, gã thanh niên kia còn chưa kịp hộ tống Viên Thiếu Khang thì đã thấy mắt hoa cả lại. Có một bóng hình đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn rồi bóp lấy cổ Viên Thiếu Khang. Mày, khụ, khụ, thấy Đinh Dũng như thể tử thần, Viên Thiếu Khang run rẩy. Hắn nghĩ lại bộ dạng một địch mười của Đinh Dũng khi ở khách sạn trước đó. Trong lòng hắn bất giác cảm thấy hoang mang. Hắn muốn lên tiếng nhưng vì khó thở nên ho dữ dội. Nhanh quá! Gã thanh niên kia biến sắc, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp ai mà có tốc độ nhanh như vậy. Lúc này trong lòng hắn vẫn còn thấy kinh ngạc, nhưng hắn không thể không ra tay cứu lấy Viên Thiếu Khang. Hắn không cho phép Viên Thiếu Khang gặp phải chuyện gì trong phạm vi của mình, nếu không. Viên Thiên Hàng bố đẻ của Viên Thiếu Khang tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Cút, Đinh Dũng dùng tay bóp cổ Viên Thiếu Khang. Tay còn lại anh nắm thành nắm đấm rồi vung về bên cạnh đấm cho gã thanh niên kia phải lùi bước. Chỉ trong chớp mắt, cả đám người liền vây quanh Đinh Dũng, bao gồm cả những tên bị Đinh Dũng đánh cho bò dạp lúc trước. Cho dù trong lòng bọn chúng vẫn còn lo sợ nhưng lúc này bọn chúng không thể không tiến lên. Đại ca của bọn chúng là gã thanh niên kia vẫn nhìn Đinh Dũng chằm chằm rồi nói với giọng lạnh lùng, mày có biết Viên Thiếu gia là ai không hả? Anh ấy là con trai của Viên Thiên Hàng tam đương gia của hội Hắc Mã. Mày dám đụng tới anh ấy thì hội Hắc Mã bọn tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Dứt lời, gã thanh niên đột nhiên vùng dậy ra tay, hắn đập vào vai trái Đinh Dũng. Gã thanh niên kia rất khỏe, động tác tay vung lên đập thật mạnh vào vai trái Đinh Dũng mang theo tiếng gió sắc lẹm.
Đi chết đi, gương mặt gã thanh niên lộ vẻ hung tợn, nở nụ cười khát máu, cứ như là hắn ta đã nhìn thấy hình ảnh Đinh Dũng bị mình đánh gãy tay. Tất cả đàn em của gã thanh niên thấy vậy đều phấn chấn, ngoại trừ mấy người bị Đinh Dũng đánh bại trước đó, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đặc biệt là lão nhị không hiểu, võ công của đại ca hắn biết rõ, đúng là đại ca giỏi hơn hắn, nhưng giỏi thì cũng có hạn. Tại sao Đinh Dũng trước đó đáp trả như thần mà lúc này lại dễ dàng bị đánh lén như thế? Đang lúc bọn chúng còn không hiểu chuyện gì, Đinh Dũng đã dùng hành động trả lời bọn họ. Chỉ thấy Đinh Dũng vèo một cái, một giây trước khi tay của gã thanh niên đập vào vai Đinh Dũng, anh bỗng nhiên lui về sau nửa bước, chỉ nửa bước, không hề nhấc tay lên, nhưng vẫn tránh được đòn tấn công của gã thanh niên. Sau đó nhẹ nhàng lấy tay ấn xuống vai hắn. Rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, mặt gã thanh niên trắng bệch, chính khoảnh khắc đó giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống. Mày, gã thanh niên nhìn Đinh Dũng chằm chằm, dường như người đứng trước mặt hắn là một con rắn độc vô cùng nguy hiểm, khiến cậu ta sợ hãi tột độ. Thấy vậy, Đinh Dũng mỉm cười, một tay nhấc viên thiếu khang lên, hờ hững nói, mày muốn đánh gãy tay tao thì bây giờ tao trả lại mày đó. Có vấn đề gì không? Nghe xong, tất cả đều kinh hãi. Đại ca của bọn chúng mới đánh với người ta có một chiêu mà đã bị đánh gãy tay. Thực lực phải mạnh cỡ nào mà động tác lại nhẹ nhàng và lực sát thương lớn như vậy? Hơn nữa kẻ sợ hãi nhất ở đây là Viên Thiếu Khang. Hắn ta vừa nghe thấy Đinh Dũng chỉ dùng một chiêu đã đánh gãy cánh tay của gã thanh niên kia thì trong lòng hoảng hốt, đâu còn dáng vẻ huênh hoang, cao ngạo vừa nãy như muốn ăn tươi nuốt sống Đinh Dũng nữa. Hắn vội cười cười xin xỏ, Đinh Dũng, chúng ta có gì thì từ từ nói. Lần này là do tôi sai. Sau này tôi sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa. Anh thấy được chứ? Được, vốn Viên Thiếu Khang tưởng rằng sẽ bị Đinh Dũng uy hiếp một phen, ai ngờ lại thấy Đinh Dũng dứt khoát đồng ý. Trong lòng hắn ta thở phào một hơi, lần này hắn ta sợ thật rồi, hắn ta quyết định lần sau sẽ tìm người giải quyết Đinh Dũng, còn bản thân sẽ không lộ diện. Nghĩ tới đây, đúng lúc Viên Thiếu Khang đang định mở miệng lại thấy Đinh Dũng bỗng nhiên cười tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh. Không biết vì sao nhìn thấy nụ cười đó Viên Thiếu Khang lại bủn rủn hết người. Đinh Dũng cười tươi nhìn Viên Thiếu Khang. Anh nhấc chân phải lên, không cho Viên Thiếu Khang và những người khác kịp phản ứng, lấy chân dẫm thật mạnh vào đầu gối phải của Viên Thiếu Khang. Á, một giây sau, Viên Thiếu Khang giống lên như lợn bị chọc tiết. Mày, tất cả lên, cứu cậu Viên, mặt gã thanh niên trắng bệch, vừa nghĩ tới việc Viên Thiếu Khang gặp chuyện ở địa bàn của mình và nghĩ tới cơn giận của Viên Thiên Hàng. Hắn ta chỉ có thể kiên trì chống lại Đinh Dũng. Thấy Viên Thiếu Khang đau đớn quằn quại, Đinh Dũng cười lạnh một tiếng. Đám người này muốn giữ chân anh lại sao? Đúng là ngây thơ, chưa đợi bọn chúng ta ra tay, Đinh Dũng đã lao lên phía trước, tung chân đạp thẳng vào bụng gã thanh niên, khiến hắn ta bay xa một đoạn. Sau đó, Đinh Dũng lại di chuyển người như ma quỷ, xông vào một kẻ khác. Cả quá trình chỉ trong một nhịp hô hấp. Tất cả đều chưa kịp hoàn hồn thì đại ca chúng đã ngã lăn ra đất không ngóc dậy nổi. 3 phút tiếp theo, đối với bọn chúng chính là ác mộng cả đời. Có vài tên mãi tới tận mấy chục năm sau vẫn thi thoảng bị ám ảnh bởi hình bóng ác quỷ như thoát ra từ địa ngục trong đêm. Thấy đám người hội hắc mã nằm ngổn ngang, kêu gào trên đất, Đinh Dũng phủi tay áo, từ từ bước tới chỗ Viên Thiếu Khang. Mày đừng qua đây, Viên Thiếu Khang xanh mặt, nhìn Đinh Dũng đang từ từ lại gần. Đôi mắt lộ ra sự hoảng hốt, cố gắng lui về phía sau. Nhưng vết thương ở đầu gối khiến hắn ta không thể di chuyển được cơ thể. Đinh Dũng đứng trước mặt Viên Thiếu Khang, ngồi xuống vỗ vào mặt Viên Thiếu Khang, đằng đằng sát khí nói, đừng tưởng tao không dám giết người. Nếu không phải sợ phiền phức thì tao đảm bảo tất cả bọn mày sẽ không ai ra khỏi con ngõ này được đâu. Với lại, nếu mày muốn tiếp tục chống đối tao, tao sẽ chơi đến cùng. Nhưng nếu để tao biết được mày dám ra tay với Phương Nhiên và người nhà tao thì tao sẽ cho mày biết, sống không bằng chết là thế nào, Đinh Dũng rít từ kẽ răng, một luồng sát khí hiện qua ánh mắt. Viên Thiếu Khang bị sợ vãi tè ra quần, vội vàng nịnh bợ tôi đảm bảo sẽ không gây bất cứ phiền phức gì cho hai người. Thế thì tốt, Đinh Dũng đứng lên, ánh mắt đằng đằng sát khí quét qua một lượt, sau đó mới từ từ bước ra khỏi con ngõ. Đợi sau khi Đinh Dũng đi. Viên Thiếu Khang mới thở phào một hơi, cảm nhận được giữa hai chân man mát, lúc này mặt hắn ta đỏ bừng, tức tối chửi, một đám vô dụng, còn không mau tới đỡ ông đây. Ôi trời ơi, mau đưa tao tới bệnh viện, tao gãy chân rồi,
Viên Thiếu Khang hung dữ nói, mắt nhìn chằm chằm ra đầu ngõ, giọng đầy oán hận vang vọng, gọi điện cho bố tao. Tao phải cho nó biến mất hoàn toàn khỏi Kim Châu. Sau khi Đinh Dũng rời khỏi đó thì về nhà, tiện mua luôn 2 suất đồ ăn sáng. Vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy Lâm Hồng Ngạn đang ngồi trên sofa, Đinh Dũng hắng giọng, cười nói, mẹ ạ, chào buổi sáng. Lâm Hồng Ngạn nhìn thấy Đinh Dũng thì mặt sầm xuống, đặc biệt là nhìn thấy Đinh Dũng đang xách túi sữa đậu nành thì mặt càng khó chịu. Nhưng bà ta không nói gì mà chỉ ra hiệu bảo Đinh Dũng ngồi xuống. Đinh Dũng cau mày, khó hiểu ngồi xuống. Với sự hiểu biết của anh về mẹ vợ thì nếu như không có chuyện quan trọng, bà ta sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với mình. Theo như ký ức trước kia, lần trước Lâm Hồng Ngạn chủ động nói chuyện với Đinh Dũng là chuyện Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên ly hôn. Nhưng cuối cùng chuyện này Hàn Phương Nhiên lấy lý do sức khỏe để từ chối. Sao thế mẹ, Đinh Dũng ngồi xuống, tiện tay để đồ ăn sáng lên bàn. Lâm Hồng Ngạn nhíu mày nhìn cậu con rể vô dụng, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Đinh Dũng từ tốn ngồi xuống, hơi khác so với hình ảnh Đinh Dũng vô dụng lấm lét trước kia. Nhưng vẻ mặt bà ta trở lại bình thường rất nhanh, bà hờ hững hỏi, hôm đó sau khi cậu đến bệnh viện với thư ký Hồ thì thế nào? Không đợi Đinh Dũng lên tiếng, Lâm Hồng Ngạn đã trợn mắt nhìn Đinh Dũng, nói, không tài cán gì thì đừng làm việc quá sức. Mấy người có chức có quyền đó cậu không chọc vào được đâu. Nhiên Nhiên sắp vào tập đoàn của gia tộc, cậu đừng gây thêm phiền phức cho nó ở lúc mấu chốt này. Nghe rõ chưa? Gã thanh niên kia rất khỏe, động tác tay vung lên đập thật mạnh vào vai trái Đinh Dũng mang theo tiếng gió sắc lẹm. Đi chết đi, gương mặt gã thanh niên lộ vẻ hung tợn, nở nụ cười khát máu. Cứ như là hắn ta đã nhìn thấy hình ảnh Đinh Dũng bị mình đánh gãy tay. Tất cả đàn em của gã thanh niên thấy vậy đều phấn chấn, ngoại trừ mấy người bị Đinh Dũng đánh bại trước đó, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đặc biệt là lão nhị không hiểu, võ công của đại ca hắn biết rõ, đúng là đại ca giỏi hơn hắn, nhưng giỏi thì cũng có hạn. Tại sao Đinh Dũng trước đó đáp trả như thần mà lúc này lại dễ dàng bị đánh lén như thế? Đang lúc bọn chúng còn không hiểu chuyện gì, Đinh Dũng đã dùng hành động trả lời bọn họ. Chỉ thấy Đinh Dũng vèo một cái, một giây trước khi tay của gã thanh niên đập vào vai Đinh Dũng, anh bỗng nhiên lui về sau nửa bước, chỉ nửa bước, không hề nhấc tay lên, nhưng vẫn tránh được đòn tấn công của gã thanh niên. Sau đó nhẹ nhàng lấy tay ấn xuống vai hắn. Rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, mặt gã thanh niên trắng bệch, chính khoảnh khắc đó giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống. Mày, gã thanh niên nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Dường như người đứng trước mặt hắn là một con rắn độc vô cùng nguy hiểm, khiến cậu ta sợ hãi tột độ. Thấy vậy, Đinh Dũng mỉm cười, một tay nhấc Viên Thiếu Khang lên, hờ hững nói, mày muốn đánh gãy tay tao thì bây giờ tao trả lại mày đó. Có vấn đề gì không? Nghe xong, tất cả đều kinh hãi. Đại ca của bọn chúng mới đánh với người ta có một chiêu mà đã bị đánh gãy tay. Thực lực phải mạnh cỡ nào mà động tác lại nhẹ nhàng và lực sát thương lớn như vậy? Hơn nữa kẻ sợ hãi nhất ở đây là Viên Thiếu Khang. Hắn ta vừa nghe thấy Đinh Dũng chỉ dùng một chiêu đã đánh gãy cánh tay của gã thanh niên kia thì trong lòng hoảng hốt, đâu còn dáng vẻ huênh hoang, cao ngạo vừa nãy như muốn ăn tươi nuốt sống Đinh Dũng nữa. Hắn vội cười cười xin xỏ, Đinh Dũng, chúng ta có gì thì từ từ nói. Lần này là do tôi sai, sau này tôi sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa. Anh thấy được chứ? Được. Vốn Viên Thiếu Khang tưởng rằng sẽ bị Đinh Dũng uy hiếp một phen, ai ngờ lại thấy Đinh Dũng dứt khoát đồng ý. Trong lòng hắn ta thở phào một hơi, lần này hắn ta sợ thật rồi, hắn ta quyết định lần sau sẽ tìm người giải quyết Đinh Dũng, còn bản thân sẽ không lộ diện. Nghĩ tới đây, đúng lúc Viên Thiếu Khang đang định mở miệng lại thấy Đinh Dũng bỗng nhiên cười tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh. Không biết vì sao nhìn thấy nụ cười đó Viên Thiếu Khang lại bủn rủn hết người. Đinh Dũng cười tươi nhìn Viên Thiếu Khang, anh nhấc chân phải lên, không cho Viên Thiếu Khang và những người khác kịp phản ứng, lấy chân giẫm thật mạnh vào đầu gối phải của Viên Thiếu Khang. Á, một giây sau, Viên Thiếu Khang giống lên như lợn bị chọc tiết. Mày, tất cả lên, cứu cậu Viên, mặt gã thanh niên trắng bệch, vừa nghĩ tới việc Viên Thiếu Khang gặp chuyện ở địa bàn của mình và nghĩ tới cơn giận của Viên Thiên Hàng, hắn ta chỉ có thể kiên trì chống lại Đinh Dũng. Thấy Viên Thiếu Khang đau đớn quằn quại, Đinh Dũng cười lạnh một tiếng. Đám người này muốn giữ chân anh lại sao? Đúng là ngây thơ, chưa đợi bọn chúng ta ra tay, Đinh Dũng đã lao lên phía trước, tung chân đạp thẳng vào bụng gã thanh niên, khiến hắn ta bay xa một đoạn.
Sau đó, Ninh Dũng lại di chuyển người như ma quỷ, xông vào một kẻ khác. Cả quá trình chỉ trong một nhịp hô hấp, tất cả đều chưa kịp hoàn hồn thì đại ca chúng đã ngã lăn ra đất không ngóc dậy nổi. 3 phút tiếp theo, đối với bọn chúng chính là ác mộng cả đời. Có vài tên mãi tới tận mấy chục năm sau vẫn thi thoảng bị ám ảnh bởi hình bóng ác quỷ như thoát ra từ địa ngục trong đêm. Thấy đám người hội hắc mã nằm ngổn ngang, kêu gào trên đất, Đinh Dũng phủi tay áo, từ từ bước tới chỗ Viên Thiếu Khang. Mày đừng qua đây, Viên Thiếu Khang xanh mặt, nhìn Đinh Dũng đang từ từ lại gần, đôi mắt lộ ra sự hoảng hốt, cố gắng lui về phía sau. Nhưng vết thương ở đầu gối khiến hắn ta không thể di chuyển được cơ thể. Đinh Dũng đứng trước mặt Viên Thiếu Khang, ngồi xuống vỗ vào mặt Viên Thiếu Khang, đằng đằng sát khí nói, đừng tưởng tao không dám giết người. Nếu không phải sợ phiền phức thì tao đảm bảo tất cả bọn mày sẽ không ai ra khỏi con ngõ này được đâu. Với lại, nếu mày muốn tiếp tục chống đối tao, tao sẽ chơi đến cùng. Nhưng nếu để tao biết được mày dám ra tay với Phương Nhiên và người nhà tao thì tao sẽ cho mày biết, sống không bằng chết là thế nào, Đinh Dũng rít từ kẽ răng, một luồng sát khí hiện qua ánh mắt. Viên Thiếu Khang bị sợ vãi tè ra quần, vội vàng nịnh bợ tôi đảm bảo sẽ không gây bất cứ phiền phức gì cho hai người. Thế thì tốt, Đinh Dũng đứng lên, ánh mắt đằng đằng sát khí quét qua một lượt, sau đó mới từ từ bước ra khỏi con ngõ. Đợi sau khi Đinh Dũng đi, Viên Thiếu Khang mới thở phào một hơi, cảm nhận được giữa hai chân man mát, lúc này mặt hắn ta đỏ bừng, tức tối chửi, một đám vô dụng, còn không mau tới đỡ ông đây. Ôi trời ơi! Mau đưa tao tới bệnh viện, tao gãy chân rồi, Viên Thiếu Khang hung dữ nói, mắt nhìn chằm chằm ra đầu ngõ, giọng đầy oán hận vang vọng, gọi điện cho bố tao. Tao phải cho nó biến mất hoàn toàn khỏi Kim Châu. Sau khi Đinh Dũng rời khỏi đó thì về nhà, tiện mua luôn 2 suất đồ ăn sáng. Vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy Lâm Hồng Ngạn đang ngồi trên sofa, Đinh Dũng hắng giọng, cười nói, mẹ ạ, chào buổi sáng. Lâm Hồng Ngạn nhìn thấy Đinh Dũng thì mặt sầm xuống. Đặc biệt là nhìn thấy Đinh Dũng đang xách túi sữa đậu nành thì mặt càng khó chịu. Nhưng bà ta không nói gì mà chỉ ra hiệu bảo Đinh Dũng ngồi xuống. Đinh Dũng cau mày, khó hiểu ngồi xuống. Với sự hiểu biết của anh về mẹ vợ thì nếu như không có chuyện quan trọng, bà ta sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với mình. Theo như ký ức trước kia, lần trước Lâm Hồng Ngạn chủ động nói chuyện với Đinh Dũng là chuyện Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên ly hôn. Nhưng cuối cùng chuyện này Hàn Phương Nhiên lấy lý do sức khỏe để từ chối. Sao thế mẹ, Đinh Dũng ngồi xuống, tiện tay để đồ ăn sáng lên bàn. Lâm Hồng Ngạn nhíu mày nhìn cậu con rể vô dụng, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Đinh Dũng từ tốn ngồi xuống, hơi khác so với hình ảnh Đinh Dũng vô dụng lấm lét trước kia. Nhưng vẻ mặt bà ta trở lại bình thường rất nhanh, bà hờ hững hỏi, hôm đó sau khi cậu đến bệnh viện với thư ký Hồ thì thế nào? Không đợi Đinh Dũng lên tiếng. Lâm Hồng Ngạn đã trợn mắt nhìn Đinh Dũng, nói, không tài cán gì thì đừng làm việc quá sức. Mấy người có chức có quyền đó cậu không chọc vào được đâu. Nhiên Nhiên sắp vào tập đoàn của gia tộc, cậu đừng gây thêm phiền phức cho nó ở lúc mấu chốt này. Nghe rõ chưa? Cái gì, ông nội gọi mau nghe đi. Vừa biết ông Lão Hàn gọi tới, Lâm Hồng Ngạn đã vui mừng ra mặt, vội vàng dục Hàn Phương Nhiên nghe máy. Hàn Phương Nhiên cũng rất kích động, sữa cũng không uống mà vội vàng nghe máy. Run run nói, ông à, con là Phương Nhiên. Chào cô, tôi là Tiểu Uông, thư ký của Chủ tịch Hàn, xin hỏi có phải cô Hàn Phương Nhiên không? Giọng nói trong điện thoại không phải của ông Lão Hàn mà là thư ký của ông. Sau khi xác nhận người nghe máy là Hàn Phương Nhiên, thư ký của ông Lão Hàn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, 10 giờ sáng nay có cuộc họp quan trọng, Chủ tịch bảo tôi thông báo cho cô. Được, được, tôi nhất định sẽ tới đúng giờ. Hàn Phương Nhiên vô cùng kích động, cuối cùng cũng gặp được ông nội rồi. Thấy Hàn Phương Nhiên cúp máy, Đinh Dũng mới hỏi, sao rồi, ông nội có dặn dò gì à? Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Còn không mau đi rửa bát? Lâm Hồng Ngạn hừ lạnh, quên hẳn bữa sáng vừa ăn khi nãy, bây giờ bà ta lại giống như có thâm thù đại hận với anh, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Mẹ đừng như vậy. Hàn Phương Nhiên chau mày nhìn Đinh Dũng khó giấu nỗi phấn khích trong lòng. Vui mừng nói, ông nội bảo chúng ta tới tham gia cuộc họp của tập đoàn lúc 10 giờ. Thật sao, đúng là ông trời có mắt, cuối cùng cũng có ngày cam lai. Lâm Hồng Ngạn phấn khích đứng dậy, suýt nữa thì khoa chân múa tay, hứng thú được một lúc thì bà ta lại nói với Hàn Phương Nhiên, Nhiên Nhiên, lần này con nhất định phải xả hận cho mẹ, nắm lấy cơ hội này gia nhập Hàn Thị,
Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ cố gắng. Hàn Phương Nhiên cũng rất vui, trước đây người nhà cô không thể nào gia nhập vào nội bộ gia tộc, nhất là tập đoàn Hàn Thị, doanh nghiệp lớn nhất thành phố Kim Châu. Công ty nội thất Tú Thủy của Hàn Phương Nhiên là công ty con của tập đoàn Hàn Thị, nhưng một đồng vốn đầu tư cũng không có. Mau gọi điện cho bố con, ba chúng ta cùng đi. Lâm Hồng Ngạn phấn khích tới mức đứng ngồi không yên. Hàn Phương Nhiên vừa cầm điện thoại ra thì đột nhiên ngẩn người nhìn Đinh Dũng. Cô chau mày nói với Lâm Hồng Ngạn, tại sao lại là ba người chúng ta, ông nội bảo cả nhà chúng ta cùng qua đó. Cái gì, cả nhà qua đó, con để tên vô dụng này tới cuộc họp làm gì, làm trò cười cho người khác sao? Lâm Hồng Ngạn lườm Đinh Dũng bằng khuôn mặt đầy khinh miệt rồi nói với anh, lẽ nào cậu muốn để Nhiên Nhiên và chúng tôi mất mặt trong cuộc họp sao? Đinh Dũng cười nhạt, tham gia cuộc họp của tập đoàn Hàn Thị hay không, với anh không quan trọng, vì vậy anh cười nói với Hàn Phương Nhiên, cũng vừa hay anh có chút chuyện, lần này không đi được, Phương Nhiên, em cố lên nhá, phải để lại ấn tượng tốt trong tập đoàn. Đinh Dũng, anh, yên tâm đi, em nhất định sẽ làm được. Hàn Phương Nhiên nhìn nụ cười không giống như đang giả vờ của Đinh Dũng, trong lòng hơi áy náy nhưng nếu như Đinh Dũng theo cô tới tham gia cuộc họp, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười, cô cũng không muốn anh bị người ta coi thường. Sau khi Hàn Phương Nhiên và bố mẹ cô lái xe đi khỏi, Đinh Dũng ở nhà thu dọn lại rồi quay về phòng bắt đầu suy nghĩ chuyện sau này. Tập đoàn Hàn Thị là một trong những công ty lớn trong giới cung cấp nguyên vật liệu bất động sản ở thành phố Kim Châu. Lần này gọi Hàn Phương Nhiên về chắc chắn vì họ xem trọng dự án hợp tác với bất động sản đỉnh Kim. Mặc dù Đinh Dũng vẫn luôn cổ vũ Hàn Phương Nhiên phải cố gắng nhưng anh biết rõ, cuộc họp lần này có 8-9 phần là hợp nhất Tú Thủy với tập đoàn Hàn Thị, sau đó lấy đi hạng mục hợp tác với bất động sản đỉnh Kim. Thật ra đây là chuyện tốt, dù Hàn Phương Nhiên không tự do như trước đây nhưng tiền đồ phát triển sáng lạn hơn nhiều, gia nhập vào nội bộ Hàn Thị, cô càng có thể bay cao vươn xa. Nhưng chỉ sợ tập đoàn này chỉ coi Hàn Phương Nhiên làm bàn đạp, một khi họ lấy được hạng mục hợp tác sẽ qua cầu rút ván, đá Hàn Phương Nhiên. Đây mới là điều Đinh Dũng lo lắng, vậy nên anh suy nghĩ một lát rồi gọi cho Tiểu Lục. Trong khi đó, Hàn Thành Sơn lái xe như bay đưa Lâm Hồng Ngạn và Hàn Phương Nhiên tới trụ sở của tập đoàn Hàn Thị, đang đạp ga như bay thì đột nhiên chuông điện thoại Hàn Thành Sơn reo lên. Ông ta cầm điện thoại lên nhìn qua rồi đột nhiên thấy Lâm Hồng Ngạn kêu lên thất thanh, A.MAU dừng xe, đâm. Dầm, một âm thanh kinh hoàng vang lên theo sau tiếng phanh xe cọ sát mặt đường. Chiếc xe tông mạnh vào chiếc Mercedes-Benz màu đen phía trước, khiến đuôi xe bị lõm một vết sâu. Xong rồi, đây là Mercedes-Benz đó, Hàn Thành Sơn, đồ chết tiệt nhà ông đúng là vô dụng, thành sự thì ít bại sự có thừa. Lâm Hồng Ngạn xuống xe mắng luôn miệng. Chuẩn bị mở lời thì nhìn thấy hai người đàn ông xăm trổ từ trên xe đi xuống, bà ta sợ hãi vội vàng quay vào trong. Ôi trời ơi, tôi nói ông già này, ông bị mù hay lác mà chiếc xe to như vậy ở trước cũng không nhìn thấy. Xuống xe cho tôi, xuống xe. Hai thanh niên xăm trổ đi tới trước xe đá một cái vào cửa rồi hét lên với Hàn Thành Sơn. Hàn Thành Sơn đâu dám xuống, ông ta vội vàng quay lại nhìn Lâm Hồng Ngạn, kết quả lại bị Lâm Hồng Ngạn mắng, ông nhìn gì mà nhìn. Đồ lão già vô dụng, còn không mau xuống nói chuyện với người ta, nếu không được thì mua bảo hiểm. Tôi, Hàn Thành Sơn cười gượng nhìn Hàn Phương Nhiên với ánh mắt cầu cứu, bảo ông ta đi thương lượng với hai người xăm chỗ đó, ông ta không dám. Hàn Phương Nhiên chau mày, vừa định xuống xe thì đột nhiên bị Lâm Hồng Ngạn ngăn lại, bà ta lo lắng nhìn Hàn Phương Nhiên nói, Nhiên Nhiên, con không thể xuống, hai người này vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì. Nhỡ may bọn họ thèm thuồng sắc đẹp của con thì làm sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Hàn Phương Nhiên bất lực nói. Lúc này, hai người kia thấy Hàn Thành Sơn không định xuống xe, mặt mày đã tối sầm lại, đạp mạnh vào cửa xe giữ dằn nói, sao hả, đâm vào xe người khác không muốn đền. Lão già mau xuống đây cho ông, nếu không ông đập xe mày ngay. Làm sao đây? Hàn Thành Sơn lo lắng ra mặt. Sắc mặt Lâm Hồng Ngạn cũng không tốt hơn là bao, đừng nghĩ lúc ở nhà bà ta ngang ngược không ai bằng nhưng ở ngoài lại nhát gan vô cùng, dù gì nhà họ đều không được xem trọng, người có quyền một chút họ cũng không dám đắc tội. Đồ vô dụng, ông có phải người nhà họ Hàn không, đi nói với bọn họ ông là người họ Hàn. Lâm Hồng Ngạn khoanh tay trước ngực tức giận mắng Hàn Thành Sơn. Nếu không để Đinh Dũng tới đi, lúc này Hàn Thành Sơn đột nhiên nhớ ra Đinh Dũng nên đề nghị ngay.
Hàn Phương Nhiên nghe vậy liền chau mày, lúc đi thì không cho người ta đi, bây giờ lại bắt người ta ra giúp, tóm lại là cô không nói được bố, như vậy không được. Có gì không được, gọi cho Đinh Dũng, bảo nó tới xử lý chuyện này. Lâm Hồng Ngạn cũng sáng mắt lên, bà ta hừ lạnh một tiếng rồi dục, Nhiên Nhiên, con mau gọi cho nó đi, nuôi nó nhiều năm như vậy, cũng nên làm chút gì đó cho chúng ta rồi. Mặc dù Hàn Phương Nhiên không muốn gọi nhưng bị Lâm Hồng Ngạn ép, cô cũng không còn cách nào khác, thấy đối phương muốn đập xe, chỉ đành lấy điện thoại gọi cho Đinh Dũng. Đinh Dũng, anh đang ở đâu? Có thể tới đây không? Rất nhanh sau đó điện thoại được kết nối, Hàn Phương Nhiên ngại ngùng, nói úp mở. Đinh Dũng ngẩn người, không biết Hàn Phương Nhiên gọi anh làm gì, đúng lúc định hỏi thì nghe thấp thoáng tiếng Lâm Hồng Ngạn mắng mỏ, anh chỉ đành giữ ở trong lòng rồi nói, đừng vội, anh sẽ tới ngay. Hai anh trai nguôi giận, đâm vào xe của hai anh là chúng tôi không đúng, phải đền bao nhiêu anh cứ việc nói. Thấy hai người đàn ông định đập cửa, Hàn Thành Sơn vội vàng kéo cửa kính xuống cười xin lỗi. Thấy hai thanh niên xăm trổ bên ngoài, Lâm Hồng Ngạn kinh hãi, vừa nhìn đã biết hai người này là xã hội đen, chắc chắn không dễ đụng vào nên vội vàng cười nói, chúng tôi là người nhà họ Hàn, người của chúng tôi đang trên đường tới đây, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nhà họ Hàn, một thanh niên xăm rồng xanh bên vai trái nghe vậy ngây người một lúc rồi chau mày nhếch mép cười, bà dám dọa tôi. Người nhà họ Hàn sao có thể lái loại xe rách nát này? Hàn Thành Sơn nghe vậy mặt tái nhợt, còn Lâm Hồng Ngạn thì mặt phừng phừng lườm Hàn Thành Sơn, không nhịn được mà mắng nhỏ cũng tại đồ vô dụng nhà ông. Tôi cảnh cáo các người, mau xuống xe. Gã thanh niên kia thấy Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn không định xuống xe mới lạnh lùng hét lên, nếu như làm Trương Đại Thiếu gia tức giận, cho dù các người có họ Hàn cũng vô dụng. Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn toàn thân run rẩy. Ở thành phố Kim Châu này, người không coi nhà họ Hàn ra gì có thể đếm trên đầu ngón tay, họ Trương, .sai người đột nhiên thầm giật mình, Lâm Hồng Ngạn run rẩy lên tiếng, không lẽ là Trương Đại Thiếu gia, Trương Bồi Sơn. Xem như bà có hiểu biết, Trương Thiếu gia gác cánh tay xăm trổ lên cửa xe, nhìn vào bên trong định lên tiếng mắng nhức thì đột nhiên nhìn thấy Hàn Phương Nhiên ngồi ở ghế phụ không khỏi ngạc nhiên, hai mắt sáng rực lên, cô đây là. Hàn Phương Nhiên chau mày. Bị Trương Bồi Sơn nhìn bằng ánh mắt không chút nể nang như vậy, cô cảm thấy không thoải mái, trong khi đó Lâm Hồng Ngạn lại giành nói trước, nó là con gái tôi. Phương Nhiên, còn không mau chào cậu Trương. Lâm Hồng Ngạn vừa nói vừa lay áo Hàn Phương Nhiên. Hàn Phương Nhiên chau mày nhìn Lâm Hồng Ngạn, thấy mẹ không ngừng nháy mắt với mình, cô chỉ đành lên tiếng, nói anh Trương, chuyện này tôi thay bố xin lỗi anh sửa xe hết bao nhiêu, chúng tôi nhất định sẽ trả. Trương Bồi Sơn là con trai Trương Thiệu Thích, vua thế giới ngầm đất Kim Châu, ở Kim Châu có thể nói là hô mưa gọi gió, cho dù là cậu ấm Viên Thiếu Khang cũng không dám trêu chọc Trương Bồi Sơn, dù gì thế lực hai nhà khác nhau, Trương Thiệu Thích là một trong những kẻ cầm đầu thế lực lớn ở thế giới ngầm Kim Châu, thủ đoạn tàn độc không ai bằng, chắc chắn không phải là kẻ một vài thương gia có thể đụng đến. Hàn Phương Nhiên đương nhiên hiểu điều này. Chắc chắn Trương Bồi Sơn là kẻ gia đình cô không dây vào được vì vậy cho dù ánh mắt của hắn ta làm cô khó chịu, cô cũng chỉ đành lên tiếng. Thấy Hàn Phương Nhiên lên tiếng, hai mắt Trương Bồi Sơn sáng lên. Mặc dù hắn cũng từng vui đùa không ít phụ nữ nhưng phụ nữ đẹp như Hàn Phương Nhiên thì đây là lần đầu tiên hắn gặp, vừa gặp đã bị Hàn Phương Nhiên hút hồn rồi. Trong lòng hắn không ngừng thét gào, người phụ nữ này hắn muốn chắc luôn. Ha ha, xe hỏng thì hỏng rồi. Trương Bồi Sơn cười lớn hai tiếng nhìn chằm chằm Hàn Phương Nhiên nói, cô Hàn có vẻ đẹp trời ban khiến tôi đây không khỏi bồi hồi, không biết có thể cùng dùng bữa với cô không? Hàn Phương Nhiên nghe thấy liền chau mày, Trương Bồi Sơn có ý gì, đương nhiên cô biết nhưng không ngờ hắn ta lại thẳng thừng như vậy, vừa định từ chối, Lâm Hồng Ngạn đã giành nói trước, cậu Trương, chuyện này. Hôm nay chúng tôi còn phải tới tham gia cuộc họp của tập đoàn, hay cậu xem buổi tối được không? Mẹ! Hàn Phương Nhiên không ngờ mẹ mình lại nói như vậy nên hơi tức giận. Trương Bồi Sơn còn sợ Hàn Phương Nhiên không đồng ý nên cố ý hẹn vào buổi trưa, không ngờ Lâm Hồng Ngạn lại chủ động xin sang buổi tối. Trương Bồi Sơn thích thú trong lòng, hắn nghĩ bụng tối nay nhất định phải lên giường với cô. Cậu Trương, tôi, Hàn Phương Nhiên chau mày định từ chối thì bị Lâm Hồng Ngạn kéo mạnh một cái, câu nói cũng bị đứt đoạn. Cũng chính lúc này, đột nhiên giọng nói lạnh lùng truyền tới, chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Đinh Dũng đi xe đạp tới hiện trường vụ tai nạn, nhìn thấy thanh niên xăm trổ đang đứng trước cửa xe,
trên mặt còn nở nụ cười, đột nhiên đôi mày anh cong lên, đâm xe còn cười cười nói. Nghe thấy tiếng Đinh Dũng, bộ mặt vui cười của Lâm Hồng Ngạn đột nhiên nhạt dần, trong khi Hàn Phương Nhiên thì buồn bã lườm mẹ mình một cái, không biết đối mặt với Đinh Dũng thế nào. Trong lúc đó, Trương Bồi Sơn và gã thanh niên còn lại cũng quay qua nhìn, lúc bọn họ nhìn thấy Đinh Dũng đi xe đạp tới còn ngây ra một lúc, gã thanh niên kia chau mày quát, ai đấy, xéo nhanh đi. Hả, Đinh Dũng chau mày, lạnh lùng nhìn gã thanh niên, anh đỗ xe bên đường rồi nói với Hàn Thành Sơn, bố, chuyện gì vậy? Cuối cùng cậu cũng tới rồi, nhìn thấy Đinh Dũng, Hàn Thành Sơn liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới vẻ nói cười của Đinh Dũng ở phố đồ cổ trước đó. Ông ta đột nhiên cảm thấy anh con rể này cũng không phải vô dụng. Nhưng những điều này Lâm Hồng Ngạn đều không biết, bà ta nhìn thấy Đinh Dũng liền tối sầm mắt xuống, Hàn Phương Nhiên vừa qua lại với Trương Bồi Sơn, nếu như tên này xen vào thì phiền phức rồi. Thế nên bà ta vội vàng xuống xe, lạnh lùng nói, sao cậu lại tới đây? Hả, không phải Phương Nhiên gọi điện thoại nói. Đinh Dũng sừng sờ, anh nhớ vừa nãy Lâm Hồng Ngạn còn nói om sòm muốn mình tới, thế là thế nào? Nói cái gì, cậu tới có tác dụng gì, xảy ra tai nạn kẻ vô dụng như cậu có thể giải quyết sao? Vẻ mặt Lâm Hồng Ngạn vừa khinh miệt vừa ghét bỏ, bà ta đã quên là khi nãy mình còn bắt Hàn Phương Nhiên gọi cho Đinh Dũng đến xử lý chuyện này. Hàn Phương Nhiên cũng xuống xe nhìn gương mặt hơi gầy của Đinh Dũng, cô hít một hơi thật sâu rồi nói, xin lỗi, mẹ tôi. Ha ha, cô Hàn, người này là... Lúc này Trương Bồi Sơn và gã thanh niên kia cũng đi tới nhìn Đinh Dũng rồi hỏi. Nghe Trương Bồi Sơn hỏi vậy, sắc mặt Lâm Hồng Ngạn thay đổi hẳn, bà ta vừa định mở miệng thì đột nhiên Đinh Dũng đi tới chắn trước mặt Hàn Phương Nhiên nói, tôi là chồng của Hàn Phương Nhiên, vừa nãy đâm vào xe của mấy người đúng không? Rất xin lỗi, đâm vào xe của anh, cụ thể phải sửa chữa như thế nào, anh cứ nói. Nói xong, Đinh Dũng quay lại nhìn Hàn Phương Nhiên dịu dàng nói, không phải còn tham gia cuộc họp sao? Mau đi đi. Trương Bồi Sơn nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Hàn Phương Nhiên là người phụ nữ hắn để mắt tới, tên nhóc nhìn có vẻ như thiếu ăn thiếu mặc này, vẻ ngoài xấu xí này lại dám nói là chồng của Hàn Phương Nhiên. Anh, một mình được không? Hàn Phương Nhiên chau mày, cậu ấm xã hội đen như Trương Bồi Sơn không dễ đụng vào, Đinh Dũng lại không biết thân phận của hắn ta, nếu như... Yên tâm đi, Đinh Dũng cười hết sức tự nhiên. Mặt Lâm Hồng Ngạn tái xanh, nghe Đinh Dũng tự giới thiệu xong, bà ta vội vàng nhìn trộm Trương Bồi Sơn. Quả nhiên sắc mặt hắn ta không tốt lắm, bà ta không khỏi chột dạ, nếu như bọn họ chọc giận Trương Bồi Sơn, chắc chắn chỉ có con đường chết. Ôi giời, Nhiên Nhiên đừng phí lời với nó, chúng ta mau đi thôi, ông nội con đang đợi chúng ta đó. Nếu đã như không nắm được miếng mồi Trương Bồi Sơn này, bà ta lại dễ hướng sang tập đoàn Hàn Thị, lần này Hàn Phương Nhiên gia nhập công ty đã là chuyện chắc chắn. Đúng vậy, đừng để ông nội đợi nóng ruột, mau đi đi. Đinh Dũng mỉm cười xua tay với Hàn Phương Nhiên. Hàn Phương Nhiên muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Đinh Dũng, cô chỉ đành gật đầu nói, giải quyết ổn thỏa với người ta, cần bao nhiêu tiền cứ nói với em. Được, Đinh Dũng gật đầu. Thấy ba người họ đã rời đi, Đinh Dũng quay qua nhìn Trương Bồi Sơn rồi nói, chiếc xe này sửa cũng không rẻ nhỉ, cần bao nhiêu tiền anh ra giá đi. Lúc này sắc mặt của Trương Bồi Sơn đã tái xanh. Hắn nhìn bóng Hàn Phương Nhiên xa dần rồi đột nhiên nhìn Đinh Dũng hỏi, mày và cô Hàn rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi và Phương Nhiên, cô ấy là vợ tôi, sao hả? Đinh Dũng chau mày không biết Trương Bồi Sơn có ý gì? Nhà họ Hàn, mày chính là thằng dễ ăn hại, đáng bỏ đi của nhà họ Hàn. Lúc này, gã thanh niên vẫn luôn đứng sau Trương Bồi Sơn sững sờ, hắn nhếch mép cười khinh bị rồi ghé sát cạnh Trương Bồi Sơn nói, Bồi Sơn! Đây chính là thằng rể vô dụng của nhà họ Hàn mà tôi từng nói với cậu. Chuyện này người trong giới đều biết, trước đây cậu không ở Kim Châu, không biết cũng là bình thường. Nói xong, gã thanh niên nhìn Đinh Dũng đầy khinh miệt rồi chế giễu, cũng không biết thằng vô dụng như mày đã gặp vận may gì mà lại lấy được cô vợ xinh đẹp như thế. Nói như vậy có nghĩa là mày và cô Hàn đã kết hôn rồi. Sắc mặt của Trương Bồi Sơn không mấy vui vẻ, hắn ta nhìn chằm chằm Đinh Dũng, hỏi. Đinh Dũng chau mày, anh sống bao nhiêu năm như vậy, đương nhiên biết rằng phản bác chỉ vô dụng, cách duy nhất là dùng sự thật chứng minh, ai mới thực sự là đồ bỏ đi. Nghĩ vậy, anh cũng không thèm để ý gã thanh niên mà gật đầu dứt khoát, nói với Trương Bồi Sơn, không sai. Xe của anh có cần bồi thường không?
Ninh Dũng không cho Trương Bồi Sơn có cơ hội lên tiếng nữa mà chau mày hỏi. Mặc dù anh không biết Trương Bồi Sơn nghĩ gì nhưng anh cũng chẳng rảnh phí lời với hắn, muốn chứng minh thân phận của anh, cần phải làm rất nhiều chuyện. Tên vô dụng này, dựa vào đâu mà được ở cùng cô Hàn? Ánh mắt Trương Bồi Sơn có hơi bực tức, hắn nhìn chằm chằm Đinh Dũng cười lạnh nhạt rồi nói, đương nhiên, đâm vào xe của tao, còn định chạy chắc. Vậy thì nhanh lên, đừng có phí lời, muốn bao nhiêu tiền. Nếu như không phải trách nhiệm thuộc về bên mình thì anh cũng chẳng thèm quan tâm tới hai người này. Nghe Đinh Dũng nói, sắc mặt Trương Bồi Sơn thay đổi hẳn, cũng khó coi như gã thanh niên đứng bên cạnh. Đúng lúc gã ta định buông lời mắng nhiếc thì Trương Bồi Sơn xua tay, cười lạnh lùng, tiền đương nhiên sẽ phải đền nhưng trước khi đền tiền, chấm thao còn muốn nói chuyện với mày. Không hứng, Đinh Dũng lắc đầu liếc nhìn hai người rửng rưng, muốn bao nhiêu tiền, ra giá đi. Tao nghĩ lát nữa mày sẽ không nói như vậy đâu. Trương Bồi Sơn lắc đầu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Lông mày Đinh Dũng giật lên, anh nhìn Trương Bồi Sơn một lượt rồi thu lại ánh nhìn. Đinh Dũng mở cửa xe ra ngồi vào trong, lấy bút viết một dòng số rồi nói, tôi đi đây, lát nữa mấy người gửi số tài khoản tới, muốn bao nhiêu tôi chuyển cho. Muốn đi, sắc mặt Trương Bồi Sơn rất dữ dằn, một tay nắm lấy bô lăng lạnh lùng nói, mày biết tao là ai không? Đâm vào xe của tao còn định chạy. Vậy anh còn muốn thế nào? Đinh Dũng chau mày, đúng là anh không biết thân phận của Trương Bồi Sơn nhưng người có thể đi Mercedes S-Class nhất định không hề đơn giản. Nhưng mặc kệ Trương Bồi Sơn có thân phận gì, Đinh Dũng cũng chẳng quan tâm, một thành phố Kim Châu nhỏ bé có thể có nhân vật to lớn gì, nghĩ đến đây, anh lại rút chiếc chìa khóa vừa cắm vào không lâu. Lúc này, hai chiếc xe thương mại hiệu Mercedes-Benz chạy từ xa đến và dừng lại bên đường. Đinh Dũng nhìn chúng rồi nhếch miệng cười đùa cợt, chuyện này cuối cùng cũng thú vị rồi đây, không muốn yên ổn nữa sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Có chuyện thì nói nhanh lên, con người tôi không thích vòng vo. Đinh Dũng liếc nhìn Trương Bồi Sơn, anh tin chắc trước đây chưa từng gặp người này, cũng không biết tại sao hắn ta lại đối địch với anh. Muốn làm gì? Tao rất muốn biết, tại sao cô Hàn lại đồng ý gả cho một tên vô dụng như mày? Ánh mắt Trương Bồi Sơn thoáng vẻ giận dữ. Hắn lạnh lùng nói, theo như tao biết, mấy năm nay mày sống luồn cúi ở nhà họ Hàn, thậm chí thân phận còn không bằng người hầu, chắc cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hữu danh vô thực với cô Hàn chứ gì. Lời Trương Bồi Sơn nói làm Đinh Dũng nheo mắt, anh nheo mắt nhìn gã thanh niên đứng bên cạnh Trương Bồi Sơn. Những lời này rõ ràng là hắn ta nói với Trương Bồi Sơn, nói như vậy, mục tiêu của Trương Bồi Sơn chính là Hàn Phương Nhiên. Phải thì đã sao, không phải thì đã sao. Liên quan gì tới anh? Đinh Dũng lạnh lùng đáp. Nhưng những lời này qua tai Trương Bồi Sơn lại như Đinh Dũng đã thừa nhận những điều hắn nói. Trương Bồi Sơn không khỏi mừng thầm, nếu như Hàn Phương Nhiên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa với tên này, vậy thì chỉ cần hai người ly hôn là được, còn Hàn Phương Nhiên có phải gái một lần đò không, hắn không để tâm. Nhóc con, trong thẻ này có 500.000 tệ, ly hôn với cô Hàn. Trương Bồi Sơn mỉm cười lấy từ trong túi tiền ra một tấm thẻ ngân hàng. Quả nhiên là vậy, ánh mắt của Đinh Dũng đầy vẻ giỡn cợt, anh không nhận lấy cái thẻ mà lạnh lùng đáp, chỉ có 500.000 tệ ít ỏi mà bảo tôi ly hôn, không bằng tôi cho anh 1.000.000 tệ, anh lau giày cho tôi, thế nào? Đinh Dũng sống lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với anh. Còn chuyện ly hôn... Anh không có tình cảm gì với Hàn Phương Nhiên nhưng nếu như đã mượn cơ thể này thì Hàn Phương Nhiên chính là người vợ trên danh nghĩa của anh, chỉ cần Hàn Phương Nhiên không chủ động ly hôn, anh cũng sẽ không bỏ cô. Có biết mày đang nói chuyện với ai không? Sắc mặt Trương Bồi Sơn đã tối sầm xuống, hắn ta nhìn chằm chằm Đinh Dũng, nói từng chữ một. Gã thanh niên bên cạnh cười lạnh nhạt nhìn Đinh Dũng dữ dằn như muốn Đinh Dũng quỳ xuống xin tha. Hắn ta đưa tay ra. Nhẹ nhàng vẫy hai chiếc xe đang đỗ bên đường. Huỵch, cửa hai chiếc xe mở ra cùng lúc, khoảng 10 gã đàn ông mặc vest đen, lao ra khỏi xe, bao vây Đinh Dũng. Một người trong số đó cung kính nói với Trương Bồi Sơn, cậu Trương. Đánh thằng này, tới chết cho tao. Gương mặt xanh nhợt của Trương Bồi Sơn lộ ra nét cười đáng sợ, hắn muốn tên tiểu tử này biết cái kết của việc chống đối với hắn. Đinh Dũng chau mày nhìn mười mấy tên áo đen to con rồi lại nhìn Trương Bồi Sơn. Ra ngoài lại còn đem theo nhiều anh em như vậy, thằng cha này đáng sợ biết bao. Ha ha, người anh em, tôi cũng không nói không đền tiền cho anh, sao phải vậy chứ? Nghĩ tới đây, Đinh Dũng không còn cách nào khác chỉ xua tay bất lực,
anh thực sự không có hứng thú với mấy tên côn đồ tầm thường này. Hừ, không muốn chết thì tối nay hẹn giúp tao cô Hàn ra ngoài, tao tha cho mày một mạng. Ánh mắt ngang tàng của Trương Bồi Sơn dữ dằn nhìn Đinh Dũng nói. Ánh mắt Đinh Dũng lạnh lùng, hóa ra tên này có ý đồ với Hàn Phương Nhiên à. Dám dòm ngó người phụ nữ của tôi, anh cũng to gan lắm nhỉ. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng cười lạnh lùng, anh dò xét Trương Bồi Sơn một lượt từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói, nếu như tôi không giúp được thì sao? Không giúp thì mày đi chết đi. Trương Bồi Sơn cười một tiếng ghê rợn rồi nháy mắt với đám tay chân. Mười mấy tên to con lập tức bao vây Đinh Dũng, nhìn anh bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp. Một tên trong đó cười gian xảo nói, tên nhóc ốm đói này, một mình tôi xử lý là được. Cẩu nhị, thế còn ngây ra đấy làm gì, còn không mau chặt đứt chân nó đi. Nghe cẩu nhị nói, mấy tên xung quanh cũng vào hùa cười nói. Ánh mắt Trương Bồi Sơn đầy tàn nhẫn, hắn chắp tay đứng bên cạnh như đã nhìn thấy cảnh Đinh Dũng bị đánh bỏ ra đất quỳ xuống xin tha. Nhìn cẩu nhị đang làm nóng tay cách đó không xa, anh nhếch miệng cười giễu cợt, chỉ với mấy tên này mà cũng muốn đối phó với anh. Doạt, đột nhiên, tên to con tên cẩu nhị với cái đầu rất to, theo sau là tiếng gió lao về phía Đinh Dũng. Người cẩu nhị cao khoảng gần 2 mét, toàn thân cơ bắp rắn chắc, trong khi đó Đinh Dũng lại gầy hơn rất nhiều, hai người vốn không cùng đẳng cấp. Trong tình huống bình thường, với thân hình của Đinh Dũng, nếu bị tấn công trực diện, chắc chắn sẽ bay ra ngoài. Cẩu nhị cũng muốn dùng cách này, dùng thực lực đàn áp, nhanh chóng xử gọn Đinh Dũng. Thấy cẩu nhị đã lao tới trước mặt mà Đinh Dũng vẫn ngây ra không động đậy, ai nấy cũng nghĩ Đinh Dũng không kịp phản ứng cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù cẩu nhị chỉ là võ sĩ tầng thứ 3 nhưng với người bình thường mà nói, tốc độ này đã nhanh như chớp rồi. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Đinh Dũng sẽ bị cẩu nhị xông tới đè bẹp thì Đinh Dũng đột nhiên nghiêng người một góc nhỏ đầy kinh ngạc. Ù, tiếng gió lướt qua, cẩu nhị giống như cái bóng chỉ lướt qua vạt áo của Đinh Dũng, hắn ta tập trung toàn bộ sức lực vào đòn lao người này nhưng cũng chỉ lao vào không khí. Chính lúc bóng cẩu nhị vừa lướt qua, Đinh Dũng quay phát người lại, bước dài không lùi mà tiến đuổi kịp cẩu nhị lúc này đang lao trượt về phía trước, đánh một đòn vào sau gáy cẩu nhị. Lực tấn công khủng khiếp từ nắm đấm, phá vỡ phòng thủ trên cơ thể của cẩu nhị. Cẩu nhị với thân hình to lớn như ngọn núi đến cơ hội quay đầu lại cũng không có mà ngay lập tức ngã lăn ra đất. Cơ thể này có hơi yếu đấy. Đinh Dũng lắc cổ tay, đòn vừa rồi anh tung ra khiến tay hơi đau. Trước đây Đinh Dũng chưa từng tập thể dục, sức khỏe có hơi yếu nên khó chống đỡ được võ thuật cao cường của anh. Xem ra về nhà phải tăng cường tu luyện rồi. Đinh Dũng nghĩ thầm trong lòng rồi ngẩng lên nhìn Trương Bồi Sơn. Thấy Đinh Dũng hạ gục cẩu nhị chỉ bằng một đấm, sắc mặt Trương Bồi Sơn trở nên hơi khó coi. Hắn tức giận nhìn Đinh Dũng lạnh lùng nói, không tồi đấy nhóc, có bản lĩnh. Các người còn ngây ra đấy làm gì, còn không xông lên. Gã thanh niên đứng cạnh Trương Bồi Sơn thấy vậy liền hét lên với mấy tên to con. Nghe vậy, mấy tên kia cũng mặt mày nặng trịch không dám ngông cuồng nữa. Dù gì cẩu nhị cũng là võ sĩ tầng thứ 3, không hề yếu hơn bọn họ vậy mà bị một đòn hạ gục, có thể thấy Đinh Dũng cũng có chút thực lực. Mọi người cùng lên, không biết ai hét lên một câu, đám người liền xông lên ngay lập tức. Đinh Dũng khẽ chau mày nhanh chóng bước tới, chủ động tấn công. Không tự lượng sức mình, Trương Bồi Sơn cười lạnh lùng, nếu như Đinh Dũng bỏ chạy có lẽ sẽ hơi rắc rối nhưng Đinh Dũng lại chủ động xông vào đám người. Rõ ràng là châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình. Đúng là đồ vô dụng, lại còn ngu ngốc xông lên, rõ ràng là tự tìm cái chết mà. Gã đàn ông đứng bên cạnh Trương Bồi Sơn nhìn thấy cảnh này không nhịn được chế giễu. Trong khi đó lúc này bóng Đinh Dũng lao tới như bay, tới trước mặt mấy tên to con. Khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã ăn ngay một đấm vào mặt. Bụp, âm thanh bóp nghẹt bầu không khí, tên to con đó bị đấm chảy máu mũi. Sống mũi cũng dập nát. Chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng thảm thiết thì cơ thể đã bay ra ngoài đè lên đám người phía sau. Tốc độ của Đinh Dũng rất nhanh, ngay khi tên to con ngã bay ra ngoài, anh đã tới bên một tên khác, cũng một đấm, sau đó lại là dao trong tay chặn lên cổ đối phương, khiến hắn ta mất đi năng lực tấn công. Rầm, rầm, rầm. Hàng loạt âm thanh vang lên, mấy tên tay chân cộng lại cũng ngang ngửa võ sĩ tầng thứ 4. Vậy mà cũng không có chút khả năng đánh trả nào, nhanh chóng bị Đinh Dũng xử gọn. Ây da! A! À, mười mấy tên to con nằm bò trên đất,
không lăn lộn kêu than thì cũng hôn mê, tóm lại, không một ai có thể đứng dậy. Mày đừng qua đây. Trương Bồi Sơn tự tin ra mặt khi nãy nhìn thấy Đinh Dũng một đấm đánh gục cả đám người đang vô cùng hoảng hốt. Chuyện này, sao có thể? Gã đàn ông đứng cạnh Trương Bồi Sơn không nhìn được nuốt nước bọt, ngạc nhiên nhìn Đinh Dũng đang chậm rãi đi tới từ phía đám người. Nhưng đó là đám tay đấm tầng thứ tư đó. Vậy mà, dưới sự bao vây của đám to con, Đinh Dũng lại có thể không tốn chút sức lực nào đánh bại bọn họ, rốt cuộc hắn có thực lực như thế nào? Rốt cuộc bọn họ đã chọc ghẹo ai rồi, Trương Bồi Sơn mãi mãi cũng không ngờ tới, kẻ đứng trước mặt hắn lại là lão quái vật. Đinh Dũng xoay cổ tay rồi lại xoa bóp cổ. Mặc dù khi nãy nhìn anh đánh có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra anh đã chạm tới giới hạn chịu đựng của cơ thể này. Tố chất sức khỏe của cơ thể này thực sự có hơi yếu, đối phó với mấy tên loăng quăng mà đã tốn hơi như vậy. Mày định làm gì? Trương Bồi Sơn không ngừng lùi về phía sau cuối cùng dựa vào xe nhìn Đinh Dũng bằng vẻ mặt hoảng hốt, dọa nạt, mày đừng qua đây, bố tao là Trương Thiệu Thích, nếu như mày dám động vào tao, chắc chắn ông ấy sẽ không tha cho mày. Mày đừng qua đây, cậu Trương là con trai Trương Lão Đại, nếu như mày dám động vào cậu ấy, Trương Lão Đại sẽ không tha cho mày đâu. Nghe thấy Trương Bồi Sơn nói vậy, gã thanh niên bên cạnh cũng thấy được hy vọng, run rẩy nhìn Đinh Dũng. Đinh Dũng trao mày từ từ đến trước mặt Trương Bồi Sơn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, nói giọng lạnh nhạt mày, dám dò ngó vợ tao. Không, không dám, Trương Bồi Sơn dùng mình, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đinh Dũng, những lời cay độc hắn định nói lại nghẹn ở cổ họng. Đinh Dũng một tay bóp chặt lấy cổ của Trương Bồi Sơn, ánh mắt lạnh giá không chút gợn sóng mà đầy sát khí, lạnh lùng nói, nếu như mày còn dám có ý gì khác với cô ấy, tao cũng không ngại, giết mày. Bỏ Trương thiếu gia ra, mày, đừng đùa với lửa. Chính lúc này, gã thanh niên đi theo Trương Bồi Sơn đã bỏ dậy, nhìn Đinh Dũng bằng ánh mắt dữ dằn, đanh thép nói, cậu ấy là con trai của Trương Thiệu Thích, mày chết chắc rồi, mày dám động vào Trương thiếu gia, Trương lão đại sẽ không tha cho mày đâu. Người nhà của mày, bạn của mày, bao gồm cả bản thân mày, tất cả đều sẽ chết. Không biết gã thanh niên lấy dũng khí ở đâu ra mà không nhìn ra vẻ mặt ngày càng khó coi của Trương Bồi Sơn, còn dữ dằn nói, bây giờ mày thả Trương thiếu gia ra, quỳ xuống dập đầu tạ lỗi, có lẽ bọn tao sẽ tha cho mày. Ngay khi gã thanh niên vừa nói xong, sắc mặt Trương Bồi Sơn đã khó coi tới cực độ, hắn đang bắt đầu mắng thầm trong lòng, tên vô dụng này còn chưa nhìn rõ tình hình sao. Hả, Đinh Dũng bỏ Trương Bồi Sơn ra, quay lại nhìn gã thanh niên. Gã thanh niên thấy Đinh Dũng nhìn mình, còn tưởng Đinh Dũng sợ nên lập tức lấy lại dũng khí, khi hắn định nói tiếp, đột nhiên một nắm đấm lao đến trước mắt hắn khiến má hắn bắt đầu đau dữ dội. Gã thanh niên bị Đinh Dũng dùng một đấm đánh bay, đập mạnh vào chiếc Mercedes, khiến đuôi xe bị lõm một chỗ lớn, còi cảnh báo vang lên inh tai nhức óc. Má hắn bị đánh sưng phồng, sống mũi xẹp xuống, thảm hại tới mức không thể thảm hại hơn. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Trương Bồi Sơn run sợ trong lòng, hắn nhìn Đinh Dũng đứng trước mắt mình như thể đang nhìn ma quỷ địa ngục. Lúc này, đột nhiên Đinh Dũng quay lại nhìn Trương Bồi Sơn khiến hắn giật nảy mình vội vàng xua tay nói, nó đáng chết. Đâm vào xe của anh, rốt cuộc cần bao nhiêu tiền, cho một con số đi. Đinh Dũng lắc tay, nhét tay vào túi lạnh nhạt nói. Trương Bồi Sơn cười trong sợ hãi, hắn ta nào dám đòi tiền Đinh Dũng. Nghe Đinh Dũng nói vậy liền vội vàng cười chuộc lỗi, anh trai đang làm khó em sao, em nào dám lấy tiền của anh chứ? Ý của anh là, Đinh Dũng chau mày, liếc nhìn Trương Bồi Sơn. Mí mắt Trương Bồi Sơn giật giật, ngay cả ho cũng không dám, chỉ vào chiếc Mercedes của mình rồi nói, chuyện là con xe này cũng không hư hại gì lớn, đưa tới xưởng sửa qua là được, không phiền anh phải nhọc lòng ạ. Nghe Trương Bồi Sơn nói, Đinh Dũng gật đầu, nếu như đối phương chủ động không đòi tiền. Anh cũng không thèm phí lời nên gật đầu nói, nếu như vậy, vậy thì tôi đi trước đây. Vâng, Trương Bồi Sơn vội vàng nhường chỗ. Nhìn Đinh Dũng ngồi vào trong xe, lái xe chậm chậm rời đi, sắc mặt Trương Bồi Sơn lại trở nên tối sầm. Hắn nắm chặt tay nhìn chằm chằm về phía Đinh Dũng. Đã nhiều năm như vậy, trước giờ vẫn chưa có người khiến hắn phải khom lưng uốn gối như vậy. Cậu Trương, làm sao giờ? Lúc này... Mấy tên to con vùng vẫy bỏ dậy hỏi Trương Bồi Sơn. Trương Bồi Sơn nhìn về phía Đinh Dũng rời đi không chớp mắt, trong mắt hắn thoáng vẻ thâm độc. Hắn cắn răng nói, tao sẽ không tha cho nó, đưa anh em tới bệnh viện trước đi.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đám đàn em, Trương Bồi Sơn gọi điện cho bố hắn. Vừa có người nghe máy, một giọng nói khàn đặc đã cất lên, Bồi Sơn, sao thế? Bố, con nghe nói gần đây, người bạn thân của bố sẽ tới chỗ chúng ta. Trương Bồi Sơn hít một hơi thật sâu hỏi dò. Người kia im lặng một lát rồi lại hỏi, sao vậy, con lại gây ra họa gì rồi? Sáng hôm nay có một kẻ đánh con bị thương khắp người. Trương Bồi Sơn kể vắn tắt câu chuyện, thêm chút mắm muối rồi nói với bố hắn. Hắn dữ dằn nói, suýt nữa con bị giết hại rồi, cục tức này con nuốt không trôi. Dám động tới con trai của Trương Thiệu Thích ta. Giọng người trong điện thoại đột nhiên đầy căm phẫn, sau đó ông ta lại nói tiếp, Bồi Sơn, chuyện này con không cần lo, tối nay chú Tần con sẽ tới. Vâng, Trương Bồi Sơn mỉm cười cúp máy. Mặc dù hắn chưa từng gặp chú Tần mà bố nói nhưng qua cách bố hắn khẳng định, hắn có thể nhận ra chú Tần này không phải người thường. Trong khi đó, ba người Hàn Phương Nhiên vội vàng bắt taxi, lúc này đã tới dưới sảnh văn phòng tập đoàn Hàn Thị. Mau, mau vào trong. Lâm Hồng Ngạn vừa chạy vừa thở nói, đừng để ông nội con đợi nóng ruột. Trong phòng họp của tập đoàn Hàn Thị lúc này đã ngồi kín người, ông lão Hàn Hàn Tông Khôn, chủ tịch tập đoàn Hàn Thị trao mày ngồi trên cùng. Nhà Thành Sơn sao còn chưa tới? Người đàn ông mặc bộ vest màu xám đậm, anh trai Hàn Thành Sơn, Hàn Thành Phú mất kiên nhẫn khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Ông ta hừ lạnh, nói thật không biết phép tắc, như vậy làm sao có thể đảm đương được tập đoàn chúng ta? Đúng vậy, cứ tưởng lập được công ty nhỏ, lại gặp may vớ được hạng mục lớn thì đã thấy mình giỏi giang rồi. Người đàn ông hơi mập ngồi bên cạnh Hàn Thành Phú, em trai thứ ba của Hàn Thành Sơn, Hàn Thành Quý nghe anh cả nói cũng hùa theo, thật không biết Hàn Phương Nhiên, con bé này làm sao lấy được hạng mục này nữa. Hứ, theo tôi thấy, chẳng qua là cậy vào. Một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đang định lên tiếng thì bị người bên cạnh kéo một cái, lời định nói cũng vì thế mà bị nghẹn lại. Được rồi, Thành Phú, gọi điện thoại cho Thành Sơn đi. Lúc này ông lão ngồi trước ho khan một tiếng rồi điềm đạm nói. Lần này Hàn Phương Nhiên lấy được dự án bất động sản đỉnh kim, với nhà họ Hàn mà nói là một cơ hội. Mặc dù nhà họ Hàn cũng là doanh nghiệp có tiếng nhưng cũng chỉ là ở mức trung bình, nếu như có thể móc nối được với bất động sản đỉnh kim, chắc chắn là cơ hội kiếm tiền tốt. Chủ nhân của bất động sản đỉnh kim là ai? Đó là nhà họ Kim ở Giang Nam đó. So với nhà họ Kim ở Giang Nam, nhà họ Hàn chẳng là cái thá gì, có thể qua lại với nhà họ, vị thế của nhà họ Hàn chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Tới lúc đó, ở thành phố Kim Châu này, có ai dám xem thường nhà họ Hàn họ? Nếu như không phải công ty nội thất Tú Thủy của Hàn Phương Nhiên có hợp tác với bất động sản đỉnh kim thì gia đình nhà họ, ngay cả tư cách tham gia cuộc họp của tập đoàn cũng không có. Có thể thấy ông lão Hàn chẳng coi trọng Hàn Thành Sơn là mấy. Hàn Thành Phú khó chịu ra mặt, ông ta không hy vọng gia đình Hàn Thành Sơn gia nhập tập đoàn. Đúng lúc ông ta cố nín nhịn gọi điện thoại cho Hàn Thành Sơn thì đột nhiên cửa phòng họp mở ra. Xin lỗi ông nội, chúng con tới muộn. Hàn Phương Nhiên mở cửa phòng họp, ái ngại nhìn ông lão Hàn đang ngồi trên ghế đầu. Ha ha, để bao nhiêu người ngồi đợi, mấy người đúng là cao giá. Thấy gia đình Hàn Thành Sơn đã tới, Hàn Thành Quý liền nói câu chọc ghẹo, ồ, sao lại chỉ có ba người? Tên ăn hại Đinh Dũng đó không tới sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.